từng là một người thất bại, từng gặp bao trắc trở, từng bị chính người thân yêu phản bội, bị người hãm hại, suýt nữa là mất mạng. 5 năm trôi qua, cuối cùng anh lại trở thành người mà ai nấy đều nể trọng, anh nắm trong tay tài phú tột cùng, mọi thứ đều quá dễ dàng có được. Anh trở về lại chốn xưa, muốn tìm cô gái đã cứu anh, muốn báo đáp ân tình, sau đó lại vô tình phát hiện cô còn có một cô con gái nhỏ. Cũng chính là con của anh. Những gì nợ em sớm đã không cách nào trả hết được, vậy thì anh chỉ có thể bảo vệ em với con một thế yên bình, không lo không nghĩ. Chân Long Chí Tôn Đô Thị, Vương Nhất. Tập 1. Sân bay Thiên An. Vương Nhất mặc một chiếc áo khoác màu đen, từ trên máy bay riêng đi xuống. Dáng người cao và thẳng, đôi mắt sắc bén hữu thần, điều không hoàn hảo duy nhất là sắc mặt anh tái nhợt của một loại bệnh thái. Két. Một chiếc Rolls-Royce màu đen dẫn theo hàng chục chiếc xe tải quân dụng, dừng trước mặt Vương Nhất. Tập hợp. Mấy chục quân nhân dáng người to lớn, vẻ mặt nghiêm nghị nhanh chóng đứng thành hai hàng sát cánh nhau, dùng chưa đến 3 giây. Cúi chào. Tất cả quân nhân đều hướng mặt về phía Vương Nhất, đồng loạt chào theo kiểu tiêu chuẩn của quân đội, chào ẩn chủ. Âm thanh vang dội, tạo ra tiếng vọng lại trong sân bay rộng lớn, rất lâu mà chưa biến mất. Đối với những chuyện này, Vương Nhất chỉ bình thản, ung dung gật đầu, đồng thời cũng làm động tác chào của quân đội. Lúc này, cửa của chiếc xe Rolls-Royce mở ra, một người phụ nữ quyến rũ đeo kính râm mặc đồ da màu đen đi xuống. Cô ta tháo kính râm xuống, để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu giống như bị máu tươi tưới lên, mờ ảo trong đó mang theo hơi thở sát khí của thiên quân vạn mã. Nhưng, ở trước mặt Vương Nhất, cô lại ngoan ngoãn giống như con cừu non, thiếu chủ, người đã điều tra ra rồi. Ừ, Vương Nhất trả lời một tiếng, chờ đợi người phụ nữ báo cáo. Cô họ Lãnh tên Nhan, là ảnh vệ của Vương Nhất. Cô ấy tên là Lý Khinh Hồng, làm việc ở tòa nhà quốc tế, còn về tin tức liên quan đến thân phận của cô ta, đã bị cố ý che giấu, trước mắt chỉ biết có vậy. Vẻ mặt Lãnh Nhan có chút nghiêm nghị, cẩn thận, dè dặt nhìn Vương Nhất, thấy không có phản ứng gì, mới yên tâm tiếp tục báo cáo. Võng Lượng một tháng trước đã dừng lại ở Thiên An, sau này rời khỏi lãnh thổ nước Hát, không rõ hành tung. Kim Thúy Như của nhà họ Kim, một tuần trước đã thu mua công ty Ẩn Long của nhà họ Lý, trở thành đồng sự trưởng mới của Ẩn Long. Hết rồi. Biết rồi, Vương Nhất gật đầu, đột nhiên ho. Dùng tay chùi, lại ho ra một vệt máu nhàn nhạt. Thiếu chủ, có phải vết thương cũ lại tái phát? Lãnh Nhan vội vàng lấy một chiếc khăn tay ra, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự lo lắng. Trận chiến U Hằng, mặc dù thiếu chủ đã đánh lui kẻ địch, nhưng bản thân cũng để lại bệnh trong người. Không sao, đi thôi, đi đến nhà họ Lý. Vương Nhất xua tay, đi về phía chiếc xe Rolls-Royce. Lên xe, Vương Nhất không nói gì. Phong cảnh hai bên đường lùi lại một cách nhanh chóng, tâm tư của Vương Nhất cũng đang trôi đi xa. 5 năm trước, vì muốn giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế nhà họ Lý, cũng vì báo đáp ân tình thu nhận của gia chủ nhà họ Lý là Lý Thiên Dương, anh đã ở rể nhà họ Kim, trở thành chồng của Kim Thúy Như của nhà họ Kim ở Thiên An. Không ngờ, đây lại là âm mưu để Kim Thúy Như đánh cắp bí mật kinh doanh của nhà họ Lý. Ngày kết hôn, anh đã bị ngược đãi đến mức không còn là mình. Đánh đập một cách tàn nhẫn, cho uống thuốc, bắt cóc, cuối cùng còn bị ném xuống biển. May mắn thay số mệnh của mình chưa đứt, không chỉ sống sót từ trong cái chết, còn gia nhập vào đội quân đặc chủng bí mật của nước Hát, Ẩn Vu. 5 năm sống trong quân đội, anh đã được thay ra đổi thịt. Anh là chiến thần trong quân đội, là vương của Ẩn Vu, bảo vệ nước Hát, làm kinh sợ kẻ xấu tứ phương. 5 năm sau, anh giải ngũ một cách vẻ vang, ân oán năm đó, nên có một cái kết. Ngoài ra, anh không thể quên được người phụ nữ anh đã từng làm tổn thương sâu sắc. Năm đó anh bị bắt cóc đến một nhà kho bỏ hoang trên bến tàu, bên cạnh còn có một người phụ nữ lạnh lùng và xinh đẹp cũng bị bắt cóc. Là cô ấy đã cứu anh, nhưng tiếc là, lúc đó thần trí không rõ ràng, ngay cả cô tên là gì, trông như thế nào anh đều không biết. Nhìn ánh mắt thâm thúy, sắc mặt thất vọng của thiếu chủ, Lãnh Nhan cũng thở dài trong lòng. So với việc chấm dứt ân oán năm đó, thiếu chủ quan tâm đến người phụ nữ tên Lý Khinh Hồng kia hơn. Đến rồi, thiếu chủ. Lãnh Nhan dừng xe ở bên đường, trước cổng một căn biệt thự 3 tầng kiểu Trung. Ừ. Vương Nhất gật đầu, nhưng không lập tức xuống xe, mà thờ ơ nói với Lãnh Nhan,
tiếp tục điều tra về tin tức của cô Lý, trước buổi tối, tôi muốn nhìn thấy kết quả. Vâng. Sau khi xuống xe, Vương Nhất đứng ở bên ngoài nhà họ Lý, nhìn từng ngọn cỏ từng cái cây trong sân đến mức xuất thần. Tất cả những thứ này đều vô cùng quen thuộc. Không biết Mộng Đình bây giờ sống thế nào. Trước mắt xuất một cô gái hoạt bát, trẻ trung, trên khuôn mặt cũng thêm ý cười. Chuyện hay, tìm ngay trang chính Trăm Chu Yên, Việt Nam. Không ai có thể khiến Vương Nhất lộ ra nụ cười đơn thuần như vậy, Mộng Đình là một trong số đó. Cô là con gái của Lý Thiên Dương, chơi với Vương Nhất từ nhỏ đến lớn, nếu như không có Kim Thúy Như, bây giờ có lẽ bọn họ đã kết hôn rồi. Vương Nhất thu lại tâm tư, ấn chuông cửa. Đinh dong. Không có ai ra mở cửa. Đinh dong. Vương Nhất lại ấn chuông. Vẫn không có ai ra mở cửa. Thật là kỳ lạ, nhà họ Lý không thể không có một ai. Vương Nhất nhìn vào trong biệt thự không có động tĩnh gì, yên tĩnh, vắng lặng. Đến đây. Cuối cùng, sau khi Vương Nhất ấn liên tục mấy cái, thì cũng có người đi ra. Một ông lão bị gù, ho không ngừng, định mở cửa. Bác Trương, Vương Nhất, cười chào hỏi. Ông là quản gia của nhà họ Lý, luôn trung thành, tận tâm với Lý Thiên Dương. Cậu là... Động tác mở cửa của bác Trương đột nhiên dừng lại. Sau đó cảm thấy kỳ lạ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm 10 giây, mới kích động nói, cậu là Tiểu Nhất. Sau đó, rất nhanh, sắc mặt ông lại lập tức nghiêm túc, trở nên bi thương. Sao vậy, bác Trương? Vương Nhất quan tâm hỏi. Hai, cậu đến muộn rồi. Bác Trương bi thương nói, lão gia, ông ấy sợ là không xong rồi. Bùm! Giống như sét đánh giữa trời, nụ cười trên mặt Vương Nhất đột nhiên cứng đờ. 3 giây sau. Biểu cảm của anh đột nhiên trở nên dữ tợn, giống như một con dã thú chọn người mà cắn, lạnh lùng nói, ba đã xảy ra chuyện gì? Sức khỏe của Lý Thiên Dương từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt, mới có 5 năm ngắn ngủi, sao có thể không xong rồi? Lúc này, một cô gái tóc dài mặc một chiếc váy màu trắng, dáng người uyển chuyển, thướt tha, khoác tay một người đàn ông đẹp trai, trên người toàn là đồ hiệu cùng nhau đi ra, bác Trương, ai thế? Lúc nhìn thấy Vương Nhất, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, giống như gặp ma quỷ vậy, lùi về sau một bước, anh là, Vương Nhất. Mộng Đình, đã lâu không gặp. Vương Nhất lập tức thu lại sát khí ở trên người. Cô ta chính là thanh mai trúc mã của Vương Nhất, Lý Mộng Đình. Sao anh vẫn chưa chết? Sắc mặt Lý Mộng Đình hết đỏ lại trắng. Chuyện này nói ra rất dài. Vương Nhất không suy nghĩ nhiều, dù sao mình cũng đã mất tích 5 năm. Vương Nhất. Chàng trai trẻ đẹp trai ở bên cạnh Lý Mộng Đình, đôi mắt lóe lên, giống như nhớ đến điều gì đó. Sau đó, sắc mặt lại trở nên châm chọc, anh chính là tên vô dụng bỏ trốn khỏi hôn lễ với cô Kim 5 năm trước, hóa ra vẫn còn sống. Năm đó, chuyện hôn sự của hai nhà họ Lý và nhà họ Kim ầm ĩ đến mức cả thành phố đều biết, thậm chí đến bây giờ vẫn là chủ đề để người khác bàn tán. Anh là... Lúc này... Vương Nhất mới chú ý đến chàng trai trẻ đẹp trai ở bên cạnh Lý Mộng Đình, cau mày. Tôi là bạn trai của Mộng Đình, Trần Cảnh. Chàng trai trẻ khẽ ôm lấy Lý Mộng Đình, sự khiêu khích trong ánh mắt không hề che giấu. Mộng Đình đã nói với tôi rồi, bởi vì anh, nhà họ Lý mới bị nhà họ Kim phá hủy. Hơn nữa lệnh truy nã của nhà họ Kim với anh vẫn chưa hủy bỏ, còn dám quay lại Thiên An, lá gan cũng lớn đó. Vương Nhất rơi vào trong sự trầm tư. Đột nhiên ánh mắt trở nên phức tạp nhìn Lý Mộng Đình, Mộng Đình, là như vậy sao? Lý Mộng Đình cắn chặt môi, sắc mặt không ngừng thay đổi. Cuối cùng, cô ta không giãy giụa nữa, khuôn mặt bình tĩnh, nói với Vương Nhất, anh đã không chết, vậy tôi không giấu giếm nữa, tôi biết anh trở về là vì cái gì, là vì tôi, đúng chứ? Trong mắt Lý Mộng Đình đột nhiên trở nên chán ghét, anh hãy chết tâm đi, tôi không muốn bạn trai của tôi hiểu nhầm, anh hại nhà tôi ra nông nỗi này. Tôi vừa nghĩ đến anh đã cảm thấy buồn nôi. Nhìn dáng vẻ của anh, cũng không biết 5 năm qua anh làm cái gì, không nhà không xe, sau này cô gái nào muốn gả cho anh chứ? Trần Cảnh thì không như vậy. Lý Mộng Đình chuyển chủ đề, còn chủ động khoác cánh tay Trần Cảnh, anh ấy đã từng nói, sẽ giúp đỡ sự nghiệp của nhà tôi, anh ấy mới là chân mệnh thiên tử của tôi. Đúng vậy, Vương Nhất chỉ khẽ thở dài. 5 năm sống trong quân ngũ. Anh đã coi nhẹ tình yêu nam nữ, cũng càng quý trọng tình thân với Lý Mộng Đình. Chỉ tiếc là, vật còn mà người đã thay đổi.
Ánh mắt của Vương Nhất từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, không nói chuyện với bọn họ nữa, đi thẳng vào phòng khách. Anh muốn đi xem bệnh tình của ba, vừa hay, anh cũng biết một chút về đông y. Đứng lại, ai cho phép anh đi vào? Trần Cảnh cười khẩy một tiếng, chuẩn bị giữ lấy vai Vương Nhất. Mặc dù Lý Mộng Đình đã không thích Vương Nhất, nhưng dù sao bọn họ cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, vừa nghĩ đến điều này, Trần Cảnh lại cảm thấy cả người không được thoải mái. Vì vậy, định dạy dỗ anh ra trò. Đột nhiên, Vương Nhất quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh ta. Lúc này, Trần Cảnh giống như rơi xuống hầm băng, bị dọa đến mức bịch một tiếng, mông ngồi trên mặt đất. Đó là ánh mắt như thế nào? Coi thường sinh mạng, bình tĩnh giống như đang nhìn một xác chết. Tránh ra. Giọng nói của Vương Nhất vô cùng lạnh lùng, tôi sẽ không nói đến lần thứ hai. Vương Nhất, anh đứng lại cho tôi. Vương Nhất cố chấp muốn đi vào phòng, cũng đã chọc giận Lý Mộng Đình, ba tôi thành ra như thế này, anh còn muốn đi vào kích thích ông ấy sao? Nhưng, Vương Nhất chỉ thờ ơ liếc nhìn Lý Mộng Đình, không thèm quan tâm. Nhếch nhác từ dưới đất bò lên, ánh mắt Trần Cảnh u ám đến mức đáng sợ, anh đã không bằng lòng, vậy thì đừng đi nữa, đánh gãy hai chân của anh ta cho tôi, quỳ trước giường của chú Lý để đền tội. Vừa dứt lời, hai bên có 5-6 tên vệ sĩ của Trần Cảnh đi ra. Bao vây lấy Vương Nhất. Tiểu Nhất, mau chạy đi. Bác Trương vội vàng hét lên với Vương Nhất. Nhưng, Vương Nhất giống như không nghe thấy, vẫn quay lưng về phía những vệ sĩ kia, ung dung bước đi như dạo chơi. Đồ khốn! Trần Cảnh cười khẩy, Lý Mộng Đình cũng thở ơ, lạnh lùng quan sát. Hai tên vệ sĩ, một trái một phải, áp sát vào Vương Nhất. Lúc tay bọn họ chạm đến Vương Nhất đột nhiên quay đầu lại, nắm đấm sắt đập mạnh đến. Mặt của tên vệ sĩ bên trái tiếp xúc gần với nắm đấm của Vương Nhất. Lập tức cả người giống như bị xe tải đâm, bay lên, đập vào một tên vệ sĩ ở phía sau, hôn mê luôn tại chỗ. Trong sân nhà họ Lý vô cùng yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào. Lý Mộng Đình và Trần Cảnh đều trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Vương Nhất, giống như đang nhìn một quái vật. Bác Trương cũng bị dọa sợ đến mức không dám cử động, miệng mấp máy mấy cái, muốn nói gì đó. Nhưng một câu cũng không nói ra được. Những tên vệ sĩ khác đều dừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Vương Nhất, đến gần Trần Cảnh, bởi vì bọn họ cảm thấy tiếp theo có thể sẽ ra tay với Trần Cảnh. Nhưng Vương Nhất không có làm vậy. Dáng vẻ giống như vừa mới làm một chuyện nhỏ không đáng gì, vẻ mặt Vương Nhất vẫn bình tĩnh như thường, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, sau đó quay đầu lại, tiếp tục đi vào trong phòng khách. Trần Cảnh cũng hoàn hồn lại, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Lý Mộng Đình thì hét lên với một giọng nói sắc bén, Vương Nhất, anh dám động thủ. Giây phút này, cuối cùng cô ta cũng hiểu tại sao Vương Nhất dám quay trở về. Mặc dù không biết trong 5 năm qua Vương Nhất đã trải qua những gì, nhưng Lý Mộng Đình có thể nhìn ra, Vương Nhất thật sự đã trở nên mạnh hơn. Sao bên ngoài lại ồn ào như vậy, à? Động tĩnh ở bên ngoài cũng khiến những người khác trong biệt thự chú ý đến, một người phụ nữ, ăn mặc sang trọng. Trông có mấy phần giống với Lý Mộng Đình, nhưng vừa nhìn thấy Vương Nhất khuôn mặt vô cảm đi đến, giọng nói lập tức im bặt, còn sợ hãi hét lên một tiếng. Tiếng hét này, đã làm kinh động đến tất cả mọi người ở trong nhà. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nhưng, không có gì khác biệt, lúc nhìn thấy Vương Nhất, tất cả mọi người đều theo bản năng ngậm miệng lại, do dự nhìn anh. Cái đồ sao chổi này không phải đã chết rồi sao? Sao lại còn trở lại? Động tĩnh lúc nãy là do cậu ta làm ra. Cậu ta muốn làm gì? Nghe thấy những tiếng thảo luận, Vương Nhất cũng không dừng bước, sắc mặt ôn hòa hơn một chút, cầu xin nói, các vị trưởng bối, động tĩnh lúc nãy lát nữa tôi có thể giải thích, bây giờ để hãy tôi vào thăm ba trước. Đứng lại! Vương Nhất đang định vòng qua những trưởng bối này, nhưng lại bị tiếng hét cay nghiệt gọi lại. Vương Nhất vừa quay đầu lại thì nhìn thấy mẹ của Lý Mộng Đình. Châu Mỹ Ngọc chỉ vào mũi anh mắng như xối xả, cái đồ sao chổi này, còn có mặt mũi mà quay về hả? Còn chê hại nhà họ Lý chúng tôi chưa đủ sao? Mẹ, chuyện này không phải như mẹ nghĩ. Câm miệng! Châu Mỹ Ngọc vô tình ngắt lời Vương Nhất, nhìn thấy hai vệ sĩ của nhà họ Trần đã bị đánh ngất, đột nhiên hiểu ra là chuyện gì, càng thêm tức giận, cậu dám đánh người. Tôi thấy cậu ta chính là cố tình muốn hại chết chúng ta. Cô út Châu Mỹ Hòa cũng chỉ vào Vương Nhất, âm dương quái khí nói, về lúc nào không về,
lại đợi đến lúc anh cả sắp chết mới trở về, có ý đồ gì đây? Tôi thấy, anh cả đột nhiên ngất đi liên quan rất lớn với cậu ta, nói không chừng chính là do cậu ta hại. Cô cả Châu Mỹ Hoa đột nhiên nói, cậu ta tính toán thời gian rất chuẩn, chứng tỏ cậu ta đã trở về từ lâu, hơn nữa còn ở gần nhà chúng ta để theo dõi chúng ta. Báo cảnh sát, mau gọi cảnh sát đến bắt cậu ta lại. Trong nháy mắt, Vương Nhất trở thành mục tiêu tấn công, tất cả người nhà họ Lý đều hướng mũi nhọn vào Vương Nhất. Chủ yếu là vì Vương Nhất đến thực sự rất không đúng lúc, Lý Thiên Dương vừa bị bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng, thì Vương Nhất lại đến, rất khó không khiến người khác nghi ngờ. Trong những tiếng chỉ trích ác liệt, Vương Nhất cũng không tranh cãi, vẫn duy trì sự im lặng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Trần Cảnh vốn tái nhợt cũng dần trở lại bình thường, giống như đã báo được thù lớn, cười khẩy nói, nhìn đi, chú đã nuôi một con sói mắt trắng. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Lý Mộng Đình đột trên trở nên khó coi, hung dữ nhìn Vương Nhất, em cũng không ngờ anh ta lại là người như vậy. Mẹ, Mộng Đình, còn có các vị trưởng bối. Đúng lúc này, Vương Nhất rất lâu không nói gì đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt anh chân thành nhìn tất cả mọi người, trầm giọng nói, con biết 5 năm trước là con hại nhà họ Lý bị phá hủy, con có lỗi với nhà họ Lý. Chuyện này, con sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng, nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Câu trả lời thích đáng, cậu lấy cái gì để trả lời? Đầu mình sao? Trong mắt mợ Lý Mộng Đình tràn đầy sự xem thường, tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có chết một lần, cũng không xóa sạch được nghiệp chướng mà cậu gây ra. Đúng vậy, cậu của Lý Mộng Đình cũng tán thành nói, hơn nữa, bệnh viện cũng nói rồi, anh cả không sống qua được ngày hôm nay, cậu lấy cái gì để cứu? Cậu, mợ, hai người nói ít đi mấy câu, mẹ cháu còn đang ở đây. Vừa nghĩ đến ba mình sắp chết, mũi Lý Mộng Đình có chút cay cay, ánh mắt nhìn Vương Nhất càng thêm thù hận. Là anh ta, hại chết ba mình. Nếu như không phải 5 năm trước anh đào hôn, nhà họ Kim sẽ không tức giận phá hủy nhà họ Lý, ba cũng sẽ không vì tức giận mà bệnh tim đột nhiên tái phát. Cái đầu chuyên mang đến tai họa này, tôi phải giết chết cậu. Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên, Châu Mỹ Ngọc mất đi lý trí, vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn uống nước, hung hăng đâm về phía Vương Nhất. Mẹ, dừng tay. Bác gái, vì một người như thế này, không đáng đâu. Làm Lý Mộng Đình và Trần Cảnh giật mình, lập tức ngăn Châu Mỹ Ngọc lại. Châu Mỹ Ngọc vừa cầm dao, khoa chân múa tay khua về phía Vương Nhất, một bên vùng vẫy, hét lên như người bị điên, người như cậu không xứng đáng được chết một cách tốt đẹp. Trước đây Thiên Dương đối xử với cậu như thế nào, xem cậu như là con ruột, tôi nói cậu họ Vương, không phải họ Lý, bảo ông ấy đừng đối xử quá tốt với cậu, nhưng ông ấy không nghe, bây giờ đã gặp báo ứng rồi. Mẹ, đừng nói nữa. Có lẽ đã khơi lại ký ức trước kia của Lý Mộng Đình, vành mắt Lý Mộng Đình cũng đỏ lên. Ký ức sâu bao nhiêu, thì hận cũng càng sâu bấy nhiêu. Trong nháy mắt, cả phòng khách nhà họ Lý bao phủ bởi sự bi thương. Mẹ, vẻ mặt Vương Nhất vẫn bình tĩnh nhìn Châu Mỹ Ngọc, khẽ nói, mạng của con là do ba cứu, nên, để con đi nhìn một chút, may ra còn có thể cứu được. Cậu, Châu Mỹ Ngọc còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Trần Cảnh ngăn lại. Bác gái, cậu ta đã trở về, vậy thì để cậu ta gánh trách nhiệm chuyện năm đó. Sau đó, Trần Cảnh lại nhìn Vương Nhất, anh có thể đi thăm bác Lý, nhưng anh phải thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của anh. Hành vi phạm tội, trong mắt Vương Nhất lóe lên một tia lạnh lùng. Không sai. Trần Cảnh cũng không nói là hành vi phạm tội gì, chỉ khiêu khích nói, anh có dám không? Vương Nhất trầm mặc. Đương nhiên anh biết mục đích của Trần Cảnh, nếu như ba khỏe lại thì cả nhà đều vui, nhưng nếu như ba chết, anh sẽ phải cõng cái nồi này. Nhưng, anh nhất định phải điều tra rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Được, Vương Nhất đồng ý. Thấy Vương Nhất đã đồng ý, trong mắt Trần Cảnh lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh, anh ta vỗ tay nói, được, đại trưởng phu dám làm dám chịu, vào đi. Vì vậy, Vương Nhất sải bước đi vào trong. Lần này, không có ai ngăn cản nữa. Châu Mỹ Ngọc mặt đầy sự lo lắng, Tiểu Cảnh, con làm như này là. Trần Cảnh cho Châu Mỹ Ngọc một ánh mắt an ủi, nói, bác gái, cháu làm việc bác còn không yên tâm sao? Cứ giao cho cháu đi. An ủi xong Châu Mỹ Ngọc, Trần Cảnh đi đến một nơi không có người, gọi đến một số điện thoại. Ai đó?
Trong điện thoại truyền đến giọng nói tức giận, thở hổn hển của một người đàn ông, còn xen lẫn với tiếng kêu đau của phụ nữ. Cậu Kim, chuyện cậu giao cho tôi đã hoàn thành rồi, ngoài ra, còn có một chuyện vui ngoài ý muốn, cậu nhất định có hứng thú muốn nghe. Vẻ mặt Trần Cảnh tràn đầy sự nịnh hót, lấy lòng nói. Tiếng hét của người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại càng lớn hơn, giọng nói của người đàn ông rõ ràng cũng ngày càng không kiên nhẫn, có dám thì mau thả đi, tôi đang bận. Vương Nhất trở về rồi, có cần gọi người qua không? Trong mắt Trần Cảnh lóe lên một tia lạnh lùng, làm động tác cắt cổ. Vương Nhất đi đến phòng ngủ chính ở tầng 2, người đàn ông trung niên hai bên tóc mai đã có chút hoa râm, hơi thở yếu ớt nằm trên giường chính là Lý Thiên Dương. Ông nhắm mắt, chỉ có thở vào, không có thở ra. Lập tức, trong mắt Vương Nhất hiện lên tia sát khí. 5 năm trước, cơ thể của ba vẫn còn khỏe mạnh, bây giờ, sao lại biến thành như thế này? Anh ngồi xuống bên cạnh giường Lý Thiên Dương, định bắt mạch cho Lý Thiên Dương. Nhưng lại bị Lý Mộng Đình đi vào sau ngăn lại, anh làm gì vậy, anh biết chữa bệnh. Trong 5 năm qua có học được, cũng biết một chút. Vương Nhất cười, nói. Anh muốn hại chết ba tôi đúng không? Không ngờ nghe thấy lời nói của Vương Nhất, ngược lại giọng nói của Lý Mộng Đình còn cao hơn, mới học qua loa, đã dám chữa bệnh cho người khác, anh có chứng chỉ hành nghề y không? Mộng Đình, anh ta cũng chỉ đang giả vờ thôi. Sau đó Trần Cảnh cũng đi vào kéo Lý Mộng Đình qua, an ủi. Nhưng, Lý Mộng Đình vẫn không yên tâm. Lợi dụng thời gian trống này, Vương Nhất lập tức bắt mạch cho Lý Thiên Dương. Sau khoảng 30 giây, Vương Nhất buông Lý Thiên Dương ra, từ trong lòng lấy ra một hộp kim. Cái gì, anh muốn dùng kim bạc chữa trị cho ba tôi, cái này sao có thể chứ? Lý Mộng Đình nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng hổn hển. Căn bệnh mà phẫu thuật ở bệnh viện tân tiến nhất cũng không cứu được, mấy cây kim bạc sao có thể khiến ba sống lại chứ? Mộng Đình, ông ấy là ba cô, cũng là ba tôi sao có thể hại ông ấy được chứ? Đối với chuyện này, Vương Nhất chỉ cười khổ. Hừ, ai biết được anh có ý đồ gì? Vương Nhất không quan tâm đến cô ta, trực tiếp đâm liên tiếp 3 cây kim vào quan nguyên, thiên đột, cự khuyết và các huyệt vị. Tốc độ hạ kim rất nhanh, hoặc chống, hoặc đâm. Không hề dừng lại. Cả quá trình nước chảy mây trôi, rất có tính thưởng thức. Hừ, còn giả vờ tốt bụng, thật sự nghĩ mình là thần y. Thế kỷ này rồi, đồng y có tác dụng gì chứ, đừng dùng y thuật giết người là được. Đột nhiên, cô cả cô Út Châu Mỹ Hoa và những người khác đều nói ra những lời xem thường, Trần Cảnh cũng đứng ở trong một góc, cười khẩy. Cùng với sự trôi qua của thời gian, kim trên người Lý Thiên Dương ngày càng nhiều. Vẻ mặt Vương Nhất ngày càng chuyên tâm. Choảng. Đột nhiên, trong lúc Vương Nhất chuyên tâm đặt kim nhất, nên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn. Một chiếc Land Rover đã đâm đổ cửa sắt nhà họ Lý, dừng ở trong sân. Một nhóm người mặc áo đen nhanh chóng xuống xe, xông vào trong nhà, đập vỡ hết những đồ nội thất bày biện trong nhà. Trong nháy mắt, tất cả đồ nội thất đã bị đập vỡ tan tành, trên mặt đất toàn là những mảnh vỡ của thủy tinh. A. Tất cả phụ nữ nhà họ Lý đều bị dọa sợ liên tục hét lên, Vương Nhất không thể không dừng việc đặt kim, trong mắt lóe lên một tia sát khí mãnh liệt. Vương Nhất, mày thật to gan mà. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng cười ngông cuồng của một người đàn ông, biết chị tao đang tìm mày, còn dám trở về Thiên An. Tiếng cười vừa dứt, một người đàn ông nhuộm tóc màu vàng, ngậm thuốc đi vào. Kim Thành Phong, là cậu. Nhìn thấy người đàn ông tóc vàng, sắc mặt của Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc và người nhà họ Lý đều trở nên trắng bệch. Từ tuần trước, sau khi công ty năng lượng ẩn Long bị nhà họ Kim mua lại, công ty cuối cùng dưới trướng nhà họ Lý cũng tuyên bố đổi chủ, nhà họ Lý bây giờ chỉ dựa vào một số công việc kinh doanh nhỏ lẻ để miễn cưỡng sống qua ngày, nhìn thấy người nhà họ Kim, giống như chuột nhìn thấy mèo. Chỉ có Vương Nhất, sắc mặt lãnh đạm, đứng dậy, nhìn Kim Thành Phong, giọng nói lạnh lùng, nhà họ Kim, tôi còn chưa đến tìm các người. Ngược lại các người tự tìm đến cửa trước. Nhưng, Kim Thành Phong không hề bận tâm, cười ha ha đi đến trước mặt Vương Nhất, đặt tay lên vai anh, Vương Nhất, nếu như tôi là anh, sẽ tìm một nơi không có ai để trốn, sống cô độc đến già, cũng không có mặt dày quay trở lại đây. Anh nhìn ánh mắt của mỗi người bọn họ nhìn anh đi, một mình anh chạy trốn không quan trọng, cả nhà họ Lý sẽ chùi mông cho anh. Nghe thấy vậy, sát khí trong mắt Vương Nhất càng nhiều hơn, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn. Tất cả người nhà họ Lý,
không một ai là không nhìn anh với ánh mắt u ám, hận không thể nhanh chóng giết chết anh. Cậu Kim, nếu như cậu tìm anh ta, vậy thì đưa anh ta đi đi, không liên quan gì đến nhà họ Lý chúng tôi. Châu Mỹ Ngọc vẻ mặt bi thương nhìn Kim Thành Phong cầu xin. Nhưng, điều này cũng không thể làm tổn thương đến Vương Nhất, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Chuyện ba tôi đổ bệnh, có liên quan đến cậu đúng không? Đột nhiên, Vương Nhất bất ngờ lên tiếng, giọng nói thờ ơ đến mức mất đi nhân tính. Kim Thành Phong xòe tay ra, không chút sợ hãi, anh đang nói cái gì, đương nhiên là không liên quan, tôi đến đây chỉ là vì muốn bắt anh, nhân tiện giúp chị tôi chuyển cho nhà họ Lý một câu các người có một tuần để chấp nhận công việc mà chị tôi sắp xếp cho mấy người, nếu không, đợi mất việc đi. Soạt, câu này vừa nói ra, không ít người đều mặt mày tái nhợt. Đặc biệt là những nhân viên cấp cao trong công ty, khó khăn lắm mới bỏ lên được, cả người run rẩy. Nhà họ Kim muốn bọn họ thất nghiệp, thật sự quá đơn giản, chỉ là chuyện gọi mấy cuộc điện thoại. Hy vọng những điều anh nói là thật, không lừa tôi. Vương Nhất dường như chỉ nghe thấy nửa câu đầu của Kim Thành Phong, ung dung cười một tiếng. Có lừa anh hay không thì cũng chả cho ý nghĩa gì. Dù sao anh cũng không sống được bao lâu nữa. Nụ cười nham hiểm, Kim Thành Phong làm một động tác, những vệ sĩ kia cũng từ phía sau anh ta nhanh chóng tập hợp lại. Này, cậu Kim! Nhìn thấy Kim Thành Phong muốn ra tay, Trần Cảnh lập tức đi lên, ngập ngùng nói, vẫn nên cẩn thận thì hơn, cậu ta là con nhà võ. Cậu cho là vệ sĩ của tôi cũng vô dụng như vệ sĩ của cậu sao? Kim Thành Phong vỗ vào đầu Trần Cảnh, xem thường nói, con nhà võ dù có lợi hại như thế nào thì cũng chỉ có một người, mà chỗ tôi có mười mấy người. Vừa dứt lời, mười mấy tên vệ sĩ ở phía sau, khuôn mặt vô cảm, đi về phía Vương Nhất. Nói cũng đúng. Thấy vậy, Trần Cảnh cũng nhìn Vương Nhất với ánh mắt thương hại, lúc nãy anh đã đánh ngất vệ sĩ của anh ta, đúng lúc có thể báo mối thù này. Vương Nhất, nếu như anh quỳ xuống dập đầu với tôi sẽ không đánh anh, đưa anh hoàn hảo không chút tổn thất đến trước mặt chị gái tôi, thế nào? Đột nhiên, Kim Thành Phong nghĩ đến điều này, cười lớn nói, dáng vẻ quỳ trước mặt chị tôi như một con chó của anh 5 năm trước, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Mau, quỳ xuống, dập đầu, Trần Cảnh cũng bày ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, không thể chờ được muốn nhìn thấy dáng vẻ Vương Nhất quỳ xuống. Nhưng tiếc là, Vương Nhất vẫn bình tĩnh, sóng lớn nhưng không chút sợ hãi. Anh chỉ nhìn Trần Cảnh với Kim Thành Phong với ánh mắt đáng thương, giống như người phải quỳ là bọn họ vậy. Dế với kiến nhe nanh múa vuốt với con rồng khổng lồ ở 9 tầng mây, con rồng khổng lồ chỉ cười nhạt, nhìn như bụi bẩn. Tôi bảo anh quỳ xuống, bị điếc hả? Kim Thành Phong bị ánh mắt của Vương Nhất làm cho thẹn quá hóa giận, ra lệnh cho tất cả vệ sĩ, đánh cho anh ta thừa sống thiếu chết. Vâng. Tất cả vệ sĩ đều chặn mọi đường thoát thân, lao về phía Vương Nhất. Bù! Nhưng, vẫn chưa chạm vào Vương Nhất, một hình bóng mảnh mai màu đen giống như tia chớp xuất hiện phía trước. Bịch, bịch! Sau đó, tất cả mọi người vẫn chưa nhìn rõ xảy ra chuyện gì, tất cả vệ sĩ đều đã nằm trên mặt đất, không giãy giụa quá nhiều, trực tiếp ngất đi. Điều đáng sợ hơn nữa là, những vệ sĩ đã bị hôn mê này. Khớp xương của mỗi người đều bị làm cong ở các trình độ không giống nhau, nói cách khác, cho dù chữa khỏi, cũng phải tàn tật suốt đời. Phía sau Vương Nhất, không biết từ lúc nào đã có thêm một người phụ nữ. Áo đen ra, quần đen ra, ủng đen ra. Bù! Lúc này, có một cơn gió thổi qua, hất mái tóc đen xõa ngang lưng của cô ta lên. Lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu giống như bị máu tươi tưới lên. Yên lặng! Khoảng lặng tĩnh. Tất cả mọi người ở đây, trừ Vương Nhất ra, đều trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nhìn người phụ nữ gợi cảm đằng sau Vương Nhất, trong đầu hiện ra bốn ý nghĩ. Cô ta là ai? Cô ta từ đâu đi vào? Cô ta sao lại siêu như vậy? Cô ta và Vương Nhất có quan hệ gì? Bốn câu hỏi này còn chưa có đáp án, sắc mặt của tất cả mọi người đều bị một loại vô cùng sợ hãi thay thế. Vừa rồi, bọn họ căn bản không nhìn rõ cô ta ra tay như nào. Tất cả vệ sĩ của Kim Thành Phong đã bị giải quyết. Hơn nữa, từ khớp xương có mức độ tổn thương khác nhau trên người mỗi người, không khó nhìn ra, người phụ nữ này vẫn là đã nương tay. Nếu thật sự ra tay giết, bọn họ sớm đã chết rồi. Nghĩ đến đây, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc và các thành viên khác của nhà họ Lý đều nhìn Vương Nhất với vẻ sững sờ. Bởi vì hành vi của người phụ nữ vừa rồi,
rõ ràng là đang bảo vệ Vương Nhất, nói hai người không có quan hệ, đánh chết bọn họ cũng không tin. Ra tay với ngài ấy, tôi thấy anh là chán sống rồi. Giọng điệu của Lãnh Nhan lạnh như băng xương, đôi mắt đỏ ngầu càng nhìn Kim Thành Phong giống như nhìn người chết. Cô là ai? Kim Thành Phong lập tức bị dọa đến mức hai chân run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng không hoàn chỉnh. Bởi vì vào khoảnh khắc vừa rồi, anh ta thật sự cảm nhận được hơi thở chết chóc. Cô sao lại đến đây? Tuy nhiên, Vương Nhất lại nhíu chặt mày, khẽ trách cứ, lo chuyện bao đồng, ra ngoài. Một tiếng trách cứ này, càng khiến tất cả mọi người sợ hãi, Lý Mộng Đình càng hằn học trừng mắt với Vương Nhất, làm dấu tay cấm nói chuyện. Sát thần lai lịch không rõ như vậy, ngộ nhỡ Vương Nhất chọc giận cô ta giết tất cả mọi người thì phải làm sao? Tuy nhiên, ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, Lãnh Nhan không những không tức giận, ngược lại lo lắng mà cúi thấp đầu. Vâng. Sau khi đáp một tiếng thì Lãnh Nhan biến mất không một chút dấu vết, giống như chưa từng đến. Lãnh Nhan đã đi rồi, nhưng bầu không khí căng thẳng trong nhà họ Lý không có biến mất, ngược lại còn nghiêm trọng hơn. Ánh mắt của Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc và tất cả người của nhà họ Lý nhìn Vương Nhất đã thay đổi, không còn căm ghét, không tiếp chê bai, mà mang theo một sự kinh sợ và kính sợ. Kim Thành Phong lại cả người run rẩy, trên trán toát mồ hôi hột. Một câu nói thì bảo người phụ nữ giống như sát thần đó đi, lẽ nào là thủ hạ của Vương Nhất? Tiểu Nhất, mẹ hỏi con, người phụ nữ vừa rồi là thuộc hạ của con sao? Trên mặt Châu Mỹ Ngọc nặn ra nụ cười, có hơi chột dạ hỏi. Đám người Châu Mỹ Hòa, Chu Thục Hoa cũng mang vẻ lo lắng, sợ Vương Nhất nói vâng, trước đó bọn họ đã nói nhiều lời khó nghe như vậy, còn muốn đuổi anh đi, ngộ nhớ bị ghi hận. Mẹ, vừa rồi đã dọa mọi người rồi nhỉ? Vương Nhất vội vàng vỡ Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình lên, mỉm cười nói, cô ấy coi như là người bảo vệ của con là nhân chứng của một vụ án quan trọng. Thì ra là như vậy. Tôi nói ngay mà, Tiểu Nhất sao có thể có cuộc sống tốt, có người phụ nữ siêu như vậy làm thuộc hạ. Ha ha, ha ha ha. Thấy Vương Nhất phủ nhận, đám người Châu Mỹ Ngọc đều nhìn nhau, nở nụ cười cứng nhắc, tóm lại có thể yên tâm rồi. Người phụ nữ nhìn thoáng qua rất lợi hại đó chỉ là người bảo vệ của Vương Nhất, còn Vương Nhất, chắc là dính vào vụ án quan trọng nào đó, trong phim không phải thường hay có hay sao, vì để bảo vệ nhân chứng quan trọng nào đó không bị ám sát, sẽ phái cao thủ âm thầm bảo vệ. Vụ án quan trọng sao? Lý Mộng Đình lại nghi ngờ, anh không phải 5 năm này đều bị dính vào trong vụ án gì đó chứ? Coi như vậy. Ồ, Lý Mộng Đình lúc này mới hiểu. Điều này cũng có thể giải thích được lý do tại sao Vương Nhất sau khi trở về lập tức trở thành kẻ biết võ. Thật ra, Vương Nhất không có nói dối. Lãnh Nhan là cái bóng của anh, cái bóng và thực thể là như hình với bóng, ai cũng không thể thiếu ai, chỉ riêng điểm này thì đã nằm ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới rồi. Mà anh cũng là nhân chứng của vụ án treo quốc tế quan trọng nào đó, để tìm ra tung tích của võng lược, lúc này mới xuất ngũ. Chỉ là anh không muốn cuốn người vô tội vào. Chỉ vậy mà thôi. Kim Thành Phong thấy nhà họ Lý nói chuyện rôm rả, định lén lút rời khỏi nhà họ Lý, anh ta muốn nói tin tức này cho chị gái của anh ta. Nhưng mới đi được một bước nhỏ thì vai đột nhiên bị vỗ nhẹ. Cậu cả Kim, cậu muốn đi đâu thế? Giọng nói cười như không cười của Vương Nhất truyền đến. Trong nháy mắt, Kim Thành Phong lập tức bị dọa cho mất hồn mất vía, bụp một tiếng, vậy mà bị Vương Nhất vỗ cho mềm nhũn ra đất. Hiểu lầm. Chuyện này đều là hiểu lầm. Kim Thành Phong nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc, ngước mắt nhìn Vương Nhất nói. Ồ, hiểu lầm sao, tôi không cảm thấy đó là hiểu lầm. Vương Nhất cũng khuỵu xuống ở trước mặt Kim Thành Phong, nụ cười ôn hòa, nhưng lại không có chút độ ấm, Kim Thúy như không phải là chị gái của cậu sao. Tôi và cô ta không thân, tôi và cô ta chỉ là họ hàng, không phải người thân. Cậu không phải muốn bắt tôi hay sao? Sao thế? Tôi đến là muốn mời cậu cùng đi uống rượu, ở bên phía tháp Thiên An mới mở một câu lạc bộ. Cậu còn nói muốn tôi quỳ xuống dập đầu trước cậu. Bụp, bụp, bụp. Vương Nhất mới vừa nói xong, Kim Thành Phong lập tức không chút do dự quỳ ở trước mặt anh, sau đó dập đầu 3 cái. Cái sau mạnh hơn cái khác, dập đầu 3 cái xong, trán của Kim Thành Phong máu thịt mơ hồ. Đại ca, anh tha cho tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Một mùi tanh hôi từ đũng quần của Kim Thành Phong truyền tới,
tất cả mọi người của nhà họ Lý đều vô thức bịt mũi. Kim Thành Phong vậy mà bị Vương Nhất làm tè cả ra. Anh ta là một trong số ít những người của người nhà họ Kim biết nội tình, với quan hệ của Vương Nhất và nhà họ Kim, một khi rơi vào trong tay của Vương Nhất thì sẽ sống không bằng chết. Vương Nhất cũng ngạc nhiên liếc nhìn Kim Thành Phong, không khỏi sợ cằm. Bản thân cũng không đáng sợ như vậy, vậy mà dọa người ta tè ra quần. Sau đó, cũng không hăm dọa anh ta, đi thẳng vào vấn đề chính, tôi hỏi cậu một lần nữa, căn bệnh nặng của ba tôi có liên quan tới cậu không? Khi hỏi, trong mắt Vương Nhất phụt qua một tia sát ý u ám, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc và tất cả mọi người nhà họ Lý cũng sững người, nhìn Kim Thành Phong với ánh mắt khó hiểu. Vẻ mặt của Trần Cảnh không tự nhiên mà đứng ở bên cạnh Lý Mộng Đình, trên trán xuất hiện một ít mồ hôi lạnh. Không có, Kim Thành Phong không hề do dự mà nói. Trần Cảnh bỗng chốc thở phào một hơi. Vậy sao? Vương Nhất mỉm cười không có chút độ ấm, một giây sau đó, trong mắt xẹt qua một tia hung sát. Anh đột nhiên ra tay, túm lấy cả gương mặt của Kim Thành Phong, kéo cả người anh ta từ dưới đất lên. Sau đó, ở trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người của nhà họ Lý, túm đầu của anh ta, đập mạnh vào bức tường. Bụp! Chỉ nghe thấy một âm thanh rất lớn vang lên, cả gương mặt của Kim Thành Phong trở nên nhảy nhụa máu thịt, máu tươi chảy ra. Có liên quan không? Giọng nói của Vương Nhất lạnh lẽo giống như mất hết tính người. Kim Thành Phong bị đập đến choáng váng, không có trả lời ngay. Bụp! Vương Nhất lại đập lần nữa, đập gãy sống mũi của anh ta. Chỗ đập lần sau sẽ là sắt đấy. Giọng điệu của Vương Nhất rất thản nhiên nói. Kim Thành Phong lại run rẩy theo phản xạ có điều kiện. Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc cũng bị dọa cho mất mật, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Kim Thành Phong. Ánh mắt liếc nhìn Vương Nhất với ánh mắt kinh sợ, run rẩy đưa tay, chỉ về phía Trần Cảnh. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng theo đó mà nhìn sang Trần Cảnh. Khoảnh khắc đó, sắc mặt của Trần Cảnh cũng trở nên tái nhạt. Tất cả mọi người của nhà họ Lý đều sửng sốt, đồng loạt nhìn sang Trần Cảnh. Mặt mày Lý Mộng Đình càng trắng bệch bịt chặt miệng, Trần Cảnh, là anh sao? Đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người, sắc mặt của Trần Cảnh lúc đỏ lúc trắng, nhưng rất nhanh thì phản ứng lại, cố nặn ra nụ cười, sao có thể là tôi là bạn trai của Mộng Đình, chú Lý chính là ba vợ tương lai của tôi có lý do gì để hại chú ấy chứ? Mọi người cảm thấy có lý, vì vậy lại quay đầu nhìn Kim Thành Phong. Kim Thành Phong mặt mày toàn là máu bò dậy từ trên sàn, vì mạng sống, anh ta không thể không vứt bỏ Trần Cảnh. Là tôi kêu anh ta làm như vậy, khiến Lý Thiên Dương uống thuốc độc kích thích tim, sau đó trộm mất thuốc chữa trị bệnh tim, như vậy, Lý Thiên Dương nhất định sẽ chết. Soạt, lời này vừa dứt, hiện trường trở nên xôn xao. Tất cả mọi người của nhà họ Lý đều như bị xung kích, Lý Mộng Đình càng ngây ra, ánh mắt ngây dại. Không, nói cho em biết, đây không phải là thật. Sau cơn bàng hoàng ngắn ngủi thì là sự oán hận vô tận, tất cả mọi người của nhà họ Lý đều mang sắc mặt âm trầm đi về phía Trần Cảnh. Trần Cảnh, uổng công mọi người tin tưởng cậu như vậy, thì ra đều do cậu. Cậu tại sao lại làm như vậy? Nhà họ Lý chúng tôi rốt cuộc làm gì cậu, vậy mà muốn hại chúng tôi như vậy? Mặt mày của Vương Nhất cũng xanh mét, trong ánh mắt nhìn sang Trần Cảnh vụt qua một tia sát cơ lạnh lẽo. Cậu làm cái mẹ gì vậy? Thấy Kim Thành Phong không do dự bán đứng mình, Trần Cảnh tức đến mức hét lên. Có điều rất nhanh, anh ta đã rén. Không phải, mọi người nghe tôi giải thích, chủ ý là cậu ta. Không phải tôi, thật sự không phải tôi. Cứu mạng. Trong tình thế khẩn cấp, Trần Cảnh vậy mà chạy trốn. Đứng lại, đừng chạy. Thấy bóng lưng chạy trốn của Trần Cảnh, đàn ông của nhà họ Lý nói rồi thì muốn đuổi theo ra ngoài. Vương Nhất lại thản nhiên phi ra một chiếc ngân châm, cả chiếc châm đâm vào đầu của Trần Cảnh. Mới vừa chạy ra đến cổng lớn của nhà họ Lý, Trần Cảnh đã mềm oặt ngã xuống. Đây, một màn này bị mọi người nhìn thấy, bỗng chốc đều ngây ra. Cậu ta làm sao rồi? Châu Mỹ Hòa lắp bắp nói, sau đó lại nhìn sang chồng của mình, Thiên Hạo, ông mau đi xem thử. Lý Thiên Hạo đến bên cạnh Trần Cảnh, thăm dò hơi thở, bục một tiếng. Bị dọa cho ngồi bệt xuống đất. Cậu ta chết rồi. Cái gì? Biết được kết quả này, tất cả mọi người của nhà họ Lý không nói câu nào hết, không biết nên làm sao mới được.
Vương Nhất quay lại bên cạnh Lý Thiên Dương, tiếp tục chữa trị. Anh đã giúp nhà họ Lý giải quyết hung thủ, công việc hậu kỳ còn lại, không phải là vấn đề anh nên suy nghĩ. Tôi đã nói thật rồi, có thể đi rồi chứ? Kim Thành Phong nhìn bóng lưng của Vương Nhất, run rẩy hỏi. Sớm biết Vương Nhất khủng bố như vậy, anh ta không nên tự ý hành động. Vương Nhất không lên tiếng. Kim Thành Phong còn tưởng Vương Nhất đã đồng ý, vì vậy, tay chân luống cuống định rời khỏi nhà họ Lý. Tuy nhiên, mới vừa ra đến cổng lớn của nhà họ Lý, lời nói lười nhác lúc này từ đằng sau anh ta vang lên. Tôi có nói cho cậu đi sao? Cơ thể của Kim Thành Phong cứng đờ, không dám đi thêm một bước, mặt mày mếu máo hỏi, anh còn muốn như thế nào nữa? Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, cho dù anh giết tôi, chị tôi cũng sẽ không đến cứu tôi. Tôi biết. Vương Nhất không có quay đầu, chỉ bình tĩnh nói, cậu ra bên ngoài đợi. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Vương Nhất, Kim Thành Phong không dám làm trái, chỉ đành u uất chờ đợi ở cửa nhà họ Lý. Bụp. Tuy nhiên, mới vừa ra khỏi nhà họ Lý thì có người đánh vào sau gáy của anh ta, trực tiếp hôn mê. Vương Nhất hoàn toàn tập trung châm cứu cho Lý Thiên Dương. Nhà họ Lý lại trong trạng thái tử khí dày đặc. Bác hai Lý Thiên Hạo mày mặt u sầu ngồi trên sofa, lắc đầu, bây giờ thì hay rồi, anh cả không tỉnh, con rể đang yên đang lành cũng mất rồi, cuộc đấu thầu chiều nay phải làm sao đây? Phải, đấu thầu người hợp tác của Lệ Tinh Quốc tế, tập đoàn hàng đầu ở tòa nhà quốc tế, doanh nghiệp lớn nhỏ của cả Thiên An đều sẽ tham gia. Nhắc đến chuyện này, bác cả Lý Sung cũng thở dài, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Vốn còn trông mong Trần Cảnh có thể giúp chúng ta, bây giờ cũng hết hy vọng rồi. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới, sau khi Vương Nhất nghe thấy bốn từ tòa nhà quốc tế, cơ thể hơi run lên. Không thành công thì thành nhân. Châu Mỹ Hòa cũng ngồi không nổi nữa, cuộc đấu thầu là hy vọng cuối cùng của chúng ta, nếu cuộc đấu thầu thất bại, ngay cả công ty con của chúng ta cũng sẽ bị Kim Thúy Như làm cho phá sản. Nói như vậy không có sai. Nhưng chúng ta thật sự hết cách cạnh tranh với người khác. Châu Mỹ Ngọc vừa an ủi Lý Mộng Đình đang đau lòng, vừa bất lực nói, hơn nữa bên phía nhà họ Kim cũng theo dõi rất chặt, nghe nói công ty Ẩn Long sẽ đại diện nhà họ Kim ra mặt đấu thầu. Câu nói này dường như trở thành duy nhất, cũng không có ai nói chuyện nữa, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Mọi người đều cắn chặt răng, công ty Ẩn Long vốn là của nhà họ Lý bọn họ. Xem ra, nhà họ Lý chúng ta thật sự xong rồi. Chuyện này cũng không có gì, cùng lắm phá sản thì chúng ta tìm công việc khác mưu sinh, chỉ là trong nhà có con sâu mọt đến, phải dựa vào chúng ta nuôi. Lời nói của bác cả Lý Sung bỗng trở nên sắc bén, mũi giáo chĩa thẳng về Vương Nhất. Nghe thấy lời của bác cả, Lý Thiên Hạo cũng tức không có chỗ xả, liếc xéo Vương Nhất vẫn đang châm cứu, mắng, đừng chữa nữa, thật sự coi mình là thần y à. Vốn cũng không trông mong cậu ta có thể chữa khỏi cho anh cả. Châu Mỹ Hòa cũng trợn mắt, nếu thật sự y thuật giỏi như vậy, cũng không đến mức ngay cả công việc tử tế cũng không có. Sắp xong rồi, Vương Nhất không quay đầu lại mà nói. Vì vậy, mặt mày của mọi người nhà họ Lý càng xanh mét. Đừng quan tâm cậu ta, dù sao chúng ta sẽ không nuôi cậu ta. Châu Mỹ Hòa tỏ thái độ đầu tiên, còn kích Châu Mỹ Ngọc, chị cũng đừng quan tâm. Để cậu ta tự sinh tự diệt đi. Nhà của chúng ta vốn cũng không định quan tâm cậu ta nữa. Phù. Châu Mỹ Ngọc vừa nói xong thì Vương Nhất đứng dậy, dọa mọi người giật mình. Làm cái gì, tổn thương đến tự tôn rồi sao? Châu Mỹ Hòa đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì cười mỉa mai, tôi nói không sai, cậu có tay có chân, cho dù lên phố ăn xin, cũng tốt hơn ăn bám người già. Cháu có nói cần mọi người nuôi sao? Tất cả đều là mọi người đơn phương cho rằng như vậy. Tuy nhiên, Vương Nhất chỉ lạnh nhạt nói, cháu đứng dậy là vì ba đã được chữa khỏi rồi. Diễn, tiếp tục diễn. Nghe vậy, Châu Mỹ Hòa cười còn thêm mỉa mai, Mộng Đình, cháu đi xem thử ba cháu tỉnh chưa. Lý Mộng Đình không nói chuyện, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Vương Nhất, đi đến bên cạnh Lý Thiên Dương đang hôn mê kiểm tra. Như thế nào? Lý Mộng Đình khẽ lắc đầu, nói, vẫn thế. Vì vậy, Châu Mỹ Hòa cười càng khoái chí, tôi nói rồi, thằng nhóc này hiểu y thuật gì chứ, chỉ là đơn thuần giả bộ mà thôi. Anh đi theo tôi. Lý Mộng Đình bỗng thay đổi sắc mặt, kéo Vương Nhất ra ngoài. Đi tới sân của nhà họ Lý Mộng Đình lạnh lùng nói, anh còn muốn lòe thiên hạ đến khi nào nữa? Anh có biết,
bộ dạng của anh giống như một thằng hề không. Trên mặt cô ta còn vương vệt nước mắt, ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, bây giờ nhà họ Lý chúng tôi trở thành như thế này, thật sự không có sức quan tâm anh nữa, anh đi đi, đừng quay về nữa. Nói ra những lời cay nghiệt, Lý Mộng Đình cho rằng Vương Nhất sẽ tức giận, tuy nhiên, Vương Nhất vẫn mang sắc mặt bình thường, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười khẽ. Mộng Đình, liên quan tới tất cả mọi chuyện tôi làm, tôi đều tự thấy không thẹn với lòng. Đó là bản thân anh thấy vậy. Tôi có thể không quay về nhà họ Lý, dù sao, tôi đã không còn nợ nhà họ Lý gì nữa. Vương Nhất nhấc tay, muốn lau nước mắt trên mặt Lý Mộng Đình, nhưng tay mới đưa lên một nửa, lại buông xuống, gửi lời chúc phúc từ tận đáy lòng, sau này tìm bạn trai, mắt phải sáng một chút. Cơ thể của Lý Mộng Đình run nhẹ, sau đó giọng điệu càng lạnh lùng, không liên quan tới anh. Vương Nhất gật đầu, sau đó cất bước đi ra khỏi cổng lớn của nhà họ Lý. Ở cổng, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại, Vương Nhất mở cửa ra, ngồi vào trong. Người ngồi ở vị trí ghế lái, nghiễm nhiên là Lãnh Nhan mặc đồ da màu đen. Chỉ có điều, cô của lúc này, ánh mắt bất thiện, thiếu chủ, bọn họ không có tư cách đối xử với anh như vậy, có cần tôi đi? Đủ rồi. Vương Nhất cắt ngang lời của Lãnh Nhan, liếc nhìn Kim Thành Phong bị đánh ngất, ánh mắt không một dao động, sự việc làm xong rồi chứ? Thưa thiếu chủ, đều làm xong rồi. Biểu cảm của Lãnh Nhan trở nên nghiêm nghị, vừa lái xe, vừa báo cáo. Cô Lý làm việc ở tòa nhà quốc tế, là người sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành của thương hiệu mỹ phẩm Lệ Tinh quốc tế, hộ khẩu ở Yên Kinh. Còn có một cô con gái 5 tuổi. Trong nháy mắt, Vương Nhất như bị xung kích, cả người kịch liệt run rẩy. Con gái, của tôi. Tôi, có con gái rồi sao? Vẻ mặt của Vương Nhất lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Môi mấp máy, lúc này mới lẩm bẩm nhả ra được hai câu. Ánh mắt của anh dao động, có vui sướng, mong chờ, cũng có sự mờ mịt. Rất nhanh, những cảm xúc đó lại chuyển thành sự áy náy vô tận. 5 năm nay, anh vì đất nước mà vào sinh ra tử, xứng đáng với tất cả mọi người. Duy chỉ có lỗi với Lý Khinh Hồng. Hai người vốn không nên dính dáng đến nhau, nhưng bởi vì sự ràng buộc của vận mệnh, trói bọn họ lại với nhau. Tối hôm đó, Vương Nhất sớm đã thần trí không rõ, Lý Khinh Hồng trở thành một cọng rơm cuối cùng của anh. Tối hôm đó, sấm sét đùng đùng, sao hỏa đụng trái đất. Đối với hai người mà nói, đều là lần đầu tiên, đau và vui sướng. 5 năm sau, Vương Nhất mới biết, bởi vì hành vi của mình tối hôm đó, Lý Khinh Hồng đã mang thai cốt nhục của anh. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Vương Nhất sớm đã trở nên kiên nghị, không giận tự uy. Bỏ đi. Nếu kiếp này đã nợ em không thể trả hết, vậy thì bảo vệ em cả đời bình an vui vẻ, vô ưu vô lo. Vương Nhất khẽ mỉm cười, hỏi, cô ấy làm việc ở tòa nhà quốc tế sao? Phải, thiếu chủ. Lãnh Nhan thông qua gương chiếu hậu nhìn Vương Nhất, phát hiện thiếu chủ trở nên không giống trước kia. Mua toàn bộ cả tòa nhà quốc tế. Rõ. Nói rồi, Lãnh Nhan rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, căn dặn thuộc hạ. Làm theo ý nguyện của thiếu chủ. Lúc này, nếu có ai nghe thấy đối thoại của Vương Nhất và Lãnh Nhan, nhất định sẽ sốc đến rớt con ngươi ra ngoài. Tòa nhà quốc tế có cái tên khác là Cao ốc Thiên An, cao tới 100 tầng, được mệnh danh là nơi tập trung tinh anh danh giá bậc nhất của thành phố Thiên An. Người dân thành phố dùng việc vào được tòa nhà quốc tế làm việc làm vinh quang, không chỉ nơi này phúc lợi đãi ngộ tốt, còn vì nơi này là nơi tập trung tinh anh cao cấp. Chỉ cần có thể lăn được vào giới thương nghiệp này, đồng nghĩa bước nửa chân vào giới quyền lực của thương nghiệp Thiên An, có giá trị thương nghiệp không thể đo lường. Mà hai người này lại rất hời hợt, nói muốn mua cả tòa nhà quốc tế, chuyện này sao có thể chứ? Nhưng người quen với thiếu chủ đều biết, thiếu chủ không thiếu tiền. Ngược lại, tài sản dòng dưới tên của thiếu chủ, đã đạt tới một trình độ cực kỳ khủng khiếp. Tiền, đối với thiếu chủ mà nói, chỉ là một con số. Có điều nửa phút sau, điện thoại đã đổ chuông. Lãnh Nhan lạnh nhạt đáp một tiếng rồi cúp máy, quay đầu sang, cung kính nói, thiếu chủ, đã mua rồi ạ, bây giờ tòa nhà quốc tế đã đứng dưới tên của anh. Ngoài ra, chủ nhân cũ Tăng Quốc Vinh hỏi anh có thời gian không, định tổ chức lễ bàn giao cho anh. Không rảnh. Lãnh Nhan còn chưa nói hết thì bị Vương Nhất cắt ngang, bảo ông ta quản lý thêm một chút, một tháng sau rồi nói. Được. Lãnh Nhan gật đầu,
không nói chuyện nữa. Sau khi Tiễn Vương Nhất đi, Lý Mộng Đình trở về trong phòng, một mình ngồi trên sofa thất thần. Đám người Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hòa, Lý Sung cũng ngồi vây bên cạnh Lý Thiên Dương vẫn đang hôn mê, mặt mày ủ rột. Nhà họ Lý đã mất đi cột trống, giống như chịu tai họa diệt vong. Vẫn nên mau chóng chuẩn bị hậu sự đi. Lý Sung đứng dậy, sắc mặt đau buồn nói. Mọi người nghe vậy thì vẻ mặt đều run rẩy, nhưng nhìn gương mặt hiền từ của Lý Thiên Dương, cuối cùng cũng không nói gì cả. Khụ khụ. Đột nhiên, Lý Thiên Dương đang hôn mê ho một tiếng, từ từ mở mắt ra. Tất cả mọi người của nhà họ Lý đều đơ như khúc gỗ nhìn một màn này, sững ra 3 giây thì đứng bật dậy, vây lấy Lý Thiên Dương. Anh cả, anh tỉnh rồi. Làm em lo lắng chết rồi, bây giờ không sao rồi chứ. Ba. Trong lòng mọi người nhà họ Lý giống như buông bỏ một tảng đá, sắc mặt thoải mái hơn không ít. Lý Mộng Đình càng ôm chặt lấy Lý Thiên Dương. Bộ dạng của mọi người cực kỳ vui mừng, Lý Thiên Dương nhìn mà cũng sững người. Sau đó, ông ta nghĩ đến chuyện trước khi mình hôn mê, một mình ở trong phòng sách chuẩn bị phương án đấu thầu, chỉ uống một ly trà, uống cũng không vội, trực tiếp lên cơn đau tim. Thuốc trị bệnh tim không biết đã đi đâu, ông ta không kiên trì được, ngất đi, cho đến bây giờ mới tỉnh lại. Khi bản thân hôn mê, có người nhà hết lòng ở bên, Lý Thiên Dương cũng mỉm cười, nói, tôi không phải còn chưa đi hay sao, ai cũng khóc sưng cả mắt làm cái gì. Nói đến đây Lý Thiên Dương cũng sững người, cảm nhận trạng thái cơ thể của mình, nói, tôi bây giờ cảm thấy rất khỏe, không hề khó chịu chút nào, có phải mọi người đã mời thần y gì đó không? Cái này, lời này không nói còn tốt, vừa nói, tất cả mọi người ở đây đều cứng đờ. Từ đầu đến cuối, đều là một mình Vương Nhất châm cứu chữa bệnh cho Lý Thiên Dương. Lẽ nào là Vương Nhất? Cùng một ý nghĩ này, đám người Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hòa, còn cả Lý Mộng Đình càng giống như ăn phải con ruồi, vẻ mặt ngây ngốc. Không thể nào, không thể nào. Nhất định là mèo mù vớ cá rán, đúng, nhất định là trùng hợp. Chuyện gì vậy? Thấy mọi người nhìn nhau, sắc mặt của Lý Thiên Dương cũng đanh mặt. Bệnh của ông ta đã khỏi rồi, cộng thêm là chủ của một nhà, cho nên nhìn trông mang theo một cỗ khí thế khiến người ta kính sợ. Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình ấp a ấp úng, không dám nói chuyện. Nói hay không, ngay cả lời của tôi đều không nghe rồi sao? Thấy vợ và con gái của mình cũng giấu mình, giọng điệu của Lý Thiên Dương càng nặng hơn. Châu Mỹ Ngọc bị dọa giật mình, chỉ đành kiên trì mà nói một lượt chuyện Vương Nhất đã quay về. Cho dù bà ta kể mà do mèo mù vớ cá rán, đó cũng là Vương Nhất đã chữa khỏi cho Lý Thiên Dương, kết quả sẽ không thay đổi. Cái gì, Tiểu Nhất từng đến sao? Còn chữa bệnh cho tôi? Bằng mắt thường có thể thấy, cơ thể của Lý Thiên Dương run rẩy, nhéo mạnh lên người mình. Rất đau. Đây không phải là mơ. Vì vậy, Lý Thiên Dương lúc này mới kích động hỏi, vậy nó đang ở đâu? Lời này vừa dứt, sắc mặt của Lý Mộng Đình cứng đờ, vẻ mặt xấu hổ nói, bị con đuổi đi rồi. Cái gì? Nghe vậy, Lý Thiên Dương lập tức tức giận trợn tròn mắt, chỉ vào Lý Mộng Đình và mắng, hai đứa là từ bé lớn lên cùng nhau. Lương tâm bị chó ăn rồi sao? Hơn nữa Tiểu Nhất còn chữa khỏi bệnh của ba, các người có tư cách gì đuổi nó đi? Nhìn các người đã làm chuyện tốt gì đi, lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa, đây không phải là chuyện mà người của nhà họ Lý ta nên làm. Khụ khụ. Lý Thiên Dương cực kỳ giận dữ, tức đến nỗi ho sù sụ. Châu Mỹ Ngọc vội vàng đi tới vuốt lưng của Lý Thiên Dương, ông cẩn thận một chút, mới vừa khỏi xong, không chịu nổi tức giận. Châu Mỹ Ngọc biết tính khí của Lý Thiên Dương, chuyện đã tin thì chín châu cũng không kéo lại được, vì vậy trước tiên dùng kế hoãn binh. Thiên Dương, Tiểu Nhất ấy, chắc chắn sẽ quay lại, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là buổi đấu thầu chiều này, ông nghĩ ra sẽ phải sao chưa? Lời này nói đến trọng điểm, nhất thời, những người khác của nhà họ Lý đều đồng loạt nhìn sang Lý Thiên Dương. Biết rõ đây là tránh nặng tìm nhẹ, nhưng buổi đấu thầu quả thật là chuyện cấp bách hiện nay của nhà họ Lý. Vì vậy, Lý Thiên Dương chỉ có thể đanh mặt hừ một tiếng, bộ dạng này của tôi là không đi được rồi, như vậy đi, Mỹ Ngọc, bà dẫn Mộng Đình cùng đi. Một mặt bà là tổng giám thiết kế của công ty chúng ta, vốn là phải đi, một mặt khác Mộng Đình cũng phải tìm công việc, vừa hay dẫn con bé đi mở mang. Sau khi mua tòa nhà quốc tế, Vương Nhất không nói gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần,
Lãnh Nhan cũng chuyên tâm lái xe. Chiếc Rolls Royce màu đen đang chạy trên con đường đông đúc, những phương tiện xung quanh đều vô tình hay hữu ý mà tránh ra, nhường đường cho nó. Lúc này, sự trầm mặc trong xe bị một tiếng rên phá vỡ. Tôi đây là đang ở đâu? Kim Thành Phong từ từ tỉnh lại, lắc cái đầu có hơi choáng. Vương, Vương Nhất, là anh. Rất nhanh thì anh ta phát hiện Vương Nhất ngắm mắt ngồi ở bên cạnh anh ta bị dọa mất hết hồn vía. Vương Nhất mở mắt ra, lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, tỉnh rồi sao? Vương Nhất, anh muốn như thế nào? Động vào tôi, nhà họ Kim sẽ không tha cho anh. Kim Thành Phong nhìn Vương Nhất như gặp phải kẻ địch mạnh, trán toát mồ hôi. Động vào cậu sao? Cậu cảm thấy cậu đủ tư cách sao? Nghe vậy, Vương Nhất mỉm cười. Tôi nói rồi, mục tiêu của tôi chỉ có Kim Thúy Như, cậu chỉ là một tiểu tốt không quan trọng, tôi không có rảnh đối phó với cậu. Lời này khá tổn thương người, nhưng Kim Thành Phong vẫn thở phào. Mặc kệ như thế nào, cái mạng nhỏ của mình giữ được rồi. Có điều, anh ta vẫn lắp bắp hỏi, ông nội Vương, nếu anh đã khinh thường động vào tôi, tại sao không thả tôi đi? Đôi mắt sâu thẳm đó của Vương Nhất nhìn qua, chỉ một ánh mắt này đã khiến Kim Thành Phong trở lên căng thẳng. Dường như ở trước đôi mắt này, tất cả mọi thứ của anh ta đều bị nhìn thấu. Tuy cậu là một tiểu tốt không quan trọng, nhưng kết quả của cuộc chiến, đều là tốt thí quyết định. Vương Nhất lạnh nhạt nói, tôi sẽ không lập tức hủy diệt Kim Thúy Như, như vậy đối với cô ta quá nhân từ, tôi muốn khiến cô ta biết, cái gì là tuyệt vọng thật sự. Nói rồi, anh từ trong ngực móc ra một viên thuốc màu trắng, uống. Đây là cái gì? Tim của Kim Thành Phong đập thình thịch. Thuốc độc. Giọng điệu của Vương Nhất lạnh nhạt, làm nội ứng của tôi. Thuốc giải của thuốc này cả thế giới chỉ có một mình tôi có, cho nên không cần tốn sức, cách một khoảng thời gian. Dùng tình báo của nhà họ Kim tìm tôi đổi lấy thuốc giải. Đương nhiên, cậu cũng có thể không uống, Lãnh Nhan. Vâng, thiếu chủ. Một giây sau, một lưỡi dao xẹt qua gò má của Kim Thành Phong, khiến đồng tử của anh ta lập tức giãn to. Chọn đi. Sắc mặt của Kim Thành Phong vặn vẹo, lúc xanh lúc tím, nhưng vẫn nuốt viên thuốc độc đó. Giống như trong dự liệu, trên mặt Vương Nhất vẫn không dao động, nói, Lãnh Nhan, đưa cậu ta xuống xe. Két một tiếng, chiếc Rolls Royce dừng lại, sau khi Kim Thành Phong xuống xe thì tiếp tục chạy đi. 10 phút sau thì đỗ ở một khu thương nghiệp phồn hoa. Xung quanh đều là các tòa nhà cao tầng, tòa nhà hùng vĩ nhất cao nhất ở trung tâm, chính là tòa nhà quốc tế. Sau khi xuống xe, Vương Nhất khoát tay, bảo Lãnh Nhan rời đi, anh ngẩng đầu nhìn cả tòa nhà quốc tế, ánh mắt trở nên kiên định. Khinh Hồng, Tử Lam, anh ba đến rồi. Đang muốn đi vào. Một chiếc xe thương vụ chạy đến chỗ đậu xe dưới tầng hầm, hai người phụ nữ mặc vest từ trong bãi đỗ xe đi ra. Chính là hai mẹ con Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình. Chỉ có điều, Lý Mộng Đình mặt mày lạnh lẽo, Châu Mỹ Ngọc chỉ có thể dùng lời hay khuyên nhủ. Mộng Đình con yên tâm, lần này mẹ là đứng về phía con, đừng nói con lần này đuổi đồ sao chổi đó đi, dù không đuổi, sau này mẹ cũng sẽ đuổi. Còn bên phía ba con, mẹ sẽ nói chuyện. Chỉ cần chúng ta chiều nay trúng thầu, ba con cũng không dám nói gì. Dạ. Sắc mặt của Lý Mộng Đình lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Nếu hai mẹ con bọn họ trúng thầu, bọn họ có tự tin để nói chuyện. Hai người đi về phía cổng lớn. Vương Nhất, anh sao lại ở đây? Tuy nhiên, còn chưa đi vào thì nhìn thấy Vương Nhất đứng ở cửa. Bỗng chốc, Lý Mộng Đình giống như mèo mẹ bị giẫm phải đuôi, tức giận đùng đùng đi tới trước mặt Vương Nhất, nói. Tôi còn tưởng anh có lương tâm rồi, không ngờ tà tâm còn không chết, vậy mà bám theo tôi. Bám theo cô. Vương Nhất bị câu nói này chọc cười, lắc đầu, nói, anh đến tòa nhà quốc tế có việc. Bằng vào cậu, có biết tòa nhà quốc tế là nơi nào không? Ánh mắt và giọng điệu của Châu Mỹ Ngọc cũng mang theo sự khinh thường không hề che đậy. Tôi hiểu rồi. Lý Mộng Đình giống như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất lập tức trở nên rất kỳ dị. Anh là đến phỏng vấn nhỉ? Anh có nghĩ đến chuyện phỏng vấn, đây là chuyện tốt, nhưng anh cũng không thể phỏng vấn ở nơi như tòa nhà quốc tế, nơi này đều là nhân tài cao cấp, không phải là loại người không có bằng cấp vừa không có kinh nghiệm như anh có thể vào được. Vương Nhất lắc đầu bất lực, không thèm quan tâm nữa, định trực tiếp đi vào tòa cao ốc. Á, anh làm gì? Thấy Vương Nhất cố chấp muốn đi vào,
Lý Mộng Đình lập tức dùng cơ thể của mình chặn ở trước mặt anh, đã nói anh không vào được, tại sao muốn tự mình tìm đau khổ chứ? Nếu anh cần tìm việc, nể tình quan hệ lúc nhỏ, tôi nhờ bạn tìm cho anh một công việc ở công trường. Cút! Đột nhiên, Vương Nhất quát, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại hàn khí lạnh lẽo. Một tiếng quát lớn, dọa cho Lý Mộng Đình không đề phòng trực tiếp lùi lại ba bước. Dưới chân là đôi cao gót 7 phân, cũng trẹo một cái, đau tới mức cô ta phải hít một hơi lạnh. Tôi cũng đã nể tình quan hệ lúc nhỏ mà cảnh cáo cô, đừng cản tôi. Giọng điệu của Vương Nhất lạnh lẽo giống như mất hết tính người. Anh đối với nhà họ Lý đã hết tình hết nghĩa, sớm đã không còn nợ gì nữa. So với hai mẹ con Lý Khinh Hồng, Lý Mộng Đình thật sự không đáng nhắc đến. Anh dám uy hiếp tôi sao? Lý Mộng Đình tức điên hoàn hồn lại, không màng mọi thứ mà lao về phía Vương Nhất. Nhưng bị một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ mất kiên nhẫn ngăn lại, cãi cái gì, các người là ai? Chúng ta là người đại diện công ty Áo Tân tham gia đấu thầu, người này không có liên quan tới buổi đấu thầu, cứ muốn xông vào hội trường. Lý Mộng Đình lấy thiệp mời ra, mặt mày lạnh lùng nhìn Lăng Hải Dương, đội trưởng đội bảo vệ, nói, buổi đấu thầu ngày hôm nay Lý Tổng rất xem trọng, nếu xảy ra sai sót gì, chính là sự thất trách của các anh. Lăng Hải Dương vừa nghe thì bỗng sửng sốt, sau đó nhìn sang Vương Nhất với ánh mắt bất thiện, rút ra bộ đàm, gọi mười mấy vệ sĩ đến. Anh tự biết bản thân đi. Mẹ, chúng ta đi. Cuối cùng lạnh lùng liếc nhìn Vương Nhất, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đi vào tòa nhà quốc tế. Cậu nghe rõ đây cho tôi, hôm nay là một ngày quan trọng, người không phận sự không được đi vào. Lăng Hải Dương lạnh lùng nhìn Vương Nhất, đập đập chiếc dùi cui trong tay, uy hiếp, thức thời thì cút cho tôi, nếu không, chiếc dùi cui không có mắt đâu. Anh sao biết tôi là người không phận sự? Giọng điệu của Vương Nhất cũng trở lạnh, gọi người phụ trách của cao ốc các anh xuống đây. Ha, còn muốn gọi tăng tổng của chúng tôi xuống, cậu cho rằng cậu là ai? Cũng có tư cách gặp tăng tổng. Nghe thấy lời của Vương Nhất, ý cười trên mặt Lăng Hải Dương càng sâu, hằn học nói, cậu cút hay không? Không cút đúng không, các anh em, cho cậu ta nếm chút khổ. Lời này vừa dứt, những bảo vệ ở đằng sau Lăng Hải Dương không có ý tốt đi về phía Vương Nhất, đồng loạt rút dùi trong tay. Lăng Hải Dương, cậu dừng tay cho tôi. Đột nhiên, trong tòa nhà quốc tế bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm xé giọng. Sau đó, một người đàn ông mập đến mức giống như trái bóng cất đôi chân ngắn ngủi phi nhanh tới. Do thể hình của ông ta, cho nên dáng vẻ chạy lại đây của ông ta rất khôi hài. Tăng Tổng, ngài sao lại xuống đây? Nhìn thấy một màn này, Lăng Hải Dương không khỏi sững người tại chỗ. Còn dám hỏi tôi tại sao xuống đây, địch. Tăng Quốc Vinh cuối cùng thở hổn hển chạy tới cửa, nhưng còn chưa kịp thở dốc thì đã tát một cái vào mặt Lăng Hải Dương. Cậu tự đào hố chôn mình, đừng có kéo theo tôi. Một tiếng bốp vang dội, Lăng Hải Dương mù mờ, Tăng Tổng, tại sao đánh tôi? Cậu nói tại sao ư? Tăng Quốc Vinh còn chưa tiêu giận, vẫn cái mặt mày đỏ bừng bùng gầm lên với Lăng Hải Dương, có biết cậu suýt nữa đánh người không nên đánh không? Bản thân cậu muốn tìm chết, ngay cả tôi cũng phải bị liên lụy. Vừa nghe thấy lời này, cả người Lăng Hải Dương chợt run rẩy. Anh ta rõ ràng nhìn thấy, khi nói câu này, gương mặt đầy thịt của Tăng Quốc Vinh run rẩy, sợ hãi và tức giận. Tăng Tổng là chủ của tòa nhà quốc tế, người có thể khiến ông ta cũng phải kính sợ, chắc sẽ là nhân vật lớn gì đó. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Hải Dương mặt mày xám như tro, cũng không quan tâm cơn đau rát trên mặt, bụp một tiếng quỳ xuống, Tăng Tổng, tôi cũng không biết vị này là khách quý. Nể tình tôi phạm lỗi lần đầu, tha cho tôi đi. Hừ, Tăng Quốc Vinh lại hừ lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc, tôi tha không tính, phải vị này đồng ý tha cho cậu mới được. Nói rồi, Tăng Quốc Vinh nhìn sang Vương Nhất mặt mày vô cùng bình tĩnh, giống như đổi bộ mặt, lập tức đổi sang vẻ mặt nịnh nọt. Cậu là Vương Nhất, cậu Vương sao? 20 phút trước, một nhân vật lớn thủ đoạn thông thiên ra giá cao mua tòa nhà quốc tế của ông ta, kết quả người đó nói. Anh ta không phải là người mua thật sự là một người tên Vương Nhất, lát nữa sẽ đích thân đến tòa nhà quốc tế một chuyến. Cho nên, Tăng Quốc Vinh nghe xong điện thoại thì đợi ở dưới tầng, vì để lưu lại ấn tượng tốt cho người mua đứng sau, nếu có thể móc nối quan hệ, thậm chí hợp tác một phen, đối với tiền đồ của ông ta sau này sẽ có sự trợ giúp không nhỏ. Không ngờ, nhân vật lớn chưa đợi được, lại đợi được một trò hề như này.
Vương Nhất sửng dưng gật đầu, là tôi. Vì vậy, thái độ của Tăng Quốc Vinh càng thêm tôn kính, lấy ra một tấm danh thiếp. Cậu Vương đại giá quang lâm, thật là rồng đến nhà tôm, tôi là chủ của tòa cao ốc, Tăng Quốc Vinh, cậu gọi tôi là Tiểu Tăng, Tiểu Vinh, hoặc gọi tên mụ của tôi, nhục cầu cũng được. Lời này vừa dứt, Lăng Hải Dương và một đám bảo vệ sững người tại chỗ. Nhục cầu thật ra không phải là tên mụ của Tăng Quốc Vinh, mà là nhân viên trong tòa nhà quốc tế đặc biệt danh cho ông ta, chỉ có điều, cũng không ai dám ở trước mặt gọi ông ta là nhục cầu, nếu không chính là không muốn làm việc ở đây nữa. Giơ tay không đánh người đang cười, Tăng Quốc Vinh cũng làm đến nước này rồi, Vương Nhất cũng không tiện nói gì, bèn nhận lấy danh thiếp, gật đầu, nói một câu, hân hạnh. Tăng Quốc Vinh lập tức giống như uống được mật, lại nhìn Lăng Hải Dương còn hóa đá ở đó, lông mày nhíu lại, cậu Vương, thằng nhóc này có mắt không tròng, không có kiến thức, cậu là nhân vật lớn, thật không đáng phải bận lòng về loại tiểu nhân không có kiến thức này. Có mắt không tròng, không có kiến thức. Vương Nhất cười lạnh một tiếng mà không ẩn chứa ý cười, mặt mày không cảm xúc, nếu tôi không phải là đại nhân vật, có phải không có màn này không? Ông có phải cảm thấy, làm con chó của người có quyền, là một chuyện rất vinh quang không? Soạt. Lời này vừa dứt, Tăng Quốc Vinh và Lăng Hải Dương đều biến sắc. Người trước liếc nhìn Lăng Hải Dương, lắc đầu, ông ta đã gắng sức bảo vệ, đáng tiếc, thái độ của Vương Nhất quá kiên quyết. Quay về viết đơn thôi việc đi, cậu không phù hợp với công việc này. Tăng Quốc Vinh khoát tay với Lăng Hải Dương, nói. Tăng Tổng. Lăng Hải Dương còn muốn nói gì đó, Tăng Quốc Vinh đã cùng với Vương Nhất đi vào tòa cao ốc. Vương Tổng, cậu hôm nay đến, cũng là đến quan sát đại hội đấu thầu nhỉ. Tăng Quốc Vinh cả đoạn đường lon ton chạy đuổi theo Vương Nhất, nịnh nọt nói. Không hứng thú. Sắc mặt của Vương Nhất sửng dưng, ánh mắt nhìn về phía trước, tôi chỉ là đến xem thử tòa cao ốc này, làm quen một chút. Nói cũng phải. Tăng Quốc Vinh xấu hổ lau mồ hôi trên trán, lại nói, cậu Vương, cái này cậu mua cũng mua rồi, hay là tôi tổ chức cho cậu một buổi lễ bàn giao. Chúc mừng cậu. Không cần. Vương Nhất không thèm suy nghĩ là từ chối thẳng, tôi không thích ứng phó với mấy chuyện đó, còn nữa tòa nhà quốc tế này, chỉ cần ông thích, ông vẫn là người quản lý trên danh nghĩa ở đây, tôi chỉ là mua chơi thôi. Mua chơi. Sự sùng bái trong mắt Tăng Quốc Vinh càng đậm. Đây mới là nhà tư bản thật sự, khiêm tốn, không lộ thanh sắc. Hai người đi tham quan bên trong tòa nhà quốc tế. Có rất nhiều nhân viên nữ của các công ty đi qua đi lại, người sơ mi trắng, váy công sở đen, phối với chiếc quần tất màu đen, hình thành một phong cảnh tuyệt đẹp. Lúc này, bọn họ lại đang chỉ trỏ trỏ về phía Tăng Quốc Vinh và Vương Nhất. Đây không phải là Tăng Tổng sao? Người bên cạnh đó là ai? Trẻ quá. Nói không chừng, là một tổng giám đốc của công ty lớn nào đó đến tham gia đấu thầu. Có khả năng. Đáng tiếc tôi không phải là nhân viên dưới trướng Lý Tổng của Lệ Tinh Quốc tế, nếu không cũng có thể có được một tấm thiệp mời. Được rồi, Lý Tổng là người nổi tiếng ghét đàn ông, khắt khe với phụ nữ, lưỡng tính điển hình cũng không ăn. Nhất thời, trong tòa cao ốc giấy lên một cuộc náo động. Lúc này, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, vì vậy lập tức sững người. Mộng Đình, con xem người đi cùng với Tăng Tổng đó, có giống Vương Nhất không? Châu Mỹ Ngọc nhíu mày, chỉ vào bóng lưng của Vương Nhất rồi hỏi. Đâu ạ? Lý Mộng Đình lập tức quay đầu nhìn, nhưng cái gì cũng không thấy. Đã đi xa rồi. Mẹ là bị tên sao chổi đó chọc tức đến hoa mắt rồi phải không? Anh ta sao có thể đi vào nơi như này? Lý Mộng Đình vừa tức vừa buồn cười. Nói cũng đúng, Châu Mỹ Ngọc cũng giãn chân mày ra. Tăng Quốc Vinh vẫn cần mẫn giới thiệu công ty ở mỗi tầng cho Vương Nhất thì Vương Nhất bỗng dưng dừng bước, nói, tiếp theo tự tôi đi, ông đi làm việc đi. Tăng Quốc Vinh cũng thức thời, vậy cậu tùy ý đi dạo, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi là được. Nói xong thì rời đi. Vương Nhất đi vào thang máy đi lên, ấn tầng 88, đó là tầng của tập đoàn Lệ Tinh Quốc tế tọa lạc. Lệ Tinh Quốc tế bao thầu từ tầng 78 đến tầng 88 của tòa nhà quốc tế. Là tập đoàn lớn nhất của cả tòa nhà thương nghiệp. Mà tầng 88, chính là văn phòng của Tổng Giám đốc Lệ Tinh Quốc tế. Thang máy đi lên từng chút, Vương Nhất nhìn kiến trúc càng lúc càng bé ở dưới chân, tâm cảnh đột nhiên dấy lên một chút dao động nhỏ. Anh phát hiện, anh không thể duy trì loại trạng thái bình thường như mọi khi, môi mím rất chặt. Bởi vì,
anh không biết sẽ dùng cách gì để đối mặt với người phụ nữ anh nợ suốt 5 năm này. Tinh. Lúc này, cửa thang máy mở ra, Vương Nhất đi ra, rất nhanh thì tìm được cửa của phòng tổng giám đốc. Nhưng, anh không có lập tức gõ cửa. Tay đưa lên không trung, nhưng rồi lại mãi không gõ xuống. Đối mặt với mưa bom bão đạn, anh không hề sợ hãi, đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, anh ngay cả nhíu mày cũng không. Nhưng vào lúc này, anh lại lo lắng đến sợ hãi. Phù! Cứng nhắc lâu như vậy, Vương Nhất mới hít sâu một hơi, gõ nhẹ cửa. Ai đó? Cửa chưa mở, tiếng đã tới trước. Lanh lảnh giống như chuông va chạm nhẹ, khiến tâm thần của người khác lập tức trở nên yên tĩnh. Vương Nhất lại sững người, không, đây không phải là tiếng của Lý Khinh Hồng. Cửa mở ra, chỉ thấy một cô bé xinh như tượng tạc đứng ở cửa, đang dương đôi mắt to đầy tò mò, nhìn Vương Nhất. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất giống như đã hiểu ra cái gì đó, đồng tử co rút, ánh mắt vô thức tránh né. Cô bé vậy mà không sợ người lạ, nhìn thẳng mà đánh giá Vương Nhất, bỗng cất tiếng, ba, là ba sao. Một từ vô cùng dịu dàng vừa cất lên, cơ thể của Vương Nhất trực tiếp run rẩy. Ba, thấy Vương Nhất không đáp, cô bé lại gọi một tiếng. Lần này, giọng nói có hơi lớn. Ánh mắt sáng ngời, mang theo một chút chờ mong. Tiếng ba thứ hai, trực tiếp đánh sập phòng tuyến tâm lý vốn yếu ớt của Vương Nhất, kích động, cảm kích, hổ thẹn, các loại cảm xúc như cơn đại hồng thủy dâng lên. Đây là con gái của anh. Con gái của anh và Lý Khinh Hồng. Xin lỗi, xin lỗi. Vương Nhất cũng không nhịn được nữa, khuỵu xuống ôm chặt lấy cô bé, không ngừng nói xin lỗi ở bên tai cô bé. Chiến thần trong quân, đường đường là long chủ, lúc này vậy mà đã rơi lệ. Đàn ông không phải không khóc, chỉ là chưa chạm đến nỗi đau thương. Giờ này, Lý Khinh Hồng không có ở trong phòng làm việc, con gái cũng rất ngoan, không có khóc quấy. Hai ba con mắt lớn nhìn mắt nhỏ, vậy mà không có nói câu nào, bầu không khí rất ngại ngùng. Cô bé cảm thấy nhàm chán, bèn cầm búp bê lên, tự mình chơi. Vương Nhất Hiền từ nhìn con gái tự chơi đến xuất thần, bất luận là nuôi trẻ con như thế nào, hay làm sao chọc vui trẻ con, anh cũng không có bất kỳ kinh nghiệm gì. Vì vậy, anh chủ động phá vỡ cục diện ngại ngùng, nặn ra một nụ cười, hỏi, nào, nói cho ba biết, con tên gì? Cô bé ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to long lanh tràn ngập sự rửng rưng. Ba không biết tên của Tử Lam sao? Cô bé nghẹo đầu, hỏi với giọng non nớt. Vương Nhất lập tức hoảng. Lẽ nào, anh không biết tên của con gái, khiến con gái đau lòng rồi sao? Tuy nhiên, suy nghĩ của người lớn lại không giống với trẻ con. Cô bé dùng cả tay lẫn chân, bò lên chân của anh, chủ động giang hai tay ra, mỉm cười nói, ba, bế. Vương Nhất ngây ngốc nhìn cô bé, tâm thần chợt run rẩy. Khoảnh khắc này, Vương Nhất chìm đắm. Anh cũng muốn bế con gái của mình, lại sợ anh cầu thả, sẽ làm đau con gái, chỉ đành dùng cả hai tay đỡ cô bé lên. Cô bé lại ôm chặt cổ của Vương Nhất, hôn chụt một cái vào mặt của anh, cười khanh khách, con tên Tử Lam, ba nhớ rồi chứ. Tử Lam, Tử Lam. Vương Nhất không ngừng đọc thầm cái tên này, giống như muốn in sâu vào trong tim, sau đó vội nói, ba nhớ rồi. Vậy, họ thì sao? Vương Nhất hỏi. Anh có hơi thất vọng, anh 5 năm không trở về, họ của con gái, chắc là theo họ mẹ nhỉ. Tuy nhiên, Tử Lam lại lắc đầu, nói, không có ạ, Tử Lam không có họ, chỉ gọi là Tử Lam. Lời này vừa dứt, Vương Nhất giống như bị sét đánh. Cả người run rẩy. Không có họ. Sững sờ nhìn Tử Lam, trên mặt Vương Nhất tràn ngập sự tự trách. Là bởi vì không biết ba ruột của mình là ai sao? Cho nên không đặt họ cho đứa trẻ, là vì còn ôm một chút hy vọng, ngày nào đó, ba của đứa trẻ sẽ trở về sao? Khinh Hồng. Vương Nhất ủ rũ đau thương, 5 năm nay, cô nhất định sống rất không dễ dàng. Nhất thời, anh cảm thấy mình chính là một tên khốn. Lúc này, hai tay của Tử Lam bóp má của Vương Nhất, bĩu miệng nói, các bạn nhỏ khác trong tiểu khu đều có ba, chỉ có Tử Lam không có, bây giờ ba trở về rồi, sau này mãi mãi đừng rời xa Tử Lam nữa, có được không? Bỗng chốc, Vương Nhất khẽ run rẩy, ôm chặt lấy Tử Lam, giống như thề, lẩm bẩm, không đi nữa, sau này ba không đi nữa, sẽ ở bên cạnh Tử Lam. Thật sao? Tử Lam nhìn chằm chằm vào Vương Nhất. Vương Nhất trịnh trọng gật đầu, còn nữa,
Tử Lam có họ, họ Vương, tên là Vương Tử Lam. Vương Tử Lam. Cô bé đọc mấy lần, cảm thấy hay, bỗng chốc cười vui vẻ, được ạ, Tử Lam có họ rồi, tên là Vương Tử Lam. Nhìn dáng vẻ thích thú của Tử Lam, Vương Nhất cũng nở nụ cười xuất phát từ tận trái tim. Bất chi bất giác, trên vai của anh cũng gánh một trách nhiệm nặng nề. Trước đây, anh vì nước. Bây giờ, anh vì gia đình, vì vợ và con gái. Rầm. Vào lúc này, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, một mỹ nữ lạnh lùng với vóc dáng cao ráo đi vào. Cô đi đôi cao gót đế nhọn, nhanh chóng lao về phía Vương Nhất, giật lấy Vương Tử Lam từ trong lòng Vương Nhất. Trong đôi mắt tuyệt đẹp tràn ngập sự giận dữ, anh là gì, muốn làm gì con gái của tôi? Bỗng chốc, một luồng ý lạnh từ chối người khác ở ngàn dặm ập tới. Vương Nhất sững sờ nhìn người phụ nữ lạnh lùng giống như gà mẹ bảo vệ gà con ở trước mắt, dần dần, sắc mặt trở nên sửng sốt. 5 năm rồi, cô vẫn giống như lúc đó. Xinh đẹp, lạnh lùng khiến người ta say mê. Đôi môi đỏ căng mọng, đôi mắt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, kết hợp với nhau, giống như tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp nhất thế gian, đẹp đến động lòng người. Nam nữ bình thường, chỉ cần vừa nhìn thấy gương mặt quẩn quanh sự lạnh lùng này thì sẽ sinh ra tâm lý tự ti rất lớn. Mẹ! Không đợi Vương Nhất lên tiếng, Vương Tử Lam đã ôm chặt lấy Lý Khinh Hồng trước, vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ, Tử Lam tìm được ba rồi. Soạt! Sắc mặt của Lý Khinh Hồng lập tức thay đổi, ánh mắt ngây ngốc nhìn Vương Nhất. Một lát sau, cô mới khôi phục lại, cố nặn ra một nụ cười, hỏi, Tử Lam, ba mà con nói. Là anh ta sao? Phải ạ, ba nói sẽ không rời xa con nữa, ba còn nói Tử Lam có họ rồi, họ Vương, tên là Vương Tử Lam. Vương Tử Lam khoe khoang. Vương Tử Lam càng nói, cơ thể của Lý Khinh Hồng càng run rẩy kịch liệt, lồng ngực phập phồng lên xuống. Cô cưỡng ép bản thân bình tĩnh, khuỵu người, xoa tóc của Vương Tử Lam, nặn ra một nụ cười, nói, Tử Lam, đi chơi đồ chơi có được không? Mẹ và ba nói chút chuyện. Vâng ạ. Cô bé ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó nhảy chân sáo đi vào phòng đồ chơi. Vương Tử Lam vừa đi, văn phòng chỉ còn lại hai người là Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Bầu không khí lập tức tụt xuống âm độ, dương cung phạt kiếm. Nói đi, anh là ai, tiếp cận con gái tôi có mục đích gì? Giọng điệu của Lý Khinh Hồng thản nhiên hỏi, nhưng khí thế tỏa ra trên người lại hận không thể đóng băng Vương Nhất. Nghe vậy, Vương Nhất cũng ngây ngốc. Sắc mặt chợt biến ảo, anh thở dài một hơi. Anh đã mất tích 5 năm, bây giờ đột nhiên quay về, Lý Khinh Hồng sẽ hiểu lầm cũng là điều bình thường. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Anh nhìn Lý Khinh Hồng bằng ánh mắt dịu dàng, bình tĩnh nói, anh là Vương Nhất, cũng là ba của Tử Lam. Không ngờ Vương Nhất vừa nói xong, trong mắt Lý Khinh Hồng vụt qua một ý cười mỉa mai. Cô cầm ly trà lên, yêu nhã nhấp một miếng, sau đó mặt mày không cảm xúc nhìn Vương Nhất, nói, có biết không, anh không phải người đầu tiên nói như vậy, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Có ý gì? Trong mắt Vương Nhất vụt qua một tia sát cơ mãnh liệt. Lẽ nào, ngoài anh ra, còn có người khác tiếp cận mẹ con Lý Khinh Hồng sao? Các anh giả mạo ba của con gái tôi, không phải là vì tiền hay sao? Tôi nói cho anh biết, không thể nào. Sâu trong đôi mắt của Lý Khinh Hồng, lập lòe một loại sắc thái điên cuồng khiến người ta sợ hãi, trên đời này, không ai có thể làm tổn thương Tử Lam. Vương Nhất vẫn trầm mặc, chỉ có điều, đôi mắt càng thêm u ám. Nói đến cùng vẫn là trách anh. Nếu không phải mất tích 5 năm thì sao ngay cả ba là ai cũng không biết chứ. Lúc này mới cho những người có tâm tư kia cơ hội xen vào. Anh không phải là ba của Tử Lam, tránh xa con bé ra. Ánh mắt của Lý Khinh Hồng lạnh lẽo đến cực điểm. Vương Nhất lắc đầu, nói, Khinh Hồng, nếu em không tin, có thể đi làm giám định DNA. Anh, thật sự là ba của Tử Lam, cũng là người chồng đã mất tích 5 năm của em. Anh im miệng. Nghe thấy ba chữ giám định DNA, cơ thể yêu kiều của Lý Khinh Hồng khẽ run lên. Sau đó giống như chịu sự kích thích rất lớn, đập mạnh xuống bàn, trong mắt tràn ngập hận ý và uất ức. Tôi không có chồng, 5 năm trước, anh ta đã chết rồi. Cút, anh cút. Thấy dáng vẻ Lý Khinh Hồng thét lên, hốc mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, trái tim của Vương Nhất như bị dao cứa. Anh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài. 5 năm yêu hận đan xen, không phải trong một chốc một lát thì có thể hóa giải.
anh sẽ còn đến tìm em, cho đến khi em thừa nhận anh mới thôi. Ánh mắt của Vương Nhất nhìn Lý Khinh Hồng rất chân thành mà nói. Toàn thân Lý Khinh Hồng chợt run rẩy, xoay người đi, không nhìn anh nữa. Có lẽ ở sâu trong thâm tâm, cô đã thừa nhận rồi, chỉ là không chịu nổi kích thích này mà thôi. Cô không phải là kẻ ngốc, con gái sợ người lạ, nhưng lần đầu tiên gặp Vương Nhất lại thân thiết vô cùng, nếu nói không có quan hệ máu mủ, Lý Khinh Hồng không tin. Tuy nhiên, khi Vương Nhất định rời đi, dầm một tiếng, cửa của phòng đồ chơi lập tức mở ra. Vương Tử Lam không màng mọi thứ mà lao ra, ôm chặt lấy ống quần của Vương Nhất, khóc rất thương tâm. Ba đừng đi mà ba. Mẹ đừng đuổi ba đi. Giọng nói giống như tiếng than của Đỗ Quyên, người nhìn đau lòng, người nghe rơi lệ. Tiếng khóc của Vương Tử Lam giống như từng chiếc kim đâm vào trong tim của Lý Khinh Hồng, cơ thể của cô cũng run rẩy lên. Mà Vương Nhất giống như người bằng gỗ không nhúc nhích, để mặc Vương Tử Lam ôm chặt lấy ống quần của anh. Anh có thể cảm nhận rõ được, bờ vai rung rung của cô bé, mỗi lần như vậy đều tác động đến trái tim của anh. Hít sâu một hơi, Vương Nhất xoay người lại, cẩn thận bế Vương Tử Lam lên, nghiêm túc nói, Tử Lam ngoan, ba không đi. Con nghe thấy rồi, mẹ muốn đuổi ba đi. Vương Tử Lam vẫn khóc rất dữ dội, mẹ xấu, mẹ là đồ trứng thối. Lời này vừa dứt, đồng tử của hai người co rút. Vương Nhất vội vàng ôm chặt lấy Vương Tử Lam, vội nói, không trách mẹ, mẹ không phải là đồ trứng thối, ba mới là đồ trứng thối thật sự, để hai mẹ con chịu khổ như vậy. Sự tức giận trên mặt Lý Khinh Hồng cũng lập tức tan biến, thay vào đó là sự phức tạp đầy lo lắng. Bất luận là Vương Nhất, hay Lý Khinh Hồng, đều không muốn thấy con gái khóc nhất. Lý Khinh Hồng cũng vội vàng đi tới, nhỏ giọng dỗ dành. Mẹ không đuổi ba đi, mẹ chỉ là, tức giận. Giận ba con không từ mà biết, nhẫn tâm bỏ lại hai mẹ con chúng ta. Nghĩ tới đoạn thời gian đau khổ khi mang thai Vương Tử Lam và nước mắt rơi mỗi đêm, viên mắt của Lý Khinh Hồng lại đỏ hoe, nước mắt ngân ngấn. Một màn này nếu như bị nhân viên khác của tòa nhà quốc tế nhìn thấy, nhất định sẽ rất sốc, nữ tổng giám đốc lạnh lùng làm việc dứt khoát, vậy mà cũng sẽ lộ ra tình cảm chân thực của mình. Vương Nhất trầm mặc. Một lát sau, chỉ nặn ra một câu, xin lỗi. Ngoài câu này ra, anh thật sự không biết nói gì nữa. Lý Khinh Hồng không đáp lại, chỉ từ trong lòng Vương Nhất đón lấy Vương Tử Lam, kiên nhẫn dỗ dành. Trẻ con rất dễ khóc, cũng rất dễ dỗ, không lâu sau, Vương Tử Lam đã ngủ thiếp trong lòng Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng lúc này mới ôm Vương Tử Lam lên giường, đắp chăn cho cô bé. Cô không có lập tức đi ra. Mà ngây ngốc nhìn gương mặt nhỏ ngủ say của Vương Tử Lam đến xuất thần, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Cái đó. Lúc này, đằng sau truyền đến một âm thanh khẽ khàng. Vương Nhất đứng ở cửa, vẻ mặt mang theo sự lo lắng, dò hỏi, anh có thể bảo vệ ở đây không? Cũng chỉ có người cực thân thiết mới có thể khiến Vương Nhất cẩn thận như vậy, giống như đi trên lớp băng mỏng. Lý Khinh Hồng đứng dậy, đóng cửa phòng lại, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, nói với Vương Nhất. Được rồi, anh có thể ở lại, cũng có thể ở nhà của tôi. Không đợi Vương Nhất vui mừng, Lý Khinh Hồng lại chuyển sang lời lẽ sắc bén, gằn giọng, nhưng tôi vẫn không thể tin anh có 3 tháng thử việc, trong 3 tháng này, nếu bị tôi phát hiện anh là ôm mục đích tiếp cận chúng tôi, hoặc không đủ tiêu chuẩn, tôi không những sẽ khiến anh cút, còn sẽ dùng mọi thủ đoạn pháp luật trong tay. Tuy giọng điệu của Lý Khinh Hồng không thân thiện, nhưng Vương Nhất vẫn rất vui mừng, ít nhất. Lý Khinh Hồng đã đồng ý cho anh ở lại bên cạnh. Anh nhất định sẽ đối xử tốt với hai mẹ con, bù đắp sự lầm lỡ của 5 năm. Lý Khinh Hồng mặt mày vẫn vô cảm, lấy ra một xấp hợp đồng, đưa cho Vương Nhất, đây là điều khoản, anh xem đi. Vương Nhất lại nhẹ nhàng đẩy ra, không cần. Sắc mặt của Lý Khinh Hồng hơi thay đổi, hỏi, anh không sợ bên trong có điều khoản ẩn, tôi cố ý chơi anh sao? Không sợ. Vương Nhất lắc đầu. Vẻ mặt thản nhiên nói, anh nói rồi, 5 năm nay là anh nợ hai mẹ con em, hai mẹ con dù muốn sao trên trời, anh cũng sẽ hái xuống cho hai mẹ con. Ai nếu như muốn làm tổn thương hai mẹ con em, vậy thì phải bước qua xác của anh. Nói phét ai không biết chứ? Lý Khinh Hồng hừ lạnh một tiếng, trên mặt có chút không tự nhiên, bèn quay đầu đi, không nhìn vào mắt của Vương Nhất nữa. Đây không phải là nói phét, là lời hứa. Hai mắt của Vương Nhất từ đầu đến cuối đều dừng trên người của Lý Khinh Hồng, chưa từng rời đi,
em ngay cả một đám cưới đúng nghĩa cũng không có, anh không cho phép. Người khác có, em cũng phải có, hơn nữa phải lớn hơn, tốt hơn. Anh sẽ tặng cho một đám cưới muộn 5 năm. Soạt. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Lý Khinh Hồng cuối cùng cũng thay đổi, ngây ngốc trong nháy mắt. Có người phụ nữ nào chưa từng mơ mộng về một đám cưới hoành tráng? Mặc chiếc váy cưới tinh khôi, tay cầm hoa tươi, bước trên thảm đỏ trải đầy hoa tươi, gả cho người mình muốn gả. Lý Khinh Hồng cũng từng mong chờ, đáng tiếc, đây là điều tiếc nuối cả đời của cô. Vẻ mặt của cô bình tĩnh lại, không cần, tổ chức đám cưới cần tốn rất nhiều tiền, tôi không muốn anh tốn kém. Đây không phải là chuyện em cần suy nghĩ, Vương Nhất mỉm cười nói. Lý Khinh Hồng không luẩn quẩn ở vấn đề này nữa, nhìn Vương Nhất, hỏi, anh có công việc chưa? Không có, Vương Nhất nói thật. Sắc mặt của Lý Khinh Hồng chợt lạnh đi, nếu đã muốn làm ba của Tử Lam thì không thể không có công việc. Nói rồi, cô kiểm tra tình hình của các phòng ban, nhíu mày, nhưng vẫn nói với Vương Nhất, công ty của tôi là làm về mỹ phẩm của nữ, các bộ phận hiện nay đều không có nhân viên từ chức, chỉ có bộ phận bảo vệ. Vậy thì bộ phận bảo vệ. Vương Nhất thoải mái đồng ý, nhưng anh không thể lập tức vào làm được, bởi vì còn có chút việc phải làm. Tùy anh, làm từ tầng cơ bản, nếu anh có năng lực thì nhất định sẽ đề bạt anh. Lý Khinh Hồng đứng dậy, lạnh lùng nói, tôi còn có việc phải làm, đi trước đây. Nói xong, cô nhấc đôi cao gót rời đi. Một mình Vương Nhất ngồi ở sofa, suy nghĩ một chút thì gọi một cuộc điện thoại. Thiếu chủ, có gì căn dặn? Rất nhanh đã truyền tới giọng nói của Lãnh Nhan. Tôi muốn cô đi làm một chuyện. Trên mặt Vương Nhất tràn ngập ý cười thỏa mãn, giúp tôi tổ chức một đám cưới thế kỷ. Cúp máy, Vương Nhất nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy Vương Tử Lam đang ngủ, sau khi chắc chắn Vương Tử Lam không có tỉnh, lúc này mới yên tâm đóng cửa lại, rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Anh dọc theo cầu thang đi xuống tầng, tìm được vợ, tâm trạng của Vương Nhất rất tốt. Phía trước có một vài cô gái mặc đồ công sở sửa soạn xinh đẹp đi tới, phấn khích đi lướt qua vai của Vương Nhất. Tuy Vương Nhất không phải là cố ý, nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ. Mau mau mau, buổi đấu thầu sắp bắt đầu rồi, vé vào cửa là tôi không dễ gì mới kiếm được. Hừ, tôi thấy cô căn bản không hiểu đấu thầu gì cả, đơn thuần là đến câu rùa vàng. Hi hi, bị cô phát hiện rồi, nghe nói người tham gia buổi đấu thầu lần này. Phần lớn đều là các anh đẹp trai trẻ đẹp lắm tiền. Vương Nhất dừng bước chân, nhìn về phía đó, hơi nheo mắt lại. Buổi đấu thầu sao? Anh nhớ, Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình đến đây chính là đại diện nhà họ Lý tham gia đấu thầu. Vương Nhất trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng thở dài, đi về phía hội trường. Nếu đã đến rồi thì thuận nước đẩy thuyền, giúp bọn họ một tay. Tuy vừa vào hội trường đấu thầu thì Vương Nhất đã nhìn thấy Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc. Chỉ có điều, bọn họ giống như con khỉ trong sở thú vậy, bị rất nhiều người vây xem. Tôi nói này bà Châu, nhà họ Lý các người sắp sập rồi, còn rảnh đến đây đấu thầu sao? Một người đàn ông mặc vest bóng lộn, thắt cà vạt cầm đầu cười không hề kiêng kỵ, lẽ nào, trông mong lần đấu thầu này sẽ cứu được nhà họ Lý các người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Buổi đấu thầu còn chưa bắt đầu, nhưng hội trường đã sắp xếp xong. Chính giữa là bục phát biểu và màn hình lớn, bên dưới là vị trí chỗ ngồi của các công ty. Phần lớn các công ty đã đến rồi, đều đang hồi hộp chuẩn bị, chỉ có phía mẹ con Lý Mộng Đình có rất nhiều người vây quanh. Âm thanh chói tai, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều công ty trong hội trường, mọi người xì xầm bàn tán. Đây không phải là công ty con của nhà họ Lý sao? Sao cũng đến rồi? Mối quan hệ hợp tác đấu thầu này chủ yếu là dựa trên việc bao thầu các sản phẩm mới của Lệ Tinh quốc tế, quyền chi phối nằm trong tay Lệ Tinh, muốn bộc lộ tài năng là quá khó, nghe nói ngay cả một số công ty chuyên làm quảng cáo, cũng không nhất định có thành công. Đến cũng là bia đỡ đạn. Hừm, vị đó hình như là tổng giám đốc của tập đoàn Ẩn Long, Tôn Lập. Không biết ai nói một câu, mọi người đều dừng mắt trên người của người đàn ông mặc vest kia, bỗng chốc khiến người kia có chút phơi phới. Bà Châu, còn cả Mộng Đình, thật không phải là tôi xem thường các người, nếu là nhà họ Lý của trước đây, có lẽ còn có chút cơ hội, nhưng bây giờ các người ngay cả đoàn đội bao thầu chuyên nghiệp cũng không có, đừng nói tập đoàn có vốn vượt trăm tỷ, còn muốn đến tranh với tôi. Đừng cười rụng răng. Sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc rất khó coi, Lý Mộng Đình càng cắn chặt hàm răng, tức giận nhìn anh, phản đồ.
con chó của nhà họ Kim. Lời này khiến mặt mày của Tôn Lập cũng trở nên âm trầm, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, vênh váo tự đắc nói, tôi là phản bội các người, nhưng thế thì sao chứ? Chim khôn chọn cành mà đậu, nhà họ Lý các người cũng sắp bị nhà họ Kim thôn tính sạch sẽ rồi, còn muốn tôi bán mạng vì các người sao? Dù sao các người sớm muộn gì cũng xong đời, không bằng làm một phát dứt khoát. Lời này vừa dứt, xung quanh có không ít doanh nghiệp bản địa ở Thiên An nghĩ đến một chuyện, Ẩn Long, vốn là thuộc về nhà họ Lý, nhưng lại bị Kim Thúy Như cưỡng chế thu mua. Thì ra là Tôn Lập này dở trò. Cho nên cậu âm thầm lén lút tiếp xúc với người của nhà họ Kim, tiết lộ bí mật và tình hình tài chính của Ẩn Long. Châu Mỹ Ngọc tức giận chất vấn, Tôn Lập là một tay bà ta để bạt, đến cuối lại phản bội, tuy sự việc đã qua rất lâu, nhưng bà ta vẫn không thể chấp nhận. Bà Châu, chuyện gì cũng cần bằng chứng. Tôn Lập nhìn mẹ con Lý Mộng Đình, cười đầy thâm ý, nếu không tôi có thể kiện bà tội phỉ báng. Anh, Lý Mộng Đình muốn lý luận với Tôn Lập, nhưng bị Châu Mỹ Ngọc kéo lại, đừng manh động, chúng ta là đến đấu thầu, không phải là đến cãi nhau. Thấy cấp trên trước kia ở trước mặt mình nhìn tức như vậy, trong lòng Tôn Lập cực kỳ thoải mái, anh ta cười, tiếp tục nói, thứ cho tôi nói thẳng, các người không có một chút cơ hội nào đâu. Lần đấu thầu này tập đoàn Ẩn Long tôi thắng chắc. Khi nói lời này, trong lời nói của Tôn Lập mang theo sự tự tin vô cùng. Còn các người, đợi Lưu Lạc tới đầu đường xó chợ đi. Mặt mày Châu Mỹ Ngọc u ám bất định mà biến đổi, có tức giận, nhiều hơn là sự bất lực tới mức tái nhợt. Lời Tôn Lập nói rất khó nghe, nhưng đều là sự thật rành rành. Nhà họ Lý cần phải trúng gói thầu lần này mới có thể xả một hơi, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Xét về đồ chuyên nghiệp, đội ngũ của công ty không thể so được với Ẩn Long, điều tức hơn là, đó lại là công ty trước đây của mình. Bị người của công ty mình cười nhạo, loại cảm giác đó, thật sự không dễ chịu. Bọn họ sẽ không lưu lạc đầu đường xó chợ, nhà họ Lý cũng sẽ không táng ra bại sản, ngược lại là anh, ngày tháng tươi đẹp sắp hết rồi. Tuy nhiên, vào lúc này, bên trong truyền đến một giọng nói bình tĩnh và có chút lạnh lẽo một cách hề báo trước. Sau đó, một bóng người cất bước đi tới bên cạnh Lý Mộng Đình. Sau đó, Lý Mộng Đình trợn to mắt, theo phản xạ có điều kiện mà sửng sốt thốt lên một tiếng, Vương Nhất, anh sao lại ở đây? Châu Mỹ Ngọc cũng mang vẻ mặt khó tin, cậu không phải là nên bị bảo vệ đuổi đi rồi sao? Ấn tượng của bọn họ vẫn dừng ở hình ảnh Vương Nhất bị đội trưởng Lăng Hải Dương của đội bảo vệ xua đuổi. Vương Nhất cười hờ hững, thuận miệng nói, gặp được một người quen dẫn tôi vào. Cậu ở tòa nhà quốc tế cũng có người quen. Châu Mỹ Ngọc rất nghi ngờ, bỗng nhiên bà ta nhớ đến người trẻ tuổi mà bà ta nhìn thấy đi chung với Tăng Quốc Vinh ở trên hành lang, sau đó thì sửng sốt. Nhưng rất nhanh, bà ta đã lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ không thực tế này đi. Không nói chuyện này nữa. Ánh mắt Vương Nhất bình thản liếc nhìn Tôn Lập, nói, anh chính là tổng giám đốc của Ẩn Long. Cậu là ai? Tôn Lập nhìn Vương Nhất. Không có nhận ra Vương Nhất là ai, nhưng nhìn ra đồ trên người Vương Nhất không vượt quá 3 triệu. Giám đốc Tôn, cậu ta chính là. Lúc này, một người đàn ông dáng vẻ như trợ lý lại gần bên tai của Tôn Lập, nói gì đó. Tôn Lập vừa nghe thấy thì đã vui mừng, tôi nói ngay người này sao lại trông nghèo rất như vậy, thì ra chính là con rể phế vật của nhà họ Kim, nhưng đã chạy trốn trong đêm tân hôn, hại nhà họ Lý không ai được yên, hôm nay gặp được, quả nhiên bất phàm. Nói rồi, còn giả bộ chắp tay chào. Soạt. Lời này vừa dứt, mặt mày của Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đen xì. Đây đã không phải là vả mặt nữa, mà là trực tiếp rắc muối vào miệng vết thương. Tôn Lập lại không quan tâm, vẫn cười mỉa mai, sao hả, trốn 5 năm, lại mặt dày quay về rồi sao? Bà Châu, bà cũng thật là, sao lại để loại phế vật vong ân phụ nghĩa như này vào cửa nhà các người, mất mặt không nói. Ngộ nhớ bị cô Kim Thúy Như biết, nhà họ Lý các ngươi không phải càng xong đời sao? Có điều bà yên tâm, nể tình đồng nghiệp trước kia, tôi thay bà bảo vệ bí mật này, ha 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 ha. Cậu im miệng. Châu Mỹ Ngọc hét lên dữ dội, hận không thể cào rách mặt của Tôn Lập. Nói xong chưa? Vương Nhất ngược lại không có phản ứng gì lớn, thậm chí còn khẽ mỉm cười. Giám đốc Tôn, anh chưa từng nghĩ có một ngày sự việc bại lộ, không chỉ đấu thầu thất bại, còn ngồi tù sao? Vậy sao? Tôn Lập giống như nghe thấy câu chuyện nực cười nhất trên đời, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Vương Nhất và mẹ con Lý Mộng Đình.
xem ra, bọn họ còn không biết sự thật là như nào. Bỏ qua không nói đến đoàn đội bao thầu xuất sắc của Ẩn Long, chỉ đơn giản việc anh ta có quan hệ không tiện nói với Điền Thịnh, giám đốc quảng cáo chịu trách nhiệm về nội dung của buổi đấu thầu này thì anh ta thắng chắc rồi. Tôi có thể chắc chắn nói cho cậu biết, nhà họ Lý các người, không có một chút hy vọng. Nói xong thì Dương Dương tự đắc rời khỏi từ bên cạnh Lý Mộng Đình, trước khi đi còn đụng vào vai của Vương Nhất. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc còn tức giận, mặt mày lúc đỏ lúc trắng. Lý Mộng Đình thậm chí còn dậm chân, một con chó của nhà họ Kim mà thôi, có cái gì mà đắc ý chứ. Vương Nhất an ủi, không cần chấp loại người này. Có phần anh nói chuyện sao? Tuy nhiên, chưa đợi Vương Nhất nói xong thì bị Lý Mộng Đình lạnh lùng cắt ngang, tôi mặc kệ anh làm sao vào được đây, nhưng tôi cầu xin anh, đừng giúp thêm phiền nữa được không? Sắc mặt của Vương Nhất hơi thay đổi, đây sao lại là giúp thêm phiền chứ? Lẽ nào không phải sao? Giọng điệu của Lý Mộng Đình lạnh lùng, anh có biết anh chính là một con ruồi biết đi không? Ai nhìn thấy đều sẽ nhớ tới chuyện xấu 5 năm trước, làm ơn anh hãy tránh ra nhà họ Lý chúng ta ra. Ba nói rồi, lần đấu thầu này đối với nhà họ Lý rất quan trọng, nếu bởi vì anh làm loạn, cả đời này tôi đều sẽ không tha thứ cho anh. Những lời này khiến Vương Nhất rơi vào trầm mặc. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, nhìn Lý Mộng Đình bình tĩnh nói, nếu tôi có thể giúp nhà họ Lý chúng gói thầu lần này thì sao? Sau khi Vương Nhất nói xong, Lý Mộng Đình vốn mặt mày đang giận dữ bỗng nhiên ngây ra, 3 giây sau, sắc mặt trở nên không thể tin nổi, giọng nói cũng cất cao hơn vài tông. Cái gì, anh điên rồi sao? Ngay cả Châu Mỹ Ngọc ở bên cạnh cũng cảm thấy Vương Nhất đang nói vớ vẩn. Vương Nhất, cậu có biết bản thân đang nói cái gì không? Buổi đấu thầu lần này, cậu có biết bao nhiêu công ty tham gia không? Cái gì cũng không biết thì đừng lên tiếng. Theo Châu Mỹ Ngọc thấy, Vương Nhất đâu hiểu cái gì là hợp tác thương nghiệp, nhưng Vương Nhất không hiểu, không đại biểu bà ta không hiểu. Bà ta biết rất rõ, buổi đấu thầu lần này có thể gọi đây là buổi đấu thầu có giá trị thương mại lớn nhất và quy mô lớn nhất trong năm nay. Ai cũng muốn hợp tác với Lệ Tinh Quốc tế tập đoàn hàng đầu của thành phố Thiên An, từ các xưởng sản xuất nhỏ đến các công ty niêm yết lớn đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán, đâu đến lượt nhà họ Lý bọn họ. Nếu là nhà họ Lý 5 năm trước không bị nhà họ Kim phá tan, ngược lại có chút hy vọng, bây giờ bọn họ ngay cả Ẩn Long, tập đoàn niêm yết duy nhất cũng bị cướp mất, chỉ có thể dựa vào một vài công ty con miễn cưỡng có được suất dự thầu, muốn áp chế quần hùng, bộc lộ tài năng, về cơ bản là không thể. Vương Nhất lại lắc đầu, bình tĩnh nói, chuyện hai người không làm được, không đại biểu người khác không làm được. Anh nói cái gì, dám xem thường chúng tôi? Nghe thấy lời của Vương Nhất, Lý Mộng Đình bỗng nổi giận, sau đó mặt mày đầy sự mỉa mai. Nghe ý của anh có thể giúp chúng tôi trúng thầu. Mong hai người đừng hiểu lầm. Vương Nhất nói với vẻ mặt không cảm xúc, nếu không phải là ba không muốn nhà họ Lý lụi bại như vậy, tôi sẽ không quản các người. Đây là lời thật lòng của Vương Nhất, thái độ trước sau của Lý Mộng Đình, đã khiến anh hiểu một đạo lý, lòng người đều sẽ thay đổi, xã hội chính là một thùng nhuộm lớn, người có ngây thơ đơn thuần hơn nữa sau khi bước vào xã hội đều sẽ chịu sự bào mòn. Nói câu không khách khí, cả nhà họ Lý, cũng chỉ có Lý Thiên Dương mới là người thân duy nhất của Vương Nhất. Đối đãi với người thân, Vương Nhất sẽ cực kỳ giúp đỡ. Hừ, không tự lượng sức mình, tôi ngược lại muốn nhìn xem, cậu dựa vào đâu mà chúng được gói thầu. Châu Mỹ Ngọc lạnh lùng nhìn Vương Nhất, cặp mặt sắc lạnh, vẻ mặt khinh thường. Lý Mộng Đình ở một bên vừa nghe thì sắc mặt lại hơi thay đổi, kéo Châu Mỹ Ngọc sang một bên, kinh ngạc nói, không phải chứ, mẹ. Mẹ thật sự định giao buổi đấu thầu lần này cho tên phế vật đó phụ trách sao? Nếu chúng ta đến, còn có một chút khả năng, giao cho anh ta, thật sự không có hy vọng. Nói như vậy không có sai, nhưng mà con gái à, con thật sự cảm thấy nhà họ Lý chúng ta có hy vọng sao? Vẻ mặt của Châu Mỹ Ngọc vô cùng lãnh khốc, nếu đã không có hy vọng, tại sao không nhân cơ hội này, đuổi tên phế vật đó ra khỏi nhà họ Lý mãi mãi? Nghe vậy, Lý Mộng Đình cũng bị dọa giật mình. Mẹ, thì ra mẹ là muốn mượn cơ hội này để đuổi anh ta đi. Không sai. Trong đôi mắt của Châu Mỹ Ngọc lập lòe tia sắc lạnh, vừa hay, mẹ còn đang giàu dĩ không thể đuổi cậu ta đi, nếu cậu ta xung phong nhận việc, vậy thì đừng trách mẹ. Chỉ cần cậu ta làm hỏng buổi đấu thầu, cho dù Trấn Hoành có bảo vệ cậu ta thế nào đi nữa, cũng không thể nói được gì. Lý Mộng Đình cũng gật đầu, xoay người nói với Vương Nhất, vậy được thôi,
đấu thầu có thể để anh phụ trách, nhưng nếu thất bại thì mãi mãi không thể bước chân một bước vào cửa lớn của nhà họ Lý, cũng không được phép xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Được. Vương Nhất vẫn không có phản ứng gì lớn, lạnh nhạt nói, có điều, ba có thể sẽ không cho phép các người làm như vậy. Chuyện này cậu không cần quan tâm. Châu Mỹ Ngọc cười lạnh một tiếng, nói, cậu vẫn là nghĩ làm sao ứng phó với buổi đấu thầu sắp diễn ra đi. Nói xong, bà ta kéo Lý Mộng Đình đến vị trí ngồi xuống, Vương Nhất lại đứng ở góc bên cạnh. Anh rút điện thoại ra, sắc mặt bình tĩnh soạn một tin nhắn, một lát sau, điện thoại đổ chuông. Vương Nhất để ở bên tai nghe máy, cả quá trình, không có nói một câu. Tôi biết rồi. Sau khi cúp máy, thân sắc của Vương Nhất phức tạp, yên tĩnh đợi buổi đấu thầu bắt đầu. Sau đó lục đục có một vài doanh nghiệp đến, bên ban tổ chức gọi thầu, cũng chính là Điền Thịnh, giám đốc bộ phận tuyên truyền của bên phía tập đoàn Lệ Tinh Quốc tế. Anh ta hắng giọng, nhìn tất cả các doanh nghiệp công ty ở bên dưới, khẽ mỉm cười nói, các bạn doanh nghiệp, chào buổi chiều, rất cảm ơn mọi người trong lúc bận rộn có thể tham gia buổi đấu thầu hợp tác của Lệ Tinh Quốc tế chúng tôi. Sau những lời khách sáo, Điền Thịnh đi thẳng vào vấn đề chính. Những gì Lệ Tinh Quốc tế chúng tôi luôn tìm kiếm là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, các bản mẫu thiết kế của sản phẩm nước hoa mới Thiên Sứ đã được làm ra, mọi người nhìn màn hình lớn. Sau đó, màn hình lớn chiếu một trang PPT được thiết kế đẹp mắt, mô tả ý tưởng thiết kế, ý nghĩa và thành phần của nước hoa Thiên Sứ cho mọi người tại đây. Công việc tiếp theo chính là đóng gói và sản xuất sản phẩm mới, vì vậy mới có buổi hợp tác gọi thầu lần này, thời gian tiếp theo, sân khấu giao cho mọi người. Bản kế hoạch sẽ được chiếu lên màn hình lớn, giải thích ý tưởng của công ty các bạn cho mọi người, bên chúng tôi sẽ lấy đó làm xét duyệt đợt đầu, sau khi qua xét duyệt đợt đầu thì sẽ do Lý Tổng của chúng tôi xét duyệt cuối cùng. Thuận tiện nói một câu, đây là live stream trực tiếp, Lý Tổng bởi vì công việc bận rộn, không thể đến, nhưng cô ấy sẽ quan sát live stream buổi đấu thầu này. Lời này vừa dứt, người dưới sân khấu đều xì xầm nói chuyện riêng. Ngay cả Lý Tổng cũng xem trọng buổi đấu thầu lần này, xem ra buổi đấu thầu lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Lý Tổng này là nhân vật truyền kỳ của giới thương nghiệp Thiên An chúng ta. Tôi còn tưởng giám đốc Điền có thể quyết định buổi đấu thầu lần này, không ngờ chỉ là xét duyệt lượt đầu. Biết được Lý Tổng sẽ xét duyệt cuối cùng, tất cả các doanh nghiệp tại đây đều có chút áp lực, ngay cả Tôn Lập cũng không thoải mái tự tin như trước nữa. Dù sao, giám đốc Điền đã là người lãnh đạo cao nhất mà anh ta quen ở Lệ Tinh Quốc tế rồi. Chỉ có một mình Vương Nhất, vẻ mặt vẫn bình thản, dường như tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Vậy thì, tôi tuyên bố, buổi đấu thầu bắt đầu. Nói xong, Điền Thịnh đi xuống sân khấu, đi về phía ban giám khảo. Khi đi qua dãy của Tôn Lập, mỉm cười gật đầu với Tôn Lập. Cảm nhận được ánh mắt của Điền Thịnh, trong lòng Tôn Lập khẽ yên tâm. Bình thường mà nói, lão Điền ghi tên, phía Lý Tổng hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ có sức nặng. Các doanh nghiệp dựa theo thứ tự, lần lượt đi lên sân khấu, trong màn hình lớn cũng chiếu PPT được thiết kế đẹp mắt, người đại diện thuyết trình một cách sinh động về ý tưởng thiết kế của công ty mình. Sau khi thuyết trình xong, Điền Thịnh cũng không nói kết quả như thế nào, chỉ ghi gì đó, một số người đại diện của doanh nghiệp nhìn thấy điều gì đó từ mặt của Điền Thịnh, ai nấy đều mang vẻ thất vọng. Điều này khiến không ít người trong lòng không có tự tin. Lý Mộng Đình càng xem càng sợ hãi, ngồi không yên mà nói với Châu Mỹ Ngọc, mẹ, những công ty kia bất luận là phương án thiết kế bao thầu, hay là kênh sản xuất, đều tốt hơn chúng ta rất nhiều, nếu bọn họ không có hy vọng, vậy chúng ta. Xuyệt, vẻ mặt của Châu Mỹ Ngọc cũng không tự nhiên, giả bộ lạnh lùng, tiếp tục xem. Tuy hai mẹ con đều coi buổi đấu thầu lần như một trò hề để đuổi Vương Nhất đi. Nhưng về bản chất, vẫn hy vọng nhà họ Lý có thể bộc lộ tài năng. Dù sao, nhà họ Lý một khi sụp đổ, bọn họ cũng sẽ thất nghiệp. Doanh nghiệp tiếp theo, tập đoàn Ẩn Long. Sau tiếng tuyên bố của Điền Thịnh, Tôn Lập cũng hít sâu một hơi, chỉnh trang vẻ ngoài, cầm bản kế hoạch và USB tự tin đi về phía sân khấu. Chào mọi người, tôi là Tôn Lập của doanh nghiệp Ẩn Long. Tôn Lập ở trên sân khấu, khẽ mỉm cười nhìn tất cả mọi người bên dưới. Ung Dung nói, Lệ Tinh Quốc tế là công ty ngôi sao mới của Thiên An, Ẩn Long tôi luôn muốn hợp tác cùng, chỉ tiếc rằng không có cơ hội, hiện nay cuối cùng cũng có cơ hội, cũng coi như là thỏa giấc mơ của Ẩn Long, ở đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Lệ Tinh. Nói rồi, cúi người sâu với Điền Thịnh.
Điền Thịnh nở nụ cười làm thế tay mời, bảo Tôn Lập hãy tự tin. Anh ta chiếu bản kế hoạch thiết kế lên màn hình lớn và nói không ngừng về ba khía cạnh thiết kế bao bì, chuỗi dây chuyền sản xuất và kênh thị trường một cách rất chuyên nghiệp, Điền Thịnh nghe mà gật đầu liên tục. Sắc mặt của Lý Mộng Đình lại càng khó coi, nắm tay siết chặt lại, trước kia những cái này đều là ưu thế của chúng ta. Châu Mỹ Ngọc không lên tiếng, chỉ quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Vương Nhất, rõ ràng rút sự bực tức lên người Vương Nhất. Ẩn Long là công ty lớn, hoạt động của các bộ phận đã rất ăn khớp, Tôn Lập đây là trực tiếp ngồi mát ăn bát vàng. Được. Tôn Lập kết thúc thuyết trình, Điền Thịnh đứng dậy dẫn đầu vỗ tay. Ngay cả Điền Thịnh cũng vỗ tay, những doanh nghiệp khác cũng không thể không vỗ tay theo, vì vậy, hội trường vang lên tiếng vỗ tay rời rạc. Tuy không nhiều, nhưng Tôn Lập vẫn cười không khép được miệng, tuy giám đốc Điền không thể giúp anh ta, nhưng vì anh ta tạo thế, vẫn là được. Số tiền này, không tiêu uổng. Cảm ơn giám đốc Điền, cảm ơn mọi người. Tôn Lập mặt mày rạng rỡ tỏ ý mọi người yên tĩnh, bỗng hai mắt liếc nhìn, nhìn về phía mẹ con Lý Mộng Đình ở bên dưới. Bèn đảo con ngươi, nở nụ cười quỷ dị, giám đốc Điền, tin rằng ngài chắc từng nghe về vụ 316 nổi tiếng rồi nhỉ. Soạt. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc cùng lúc thay đổi, các doanh nghiệp khác cũng xì xầm bàn tán, ánh mắt kỳ lạ tập trung ở người hai người bọn họ. Tôi nhớ, đó là sự cố mà ngành sản xuất thực phẩm dưới trướng của nhà họ Lý bị khiếu nại. Một sự cố về chất lượng đã xảy ra trong các sản phẩm được bán bởi nhiều công ty dưới trướng nhà họ Lý, dẫn đến 80 người bị ngộ độc. Hôm đó vừa hay là ngày 16 tháng 3, cho nên được gọi là vụ 316. Nghe những lời bàn luận này, trong mắt của Vương Nhất xẹt qua một tia ý lạnh. Giám đốc Điền gật đầu, ánh mắt có chút bình thản, từng nghe nói, làm sao vậy? Tôn Lập cười lạnh, những thương nhân vô lương tâm của 316 cũng có mặt trong hàng ngũ đấu thầu, làm kinh doanh lấy trung thành làm đầu, không lừa dối người tiêu dùng là tôn chỉ, sao lại xuất hiện loại cặn bã trong ngành như các người chứ? Đột nhiên, giọng nói của Tôn Lập cất cao lên vài tông, tức giận chỉ vào Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc, quát, giám đốc Điền, loại doanh nghiệp tâm địa xấu xa như này không xứng tham gia buổi đấu thầu lần này, tôi đề nghị, đuổi bọn họ ra ngoài. Có chuyện này sao? Điền Thịnh nhíu chặt mày. Trong danh sách doanh nghiệp báo lên chỉ là một công ty con của nhà họ Lý, còn công ty thực phẩm đã đóng cửa nên anh ta cũng không nghĩ nhiều, bổ sung vào. Nhất thời, mẹ con Lý Mộng Đình trở thành mục tiêu chỉ trỏ của hàng nghìn người. Sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi, không phải, bọn tôi là bị hãm hại. Tôn Lập, cậu đừng có ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người sao? Tôi có sao? Tôn Lập cười lạnh, con mắt của mọi người là rất sáng. Điền Thịnh trầm ngâm một lúc, nhìn sang mẹ con Lý Mộng Đình, hạ lệnh đuổi khách, xin lỗi, các người không thể tiếp tục ở lại đây, mời các người rời đi. Lý Mộng Đình ngây người, cô ta không ngờ sự việc lại diễn biến thành như này. Tôn Lập vậy mà ở trong buổi đấu thầu đâm bọn họ một nhát. Châu Mỹ Ngọc nhanh chóng lao tới trước mặt Điền Thịnh, cầu xin, giám đốc Điền, ngài đại nhân đại lượng, đừng đuổi chúng tôi đi, vụ 316 chúng tôi là bị hãm hại. Cùng một ngày 80 người bị ngộ độc thực phẩm, còn cùng lúc kiện ra tòa, nếu nói không có ai âm thầm dở trò, ai sẽ tin chứ? Nhưng, vậy thì đã sao? Có lúc, mọi người chỉ nhìn kết quả. Nếu bọn họ bị Điền Thịnh đuổi ra ngoài, đừng nói đấu thầu, kế hoạch dựa vào cuộc đấu thầu để đuổi Vương Nhất ra khỏi nhà họ Lý mà bọn họ đã vạch ra trước đó cũng không đạt được, giống như dùng rổ đan để múc nước. Chuyện này không thể thương lượng, Điền Thịnh hừ lạnh một tiếng, vẫn không lay chuyển. Tôn Lập kế hoạch thành công thì nhếch miệng cười đều, sau hành vi này của anh ta, nhà họ Lý ngay cả tư cách đấu thầu cũng mất rồi, còn có vốn liếng gì có thể đứng được ở Thiên An. Bên phía mẹ con Lý Mộng Đình vẫn đang khổ sở cầu xin, nhưng Điền Thịnh lại dửng dưng. Chúng tôi sẽ không hợp tác với doanh nghiệp có tiền án. Sắc mặt của Điền Thịnh lạnh lùng, nói, thức thời, mau chóng cút, đừng để tôi gọi bảo vệ. Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình vô cùng khẩn trương, nhìn Điền Thịnh, lại nhìn Tôn Lập ở trên sân khấu, Châu Mỹ Ngọc lại đi tới trước mặt Tôn Lập, cầu xin, Tôn Tổng, nhà họ Lý chúng tôi đã biến thành như này rồi. Cậu tha cho chúng tôi một con đường sống đi, chúng tôi chỉ là muốn miếng cơm mà thôi. Mãi đến bây giờ, bà ta cuối cùng cũng hiểu trước đó Tôn Lập tại sao lại không e sợ, hóa ra anh ta và Điền Thịnh chính là một bọn. Lý Mộng Đình cũng hết cách, chỉ có thể kiên trì đến cùng,
Tôn Tổng, xin lỗi. Ha ha, các người cũng có ngày hôm nay. Nhìn cấp trên và cô chủ của doanh nghiệp trước kia hạ mình cầu xin mình như vậy, Tôn Lập rất đắc ý, cười lớn, nhưng, quyết định của Giám đốc Điền, tôi cũng hết cách, các người vẫn là tự cầu phúc đi. Giám đốc Điền là người quyết định của buổi đấu thầu lần này sao? Lời của Tôn Lập khiến mẹ con Lý Mộng Đình tuyệt vọng, tuy nhiên, rất nhanh lại truyền đến một giọng nói bình tĩnh. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang, Vương Nhất cất bước đi tới bên cạnh mẹ con Lý Mộng Đình. Hửm, cậu là ai? Điền Thịnh chưa từng gặp Vương Nhất, nhíu mày hỏi. Giám đốc Điền, lai lịch của cậu ta lớn đấy. Tôn Lập nhìn qua vậy mà là Vương Nhất, vui vẻ nói, cũng là người của nhà họ Lý, con rể ở rể của nhà họ Kim vào 5 năm trước, chỉ có điều đã chạy trốn trong đêm tân hôn. Ồ, thì ra cũng là người của nhà họ Lý. Sắc mặt của mẹ con Lý Mộng Đình cực kỳ khó coi, Điền Thịnh ngược lại không có phản ứng gì, vậy cùng nhau cút đi. Vương Nhất, nơi này đâu có lượt cậu lên tiếng, im miệng cho tôi. Thấy tên phế vật này còn đổ thêm dầu vào lửa, Châu Mỹ Ngọc tức không có chỗ xả. Vương Nhất lại giống như không nghe thấy, vẫn lạnh nhạt nhìn Điền Thịnh, giám đốc Điền, hình như anh chỉ là người quyết định ở vòng xét duyệt đầu tiên, không có tư cách quyết định đi hay ở của các doanh nghiệp nhỉ. Dầm. Điền Thịnh dường như chịu sự sỉ nhục to lớn, lập tức vỗ bàn một cái, cậu có phải cảm thấy tôi không thể làm gì nhà họ Lý các cậu không? Giám đốc Điền, muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Vương Nhất vẫn rất bình tĩnh, ghé sát tai của Điền Thịnh, khẽ nói, giao dịch tiền quyền đằng sau cuộc đấu thầu lần này, tôi biết cả rồi. Bỗng chốc, trong mắt Điền Thịnh xẹt qua một tia hoảng loạn, thẹn quá hóa giận, cậu đánh rắm, ở đây cắn loạn người, bảo vệ. Bảo vệ, đuổi cậu ta và nhà họ Lý ra ngoài. Cậu đuổi thử xem. Khi Điền Thịnh định gọi bảo vệ, cửa lớn đóng chặt của hội trường bỗng bị người khác đẩy ra, truyền đến một tiếng quát lớn cực kỳ lạnh lùng. Tăng Quốc Vinh dẫn theo người của ông ta đi vào một cách đầy ấn tượng. Tăng, Tăng Tổng. Nhìn thấy Tăng Quốc Vinh dẫn người đi vào, Điền Thịnh lập tức ngây người, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười nịnh nọt, ngài sao lại đến đây? Các doanh nghiệp đến tham gia dự thầu khác, bao gồm cả Tôn Lập, sắc mặt đều sinh ra một chút thay đổi. Từ thái độ của Tăng Tổng thì thấy, hình như là vì Vương Nhất mà ra mặt. Tôi không đến thì làm sao nhìn thấy một mặt uy phong như này của Giám đốc Điền. Trong mắt Tăng Quốc Vinh xẹt qua một tia sắc lạnh đầy nguy hiểm, trong lời nói mang theo uy hiếp, cậu nói muốn đuổi ai ra ngoài. Nếu không phải là bị tai mắt của ông ta nhìn thấy, ông ta còn không biết chuyện này. Điền Thịnh và Tôn Lập lại hoàn toàn đưa người. Đường đường là Tăng Tổng, sao lại ra mặt thay cho một phế vật của nhà họ Lý? Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình càng trợn to mắt, không dám tin mà nhìn Vương Nhất. Nhất là Châu Mỹ Ngọc, nhớ tới bóng lưng mà bà ta nhìn thấy đi bên cạnh Tăng Quốc Vinh vào trước đó, cả người như bị xung kích. Đột nhiên, bà ta bỗng nhớ ra, Vương Nhất đến tòa nhà quốc tế, hình như là đến tìm người. Tìm Tăng Quốc Vinh sao? Chuyện này sao có thể chứ? Hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Điền Thịnh toát mồ hôi như mưa, vội vàng sửa lời. Lão Điền, cậu là người phụ trách buổi đấu thầu, sự công bằng và khách quan tuyệt đối là điều rất quan trọng, hiểu chứ? Tăng Quốc Vinh lạnh lùng nhìn Điền Thịnh, lạnh lùng nói. Hiểu, đều hiểu, Tăng Tổng ngài cứ yên tâm đi. Ở trước mặt Tăng Quốc Vinh, Điền Thịnh giống như một học sinh tiểu học phạm lỗi, gật đầu cúi người. Thấy Tăng Quốc Vinh nói nhiều như vậy cũng không nhắc đến Vương Nhất. Ý nghĩ trước đó lại bị mẹ con Lý Mộng Đình loại bỏ. Người như Tăng Tổng chỉ là thích sự công bằng minh bạch mà thôi. Tăng Quốc Vinh lúc này mới hài lòng gật đầu, bỗng nhiên giống như nhớ ra điều gì đó, lại nói, ngoài ra, tôi đã bán tòa nhà quốc tế rồi, tòa cao ốc đã không thuộc về tôi nữa, bây giờ chỉ là cổ đông nhỏ của Lệ Tinh mà thôi. Cái gì? Một hòn đá khuất lên sóng dữ, tin tức này vừa xuất hiện, bất luận là Điền Thịnh hay Tôn Lập. Hoặc mẹ con Lý Mộng Đình đều mang vẻ sững sờ. Tăng Quốc Vinh đã bán tòa nhà quốc tế rồi sao? Bán cho ai? Phải biết, giá trị thương nghiệp của tòa nhà quốc tế là một con số trên trời. Tăng, Tăng Tổng, ngài đừng nói đùa nữa. Điền Thịnh căn bản không tin. Cậu nhìn tôi giống như đang nói đùa lắm à? Tăng Quốc Vinh mặt mày không cảm xúc nói, đó là một vị đại nhân mà các người không tưởng tượng được. Mua tòa nhà quốc tế chỉ là một sản nghiệp rất nhỏ trong đó mà thôi, người ấy cũng khá bận, không tiện công khai thông tin. Nói xong chuyện nên nói, Tăng Quốc Vinh rời đi,
trước khi đi còn vỗ vai của Điền Thịnh, suýt nữa vỗ bẹp Điền Thịnh xuống đất. Giám đốc Điền, còn muốn đuổi chúng tôi đi nữa không? Lúc này, Vương Nhất đi tới trước mặt Điền Thịnh, cười híp mắt hỏi. Hừ, nhà họ Lý, coi như các người may mắn, vừa hay Tăng Tổng đi qua, cứu các người. Điền Thịnh mặt mày giận dữ, khinh thường nói, có điều, dù cho các người cơ hội này thì sao chứ, dựa vào công ty nhỏ áo tân của các ngươi cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Tôn Lập từ trên bục đi xuống, không có tư cách tước đoạt tư cách của nhà họ Lý, khiến sắc mặt của anh ra có chút khó coi. Nhưng, đúng như những gì giám đốc Điền nói, dù cho bọn họ cơ hội cạnh tranh công bằng, bọn họ cũng không trúng thầu được. Nghĩ đến đây, Tôn Lập lúc này mới có được một chút an ủi. Cuộc đấu thầu tiếp tục. Doanh nghiệp tiếp theo, nhà họ Lý, công ty áo tân. Sắc mặt của Điền Thịnh không phải quá dễ coi mà tuyên bố. Vương Nhất đi lên sân khấu, nhưng không có động tác khác. Thấy vậy, Điền Thịnh hừ lạnh một tiếng, phương án của cậu đâu? Tôi không có phương án, cũng không mang theo USB gì cả. Vương Nhất nói thật. Cái gì, không có phương án? Mọi người chợt sững người, sau đó đều bật cười. Không có phương án cậu đến đầu thầu cái gì? Mua vui cho mọi người sao? Mau xuống đi, đừng làm người ta mất mặt nữa. Dựa vào tên phế vật này, nhà họ Lý là mãi mãi không thể trở mình được. Nhất thời, những tiếng cười mỉa mai vang lên, Điền Thịnh và Tôn Lập thấy vậy, cũng cười lạnh không ngừng. Căn bản không cần bọn họ âm thầm dở trò, bởi vì nhà họ Lý, cho dù là lực sĩ cũng không đỡ nổi. Bị người khác xem thường ở trước mặt mọi người, sắc mặt của Lý Mộng Đình lúc đỏ lúc trắng, nhưng bị Châu Mỹ Ngọc kìm chế ấn chặt hai tay, ý bảo đừng manh động. Vương Nhất lại không hề quan tâm, tiếp tục nói, Thiên Sứ, là sản phẩm do đích thân Lý Tổng tự thiết kế, ẩn chứa tâm huyết của Lý Tổng, cho nên ở trong lòng Lý Tổng, nhất định có một phương án đóng gói mà cô ấy hài lòng, cô ấy tổ chức buổi đấu thầu này là muốn xem thử ý tưởng của ai giống với cô ấy. Nghe thấy lời của Vương Nhất, các doanh nghiệp lại bật cười. Thông tin này, ai không biết chứ? Cùng lúc này, tầng 87 của tòa nhà quốc tế, phòng họp. Lý Khinh Hồng và một người đàn ông nho nhã lịch lãm ngồi dựa vào cửa sổ. Người đàn ông mặc bộ vest cắt may vừa vặn, trên cổ tay đeo đồng hồ Rolex nổi tiếng, cầm một ly trà lam sơn cực phẩm, từ từ thưởng thức. Ngũ quan không tính là quá tinh tế, nhưng được cái tự nhiên, kết hợp lại với nhau, cho người ta một loại cảm giác như tắm trong gió xuân, đôi mắt của anh ta luôn nhìn Lý Khinh Hồng ở đối diện, giống như nhìn một bảo vật. Nhìn sang Lý Khinh Hồng ở đối diện, toàn bộ sự tập trung đều đặt trên chiếc máy tính xách tay trước mặt, trên chiếc máy tính đang phát live stream buổi đấu thầu. Sau khi cô nhìn thấy Vương Nhất đại diện nhà họ Lý lên sân khấu, đầu tiên là lông mày nhíu lại, sau đó nội tâm tĩnh lặng dấy lên một chút gợn sóng. Dáng vẻ lúc làm việc của em thật đẹp, người đàn ông khen ngợi từ tận đáy lòng. Lý Khinh Hồng liếc nhìn anh ta, bình tĩnh nói, Kim Thành Vũ, không có chuyện gì, tôi phải về phòng làm việc đây. Đối với tôi mà nói, nhìn em chính là chuyện quan trọng nhất. Kim Thành Vũ để ly trà xuống, nhìn Lý Khinh Hồng mỉm cười. Tôi nói lại lần nữa, tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa có con rồi. Trên gương mặt lạnh lùng của Lý Khinh Hồng hiện lên sự sắc lạnh, chán ghét nói, tôi không có hứng thú với anh. Từ chối thẳng thừng như vậy khiến sắc mặt của Kim Thành Vũ chợt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Khinh Hồng, em đừng lừa tôi. Em chỉ là vào 5 năm trước một tên khốn vấy bẩn mà thôi, căn bản không có chồng gì cả, chuyện này giới thượng lưu của Thiên An đều biết. Soạt, lời này vừa dứt, dường như chạm vào vảy ngược của Lý Khinh Hồng, sắc mặt hoàn toàn trở lạnh. Vẻ mặt của Kim Thành Vũ dịu lại một chút, an ủi, Khinh Hồng, tôi không để tâm em từng sinh con, thậm chí không để tâm sự tồn tại của Tử Lam, đối xử với con bé giống như ba ruột. Ba ruột sao? Giống như chạm vảy ngược. Thần sắc của Lý Khinh Hồng càng thêm lạnh lẽo, nói từng chữ, xin lỗi, anh không xứng, ba ruột của con bé đã trở về rồi. Nói xong, cô bèn rời khỏi phòng họp. Kim Thành Vũ mặt mày cứng đờ ngồi tại chỗ, trong mắt sớm đã ẩn chứa sát cơ. Lý Khinh Hồng nhanh chóng quay lại văn phòng tổng giám đốc, nhìn chằm chằm bóng dáng của Vương Nhất trong màn hình máy tính. Trong màn hình, đường nét của Vương Nhất rõ ràng, gương mặt sắc lẹm, mẫu nước hoa, thiên sứ. Này khác với các loại nước hoa khác, mọi người không hiểu, nhưng tôi hiểu. Tôi muốn kể cho mọi người một câu chuyện kể về một người chồng bất tài ôm lòng áy náy với vợ. Cô
Cô dán mắt vào màn hình, không hiểu tại sao, lúc này trong lòng của Lý Khinh Hồng cảm thấy căng thẳng khó tả. Câu nói này ẩn chứa tình cảm chân thành của Vương Nhất, nhưng chỉ một câu như vậy, lại gây nên sự mỉa mai rất lớn. Tôi không nghe nhầm chứ, kể chuyện, cậu coi đây là chỗ kể chuyện à? Lẽ nào cậu muốn đi bài tình cảm, làm cảm động giám đốc Điền? Ha ha ha! Nhà họ Lý từ khi nào sa sút đến mức cần bán thảm để lấy sự đồng cảm thế? Các doanh nghiệp cười vang dội, Tôn Lập càng cười không ra nước mắt, trực tiếp đập bàn, không được rồi, cười chết tôi rồi, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người kể chuyện ở buổi đấu thầu. Tên phế vật làm người khác mất hết mặt mũi. Nghe tiếng cười chế giễu mỉa mai, Lý Mộng Đình tức đến nỗi mặt mày tím tái, mặt mũi của nhà họ Lý bị anh ta làm cho mất sạch. Tuy sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc cũng không dễ nhìn, nhưng nói thế nào thì mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Quậy phá, thật là quậy phá. Giám đốc Điền mặt mày xanh mét, buổi đấu giá đang yên đang lành, bị cậu làm cho rối tung rối mù cả lên. Nếu bị Lý Tổng biết thì xong đời. Có người mỉa mai, có người tức giận, cũng có người vui sướng khi người khác gặp họa. Chỉ có vẻ mặt của Vương Nhất vẫn bình tĩnh. Bởi vì anh biết, cô, nhất định đang xem. 5 năm trước, bởi vì nhiều nguyên nhân, anh ta đã tổn thương một cô gái lương thiện không hề quen biết, hại cô ấy gánh chịu số phận đau khổ mà cô ấy không nên gánh chịu, khiến trong lòng anh ta vô cùng áy náy, thề rằng nếu như có một ngày có thể gặp lại, nhất định sẽ dùng phần đời còn lại, đối xử tốt với cô ấy. Nhưng, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, thế giới rộng lớn, muốn lần nữa gặp lại, đâu có dễ dàng. Điều này cũng trở thành một căn bệnh của anh ta, thậm chí anh ta nghĩ, có phải sẽ không còn cơ hội nói ra lời trong lòng nữa hay không? Anh ta hiểu, rõ ràng là lỗi mình phạm phải, tại sao phải để một cô gái không liên quan gánh chịu. 5 năm nay, anh ta luôn nói với bản thân, sẽ có một ngày, thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, con người thích hợp. 5 năm sau, anh ta thành công rút lui, trở về rồi, cũng tìm được cô ấy, chỉ là anh ta bất ngờ phát hiện, cô ấy đã vì anh ta sinh ra một đứa con. Nói đến đây, Vương Nhất cũng không bình tĩnh được nữa, ngay cả giọng nói cũng có hơi run rẩy. Cô ấy không có đặt họ cho đứa trẻ, là vì hy vọng người chồng không tận trước đó, có một ngày có thể trở về, có thể chịu trách nhiệm của một người đàn ông, đứa trẻ giống như thiên sứ, không thể không có ba. Cho đến hôm nay, anh ta mới hiểu, cô gái anh ta từng tổn thương trước kia, vĩ đại cỡ nào, anh ta nợ cô ấy, cả đời này cũng không trả hết. Ở đây... Tôi muốn thay người chồng khốn nạn không tận chức trách đó nói một tiếng, xin lỗi. Sau đó, Vương Nhất cúi người trước máy quay, giọng nói run rẩy, thật sự rất xin lỗi, hại hai mẹ con chịu khổ rồi. Không có ai chú ý, khi Vương Nhất cúi người, một giọt nước mắt trong suốt cũng theo đó mà rơi xuống. Hiện trường là một tĩnh lặng, mọi người nhìn nhau. Lý Mộng Đình cũng trợn to mắt, con sao cảm thấy. Câu chuyện này, giống như bản thân anh ta vậy. Không thể nào, sẽ không có người phụ nữ nào nguyện ý sinh con cho loại phế vật này. Châu Mỹ Ngọc lại mang vẻ mặt đầy khinh thường. Đối với cô mà nói, đứa trẻ là thiên sứ trong sinh mệnh, mà đối với người chồng khốn nạn đó mà nói, cô ấy và con của cô ấy, đều là thiên sứ trong sinh mệnh. Vương Nhất tiếp tục nói, anh ta sẽ dùng mọi thứ để bảo vệ hai người, cho dù bỏ cả mạng sống. Bụp! Trong văn phòng tổng giám đốc, Lý Khinh Hồng cả người run rẩy tắt máy tính đi, cúi đầu, hai tay dùng tay túm tóc của mình. Rõ ràng đã khóc nức không thành tiếng, nhưng vẫn quật cường kìm nén không bật khóc. Khốn kiếp, đồng thời, trong miệng không ngừng mắng chửi. 5 năm trước, cô mới 22 tuổi. Lại trùng hợp bị bắt cóc chung với Vương Nhất, mất đi trinh tiết. Tối hôm đó, chính là thời gian cô có tỷ lệ thụ thai cao nhất, quả nhiên, cô phát hiện mình mang thai. Không ai biết lúc đó cô sợ hãi như nào, cô muốn phá bỏ, nhưng lại không nhẫn tâm. Lúc đó chính là lúc công ty mới đi vào quỹ đạo, cũng là khoảng thời gian tăm tối nhất của cô. Vô số lần giật mình tỉnh từ trong mơ, vô số lần nửa đêm lén rơi lệ, ngất xỉu nhiều lần ngay cả khi mang thai còn đi làm. Đứa con, là thiên sứ của cô, là tất cả của cô. Đây chính là câu chuyện đằng sau sản phẩm mới, thiên sứ, đại diện cho con gái của Lý Khinh Hồng. Vương Tử Lam. Hội trường buổi gọi thầu, Điền Thịnh lại hừ lạnh một tiếng, kể xong chưa? Kể xong rồi, Vương Nhất khôi phục sự bình tĩnh. Vậy còn không cút, Điền Thịnh quát lớn. Các doanh nghiệp cũng đồng loạt hoàn hồn, bỏ đá xuống giếng.
Cậu chuyện không tồi, tôi cảm thấy cậu có thể bán thảm ở trên phố, tuyệt đối kiếm được tiền. Muốn bán thảm để đổi lấy sự đồng cảm, thật không biết đầu óc của cậu ta chứa cái gì, ngu xuẩn. Ở trong những tiếng mỉa mai, Vương Nhất từ từ đi xuống sân khấu. Thật là làm mất hết mặt mũi của nhà bà đây. Sắc mặt của Lý Mộng Đình rất khó coi, nhà họ Lý làm nên lịch sự, là doanh nghiệp đầu tiên kể chuyện trong buổi đấu thầu, chuyện này nhất định sẽ trở thành trò cười của Thiên An. Lúc này, Tôn Lập đi tới, tiếp tục mỉa mai, tôi nói này bà Châu, bà nghĩ thế nào lại để tên phế vật như vậy lên sân khấu thế? Chẳng lẽ bà biết không thể trúng thầu nên mới phá thêm? Mặt của Châu Mỹ Ngọc đen giống như đít nồi, hằn học trừng mắt với Vương Nhất, nhất thời, cũng có hơi hối hận khiến để Vương Nhất lên sân khấu. Bà ta vốn cho rằng, Vương Nhất nhiều nhất sẽ nói một ít phương án thiết kế không ra sao thôi, không ngờ anh căn bản không có ý định này, trực tiếp đi lên kể chuyện. Các bạn bè doanh nghiệp, buổi đấu thầu ngày hôm nay kết thúc tại đây. Giám đốc Điền lần nữa đi lên sân khấu, tuyên bố nói, phương án của các vị đều rất sốc lòng, chúng tôi đều nhìn thấy, đương nhiên, trừ một nhà ra. Cả hội trường vang lên tiếng cười. Nhà này, ngoài nhà họ Lý thì còn có thể là ai? Trong lòng tôi đã có một bản ứng viên đã qua vòng xét duyệt đầu tiên, lát nữa tôi sẽ in thành danh sách, mời Lý Tổng xem, 2 giờ chiều ngày mai, Lý Tổng sẽ tuyên bố đối tác hợp tác cuối cùng. Cuộc đấu thầu kết thúc, một số doanh nghiệp lũ lượt rời khỏi hội trường. Vương Nhất cũng định rời đi, nhưng vừa đi ra khỏi cửa của tòa nhà quốc tế thì bị Lý Mộng Đình gọi lại. Vương Nhất, anh đứng lại cho tôi. Vương Nhất dừng bước chân, quay đầu nhìn, còn có chuyện sao? Anh nói ngược lại thật nhẹ nhàng. Lý Mộng Đình mặt mày cực kỳ phẫn nộ, cười lạnh một tiếng, nhìn chuyện tốt anh làm đi, lần đấu thầu của nhà họ Lý chúng tôi bị anh phá nát, tôi nhất định sẽ nói chuyện này cho ba, anh là tội nhân của nhà họ Lý. Vương Nhất sửng dưng nhún vai, tùy các người. Anh! Phản ứng của Vương Nhất khiến Lý Mộng Đình có hơi nghẹn lời. Mộng Đình, đừng quan tâm cậu ta đã bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Châu Mỹ Ngọc lạnh lùng liếc nhìn Vương Nhất, kéo Lý Mộng Đình lên một chiếc xe rồi rời đi. Vù! Chiếc xe nhanh chóng lao đi, bụi bay mù mịt, Vương Nhất lập tức lùi lại mấy bước. Sắc trời tối dần, gió thổi đến, cũng lạnh hơn không ít. Vương Nhất định bắt taxi rời đi thì két một tiếng, lại có một chiếc xe dừng ở trước mặt. Cửa xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Tuy trước đó đã nhìn, nhưng nhìn lại, Vương Nhất vẫn cảm thấy kinh diễm. Khinh Hồng, vẻ mặt của Vương Nhất kinh ngạc. Ba, hàng ghế sau cũng lộ ra một cái đầu nhỏ đáng yêu, giọng nói non nớt gọi Vương Nhất đầy thân mật. Lên xe, Lý Khinh Hồng lạnh lùng nói. Đi đâu, trái tim của Vương Nhất đập thình thịch. Chỉ thấy đôi môi đỏ của Lý Khinh Hồng mấp máy, nhả ra hai chữ khiến người khác khát khao. Nhà tôi, mẹ con Lý Mộng Đình vừa vào cửa nhà. Tất cả mọi người của nhà họ Lý vốn ngồi ở trong phòng khách đều không hẹn mà cùng đứng dậy. Như thế nào, có hy vọng không? Hai, Châu Mỹ Ngọc ngập ngừng muốn nói lại thôi, cũng không nói gì, chỉ dài dài với vẻ mặt ảm đạm. Mộng Đình, có phải là không lý tưởng lắm không? Bác hai Lý Thiên Hạo nhìn thoáng qua thì nhìn ra sơ hở, lo lắng nói. Còn không phải do tên Vương Nhất kia. Lý Mộng Đình trợn ngược mắt, nếu không phải anh ta phá rối. Nhà họ Lý chúng ta cũng không đến mức trở thành trò cười của mọi người. Tiểu Nhất đã làm cái gì? Nhắc đến Vương Nhất, thân sắc của Lý Thiên Dương trở nên lo lắng, nó đang ở đâu? Không xảy ra chuyện gì chứ? Anh ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Anh ta chính là có ý muốn hại chết chúng ta. Lý Mộng Đình thêm mắt dặm muối nói lại một lượt đầu tiên sự việc. Vương Nhất, lại là tên Vương Nhất đáng chết này. Sao lại như oan hồn thế? 5 năm trước hại chúng ta bị nhà họ Kim chèn ép, bây giờ lại làm hỏng chuyện đấu thầu, chúng ta là kiếp trước nợ cậu ta sao? Tôi không nhịn nổi nữa, tôi phải đi tìm người xử cậu ta. Nhất thời, tiếng mắng chửi vang lên. Chỉ có biểu cảm của Lý Thiên Dương rất phi diệu, trầm ngâm một lúc này mới hỏi, Tiểu Nhất thật sự làm như vậy sao? Mẹ con tôi còn có thể lừa ông chắc. Châu Mỹ Ngọc hùng hồn nói, cái tên Vương Nhất đó làm hỏng chuyện đấu thầu của chúng ta. Tôi cảm thấy nên đuổi cậu ta ra khỏi nhà họ Lý. Lời này vừa dứt, mọi người đều phụ họa vào. Em đồng ý, cùng quan điểm. Thấy nhiều người đứng về phía bà ta như vậy,
trên mặt Châu Mỹ Ngọc nở nụ cười lạnh, sau đó nhìn sang Lý Thiên Dương. Nhiều người muốn đuổi Vương Nhất như vậy, người làm gia chủ như ông, tóm lại không thể đi ngược chiều nhỉ. Tất cả yên lặng. Lông mày của Lý Thiên Dương nhíu lại, rơi vào trong sự trầm mặc. Một lát sau mới cất tiếng, bây giờ kết quả đấu thầu còn chưa có, nói chuyện này còn quá sớm, ngày mai tôi và Mộng Đình, Mỹ Ngọc cùng nhau đến hội trường, đợi có kết quả rồi thảo luận tiếp. Tan họp. Nói xong, ông ta đi lên tầng, để lại Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình với vẻ mặt ngây ngốc ở dưới tầng. Bọn họ nhìn ra rồi, Lý Thiên Dương vẫn có ý bảo vệ cho Vương Nhất. Vậy thì đợi thêm một ngày. Sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc âm trầm, cười lạnh nói, ngày hôm có kết quả, tôi xem ông nói thế nào nữa. Lý Khinh Hồng lái xe vào một tiểu khu cao cấp có tên Tử Viên. Sau khi xe đỗ ở gara, Lý Khinh Hồng mở miệng, vào đi. Cảm ơn, Vương Nhất đi vào với cảm xúc lẫn lộn. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm anh đi vào trong nhà của phụ nữ, đây lại là người anh nhung nhớ suốt 5 năm, nói không kích động căng thẳng là giả. Trẻ con ngủ rất sớm, sau khi ăn cơm tối xong chưa đến 9 giờ thì Vương Tử Lam đã ngủ thiếp. Không có trung tâm kết nối Vương Nhất và Lý Khinh Hồng như Vương Tử Lam, bầu không khí của hai người trở nên rất không tự nhiên. Nhất là Lý Khinh Hồng, cô có ý thức rất mạnh về lãnh thổ, chưa từng mời đàn ông nào vào trong nhà của mình, càng đừng nói một người đàn ông vừa mới quen như Vương Nhất. Cho dù, anh là người chồng cô chưa từng gặp mặt, ba của con gái cô. Vẫn là do Vương Nhất ngẩng đầu, cười ngại ngùng, anh tưởng rằng, em sẽ không quan tâm anh. Câu này làm cho Lý Khinh Hồng trực tiếp ngẩn người, anh không muốn đến. Đương nhiên không phải. Vương Nhất vội vàng xua tay, cẩn thận nói, anh chỉ là... ngạc nhiên. Tại sao không phản kích? Giọng điệu của Lý Khinh Hồng đầy lạnh lẽo. Vì vậy, Lý Khinh Hồng uống một ngụm trà. Vương Nhất, cô Nhi, do Lý Thiên Dương nhận nuôi, thanh mai trúc mã với Lý Mộng Đình, con gái của Lý Thiên Dương, 5 năm trước nhà họ Lý gặp nguy cơ kinh tế, anh làm con rể, gả, đến nhà họ Kim, trở thành chồng của Kim Thúy Như, nhưng đã đảo hôn ngay ngày đám cưới, sau đó mất tích 5 năm, tôi nói không sai chứ. Em điều tra anh sao? Thần sắc của Vương Nhất hơi thay đổi. Tôi càng muốn gọi là, tìm hiểu hơn. Ánh mắt của Lý Khinh Hồng rất bình thản, tôi hy vọng ba của Tử Lam có thể dũng cảm một chút. Vương Nhất cười khổ, so đo từng tí một với bọn họ, chẳng phải sẽ hạn chế bản thân mình hay sao? Tôi lên tầng đây, Lý Khinh Hồng chuẩn bị đi lên tầng. Khinh Hồng. Vương Nhất vội vàng đứng dậy, cổ họng chuyển động lên xuống, nặn ra một câu cứng nhắc, 5 năm qua em sống như thế nào? Cơ thể của Lý Khinh Hồng chợt run rẩy, trầm mặc một lúc, cô nói, khá tốt. Vương Nhất nhìn bóng lưng của Lý Khinh Hồng, bỗng nhiên mở miệng, xin lỗi. Cơ thể của Lý Khinh Hồng lần nữa run rẩy, vô thức xoay mặt đi, không dùng dư quang nhìn Vương Nhất. Buổi chiều em chắc nghe thấy lời anh nói rồi, đó đều là lời thật lòng của anh. Vẻ mặt của Vương Nhất rất thẳng thắn, nói, 5 năm nay, người anh có lỗi nhất, chính là em. Anh có thể nói cho em biết 5 năm nay anh đã làm gì? Anh đi làm lính, để có một ngày có thể trở về, để che gió chắn mưa cho em, có chút trách nhiệm, không nên để mẹ con các em chịu đựng. Bịch bịch bịch. Sau khi Vương Nhất nói xong, Lý Khinh Hồng giống như chú thỏ bị hoảng sợ, nhanh chóng chạy lên tầng. Bụp. Còn đóng mạnh cửa lại. Nhìn một màn này, trên mặt Vương Nhất, cũng nở nụ cười khẽ. Vạn eo, đi vào phòng khách nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nhất tỉnh dậy từ rất sớm. Tuy đã giải ngũ, nhưng là kỷ luật của quân nhân vẫn còn, đúng 6 giờ thì tỉnh. Không ngờ, Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam dậy còn sớm hơn. Ba, bế. Nhìn thấy Vương Nhất ra khỏi phòng, Vương Tử Lam lập tức giang tay về phía Vương Nhất. Thấy con gái nhớ ba như vậy, Lý Khinh Hồng có hơi ghen. Cô và Vương Tử Lam chung sống 5 năm, cũng chưa thấy Vương Tử Lam dính cô như vậy. Sau khi ăn sáng xong, Lý Khinh Hồng đưa Vương Tử Lam đến trường mẫu giáo, Vương Nhất cũng rảnh rang thoải mái. Reng reng. Lúc này, điện thoại đổ chuông, Lãnh Nhận gọi đến. Thiếu chủ, chuyện anh bảo tôi tra, tôi đã tra được rồi. Lãnh Nhan cung kính nói, Tổng Giám đốc Tôn Lập của tập đoàn Ẩn Long mấy năm nay quả thật đã làm không ít chuyện phạm pháp, tùy ý đưa ra một mục thì có thể khiến anh ta ngồi tù vài năm. Sắc mặt của Vương Nhất vẫn rất bình tĩnh. Vậy thì giao cho cô phụ trách rồi. Vâng, thiếu chủ.
2 giờ chiều, Vương Nhất đúng giờ đi vào hội trường đấu thầu, lúc này tất cả mọi người đều đến đủ. Điều khiến Vương Nhất ngạc nhiên là Lý Thiên Dương vậy mà cũng đến rồi, chỉ có điều tâm trạng không tốt, hút thuốc phì phèo. Yo, đây không phải là đại vương kể chuyện Vương Nhất của chúng ta hay sao? Lúc này, Tôn Lập cười híp mắt đi tới, hôm nay định kể cho chúng tôi thể loại chuyện gì đây? Anh ta nói rất lớn tiếng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, không ít các doanh nghiệp đều cười. Tiểu Nhất, bỗng nhiên, bên cạnh truyền tới một giọng nói quen thuộc. Vương Nhất quay đầu nhìn, Lý Thiên Dương dẫn Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đi tới. Hừ, còn có mặt mũi đến. Lý Mộng Đình khinh thường hừ một tiếng, quay mặt đi, không muốn nhìn thấy gương mặt này của Vương Nhất. Vương Nhất không đặt trong lòng, mỉm cười chào hỏi, ba, bớt hút thuốc, không tốt cho sức khỏe. Được, được, không hút. Lý Thiên Dương mỉm cười dập tắt điếu thuốc, Tiểu Nhất, ba nghe nói cả rồi, là con chữa khỏi cho ba. Chuyện nhỏ thôi ạ. Lý Thiên Dương vừa muốn hỏi Vương Nhất 5 năm nay đã đi đâu, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, thần sắc lại trở nên ủ rột sầu não. Sao vậy, ba, Vương Nhất hỏi. Hai, còn không phải là chuyện đấu thầu hay sao? Lý Thiên Dương thở dài, Tiểu Nhất à, con hôm qua hồ đồ quá. Vương Nhất lại mỉm cười, không hề lo lắng, ba, ba tin con không? Lý Thiên Dương không biết Vương Nhất tại sao lại nói như vậy, nhưng vẫn gật đầu tin. Vậy thì chờ xem, con tuyệt đối sẽ không làm chuyện tổn hại nhà họ Lý. Khi nói chuyện, một người phụ nữ xinh đẹp đầy chuyên nghiệp đi lên sân khấu, giám đốc Điền ngày hôm qua giống như đàn em đi theo đằng sau cô. Tôi là Tiêu Giao thư ký của văn phòng tổng giám đốc, sau đây, tôi sẽ tuyên bố kết quả đấu thầu. Cả hội trường lập tức trở lên yên lặng, Điền Thịnh đứng ở đằng sau Tiêu Giao gật đầu với Tôn Lập, khiến Tôn Lập thở phào. Có giám đốc Điền ở đó, anh ta trở thành người hợp tác, gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tôn Lập mặt mày rạng rỡ chỉnh áo sơ mi và cà vạt, chuẩn bị bất cứ lúc nào. Lý Thiên Dương lại lo lắng đến mức toát mồ hôi tay, nếu lần này không trúng thầu, vậy thì nhà họ Lý của ông ta thật sự xong đời rồi. Có điều, bởi vì Vương Nhất hôm qua gây rối một trận, khả năng thành công đã gần như bằng không. Sau nhiều lần sàng lọc của Lý Tổng, cuối cùng chọn ra một công ty làm đối tác, người đó chính là... Tiêu Dao nở nụ cười chuyên nghiệp, dừng lại một chút. Tất cả mọi người đều nín thở, mông của Tôn Lập đã ung dung rời khỏi ghế ngồi. Nhà họ Lý, công ty Áo Tân. Tiêu Dao tuyên bố, chúng ta hãy dùng những tràng vỗ tay nồng nhiệt, mời người đại diện của nhà họ Lý lên sân khấu. Không có ai vỗ tay, càng không có ai lên tiếng. Tất cả các doanh nghiệp dường như bị ngây dại trong nháy mắt, tập thể mất đi khả năng ngôn ngữ. Tôn Lập giống như bị sét đánh, nụ cười trên mặt đột nhiên đông cứng lại, biến thành một cái mặt nạ da người đầy tinh tế. Anh ta hoàn toàn ngốc rồi. Không phải nên làm anh ta hay sao? Sao lại là nhà họ Lý? Bên phía nhà họ Lý, Lý Thiên Dương trải qua cả niềm vui lẫn nỗi buồn, đến nay cũng chưa phản ứng lại. Mà mẹ con Lý Mộng Đình thì giống như gặp ma giữa ban ngày, ngay cả hồn vía cũng mất. Chỉ có Vương Nhất từ đầu đến cuối đều luôn nở nụ cười ung dung, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Anh khẽ vỗ vào tay của Lý Thiên Dương, nhắc nhở, ba, lên sân khấu phát biểu. Lý Thiên Dương lúc này mới phản ứng lại, kích động đến mức không thể nói mạch lạc, thành công rồi, vậy mà thật sự thành công rồi. Ông ta đi lên sân khấu bắt tay với Tiêu Dao, nhìn trông cả người như trẻ ra 10 tuổi. Không, tôi không phục. Dưới sân khấu, Tôn Lập đứng bật dậy, mặt mày cực kỳ tức giận, bao che, đây là bao che. Dựa vào đâu mà người trúng thầu không phải là tôi chứ? Phải đó, thư ký Tiêu, có phải nhầm lẫn ở đâu không? Ở một bên, Điền Thịnh cũng toát mồ hôi hột hỏi. Ngày hôm qua, anh ta đã đưa một bản danh sách thông qua xét duyệt đầu tiên cho Lý Tổng, rõ ràng đã ra sức tiến cử tập đoàn Ẩn Long, hơn nữa không có tên của nhà họ Lý, sao người trúng thầu lại là nhà họ Lý chứ? Nghe vậy, ánh mắt của Tiêu Dao có hơi lạnh, lời nói vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Đây là quyết định của Lý Tổng, lẽ nào các người đang nghi ngờ Lý Tổng sao? Không, không dám, Điền Thịnh lập tức nhụt chí. Tiêu Dao lại lạnh lùng liếc nhìn Tôn Lập, Lý Tổng không chọn Ẩn Long của các anh, đương nhiên là các anh có chỗ làm không đủ tốt, lấy đâu ra kiểu nói bao che. Nếu anh còn dám nói linh tinh, đợi nhận thư của luật sư đi. Thư của luật sư?
Lời này vừa dứt, không chỉ Tôn Lập bị dọa giật mình, các doanh nghiệp khác cũng kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Đây là khả năng quan hệ công chúng của Lệ Tinh, một chuyện bé như hạt đậu cũng có thể gây ra khó khăn cho bạn, tuy Ẩn Long là công ty lớn, nhưng so với Lệ Tinh, lại như trời với đất. Cạch! Vào lúc này, cửa của hội trường bỗng bị đẩy ra, có một đội cảnh sát mặc đồng phục đi vào. Người cầm đầu là một nữ cảnh sát tư thế hiên ngang và một mái tóc sạch gọn. Cô ta rút ra thẻ điều tra, ánh mắt sắc lẹm quét qua mọi người, tôi là Bạch Yến thuộc phân cục cảnh sát Thiên An, ai là Tôn Lập? Đội hình lớn như vậy, trực tiếp đã dọa ngây tất cả các doanh nghiệp tham gia đấu thầu, ngay cả Tiêu Giao kiểm soát đại cục, cũng không ngờ sẽ có cảnh sát xông vào. Tôi, là tôi, làm sao vậy? Tôn Lập mặt mày mờ mịt, không hiểu chuyện gì mà đứng dậy. Cạch! Bạch Yến đi tới trước mặt Tôn Lập, không nói hai lời lập tức còng hai tay của Tôn Lập lại, giọng điệu lạnh nhạt, chúng tôi nghi ngờ anh liên quan tới hành vi lừa đảo rửa tiền, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Cái gì? Tôn Lập chợt lo lắng, cảnh sát Bạch, có phải có hiểu lầm gì không, tôi không phải làm sai chuyện gì cả. Anh có quyền giữ im lặng, đưa đi cho tôi. Không đợi Tôn Lập nói xong, Bạch Yến đã quát một tiếng, cho người dẫn Tôn Lập đi. Nếu nói trước đó nhà họ Lý trúng thầu, mọi người chỉ sửng sốt, vậy thì chuyện Tôn Lập bây giờ bị đưa đi đã phủ lên một tầng mây mù dày đặc trong ý nghĩ của mọi người. Ngay phút trước Tôn Lập đấu thầu thất bại, ngay phút sau thì bị cảnh sát đưa đi, đây là trùng hợp sao? Người ở đây đều không phải là kẻ ngốc, rất nhanh đã thấp thoáng cảm nhận được một sự thật, có người bảo vệ nhà họ Lý. Có vở kịch nhỏ này, một số doanh nghiệp không có nán lại thêm nữa, rất nhanh thì rời đi. Tiêu Giao quay đầu liếc nhìn Điền Thịnh, nói, Lý Tổng tìm anh. Tim của Điền Thịnh đập thình thịch, Lý Tổng tìm tôi làm cái gì? Khóe miệng của Tiêu Giao nở một nụ cười lạnh, Lý Tổng rất dị ứng với tập đoàn Ẩn Long, anh lại luôn vô tình hoặc hữu ý tạo thế cho Ẩn Long, anh nói tìm anh làm gì? Soạt! Lời này vừa dứt, sắc mặt của Điền Thịnh bỗng chốc trở nên tái nhợt. Tiêu Giao xoay người lại, lấy ra một văn kiện đưa cho Lý Thiên Dương. Đây là hợp đồng hợp tác của hai bên, ngài xem thử, nếu không có vấn đề gì thì ký tên ở đây. Được, được. Lý Thiên Dương cảm kích nhận lấy hợp đồng, nghiêm túc đọc, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới ký tên của mình. Sau khi đưa trả một bản cho Tiêu Giao, Lý Thiên Dương lại nói, thư ký Tiêu, thật sự rất cảm ơn, có thể nhờ cô chuyển lời tới Lý Tổng được không, nếu tiện thì tối nay cùng nhau ăn bữa cơm. Xin lỗi, Lý Tổng rất bận. Tiêu Giao cười ái ngại, khéo léo từ chối, lại liếc nhìn Vương Nhất ung dung tự tại ngồi dưới sân khấu, nói, nếu thật sự muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn anh Vương. Lời này vừa dứt, bất luận là Lý Thiên Dương hay mẹ con Lý Mộng Đình, đều không thể tin nổi mà nhìn sang Vương Nhất. Hợp tác vui vẻ. Sau khi bắt tay xong với Lý Thiên Dương, Tiêu Giao đã rời khỏi hội trường, để lại ba người nhà họ Lý đang mờ mịt. Tiểu Nhất, con nói thật cho ba, con sao lại làm được? Lý Thiên Dương nhìn Vương Nhất, nghiêm túc hỏi. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đến bây giờ cũng chưa thể hoàn hồn, trước đó đánh chết bọn họ cũng không tin Vương Nhất có thể làm được. Vương Nhất nhún vai, kể chuyện làm cảm động Lý Tổng. Bỗng chốc, hai mẹ con Lý Mộng Đình tức đến nỗi mặt mày đỏ bừng, làm sao không nghe ra Vương Nhất đang mỉa mai hai mẹ con bọn họ. Phải biết, trước đó là hai mẹ con bọn họ la hét kịch liệt nhất, bây giờ gói thầu đã được nhà họ Lý lấy được. Điều này không khác gì tát mạnh một cái vào mặt hai mẹ con bọn họ. Có điều này không quan trọng nữa. Lý Thiên Dương mặt mày rạng rỡ, cười sảng khoái, tốt, tốt, Tiểu Nhất, ba quả nhiên không nhìn nhầm con. Lại nói với Châu Mỹ Ngọc, còn không mau đi tìm nhà hàng đặt một bàn, hôm nay là ngày vui của nhà họ Lý, buộc phải chúc mừng. Được, được. Châu Mỹ Ngọc cười không tự nhiên, rút điện thoại ra chuẩn bị đặt nhà hàng. Con không đi đâu. Vương Nhất lại bất thình lình nói, con đã bị đuổi khỏi nhà họ Lý rồi, Mộng Đình và dì Mỹ Ngọc đã nói, không cho phép con bước vào cửa lớn của nhà họ Lý nên con đi trước đây. Nói xong, anh đi ra khỏi hội trường, khiến cho mặt mày của Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc lập tức thay đổi. Vương Nhất, anh cậu, con người của hai mẹ con sắp trào ra máu, hận không thể ăn thịt anh. Tên khốn này là cố ý. Sắc mặt của Lý Thiên Dương đã u ám đến mức có thể vắt ra nước, bỗng nhiên, tát mạnh một cái vào mặt của Lý Mộng Đình. Bốp! Rất nhanh, nửa bên mặt của Lý Mộng Đình sưng vù lên, để lại năm dấu tay rõ ràng.
Cái đồ không làm được lên công trạng gì, chỉ phá hoại là giỏi, còn có tư cách gì đuổi Tiểu Nhất đi chứ? Không kịp đề phòng bị Vương Nhất tát một cái, Lý Mộng Đình trực tiếp ngây người. Đợi sau khi cô hồn hoàn, hai mắt đỏ ngầu, ba, cô vậy mà đánh con. Cô ta không dám tin, người ba từ bé chưa từng đánh cô ta, vậy mà vì một tên phế vật mà đánh cô ta. Ông điên rồi, nó là con gái của ông. Châu Mỹ Ngọc cũng lo lắng, kéo lấy Lý Thiên Dương, nhưng lại bị hất ra. Nó chính là được chiều từ bé đến lớn mới biến thành cái tính tình tồi tệ như hiện nay. Lý Thiên Dương ngay cả Châu Mỹ Ngọc cùng mắng, bớt nói nhảm, tôi mặc kệ hai người dùng cách gì, quỳ xuống cũng được, dập đầu cũng được, đều phải kêu Tiểu Nhất quay về, nếu không thì đừng trở về nữa. Nói xong, cũng mặc kệ hai mẹ con ẩn long mà rời khỏi hội trường. Sắc mặt của hai người lúc đỏ lúc trắng, khó coi cực điểm. Đặc biệt là Lý Mộng Đình, hôm qua cô ta còn bảo Vương Nhất mãi mãi đừng trở về, bây giờ lại phải trườn cái mặt đi cầu xin anh trở về. Cô ta không thể mất mặt trước người này. Con không đi, cô ta ôm chặt nửa bên má còn hơi đau, tức giận nói. Vẫn là Châu Mỹ Ngọc hiểu sự lợi, hại trong đó, kéo tay của Lý Mộng Đình, khuyên nhủ, mẹ cũng không muốn đi, nhưng tình thế ép người, không ngờ tên phế vật này thật sự là ăn may, thật sự để cậu ta trúng thầu. Bây giờ xé rách mặt với cậu ta không có bất kỳ lợi ích gì cả, bà con cũng là đồ không có lương tâm, đi bênh người ngoài, chúng ta trước tiên mời cậu ta về nhà, chỉ cần cậu ta còn phạm sai lầm, chúng ta vẫn có thể đuổi cậu ta ra ngoài, cần giờ phải vội vàng nhất thời. Lý Mộng Đình đã bị thuyết phục, chỉ có thể cắn môi uất ức nói, vậy được. Nói rồi, hai mẹ con bọn họ cũng đi ra khỏi tòa nhà quốc tế, muốn tìm kiếm bóng dáng của Vương Nhất, nhưng Vương Nhất sớm đã đi mất rồi. Lý Mộng Đình rút điện thoại ra gọi điện cho Vương Nhất, lại truyền đến tiếng thông báo, số máy quý khách gọi không tồn tại. Lý Mộng Đình tức giận dậm mạnh chân, tên phế vật chết tiệt này. Cùng lúc này, trên đường lớn, một chiếc Rolls Royce màu đen chạy bình ổn, xe cộ xung quanh đều tránh né, lũ lượt nhường đường cho nó. Vương Nhất ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, người lái xe vẫn là Lãnh Nhan, cô ta cung kính bẩm báo, thiếu chủ, Tôn Lập đã khai hết. Bao gồm cả chuyện bán bí mật thương nghiệp của tập đoàn Ẩn Long. Nhưng do không có bằng chứng, bên phía nhà họ Kim đã phủi sạch quan hệ. Tôi biết rồi. Vương Nhất lạnh nhạt đáp lại, vốn cũng không trông mong một Tôn Lập nhỏ nhoi có thể lật đổ Kim Thúy Như. Hơi trầm tư, Vương Nhất lại hỏi, chuyện đám cưới chuẩn bị như nào rồi? Thưa thiếu chủ, tất cả đều thuận lợi, dựa theo căn dặn của anh, Nặc Danh thông báo cho tất cả gia tộc thượng lưu có danh vọng ở toàn Thiên An. Lãnh Nhan nói, chỉ thiếu một chiếc nhẫn kim cương, 6 giờ tối, Tân Giang hội dưới trướng nhà họ Kim sẽ tổ chức một buổi đấu giá, trong đó có chiếc nhẫn kim cương đắt giá và lớn nhất trong 3 thành phố G, thành phố C và thành phố T. Nghe vậy, ánh mắt của Vương Nhất lóe lên, đến Tân Giang hội. Màn đêm buông xuống, Tân Giang hội bắt đầu kinh doanh. Một chiếc xe Rolls Royce màu đen khiêm tốn chạy vào bãi đỗ xe. Xung quanh đỗ đầy các loại siêu xe. Từ vài tỷ đến vài chục tỷ, nhưng so với chiếc xe này, bỗng trở nên lu mờ không ít. Bởi vì, chỉ biển số xe A88888 kia, đủ để bỏ xa những chiếc xe này mười mấy con phố. Cửa xe mở ra, một thanh niên mặc vest dáng người cao ráo, sắc mặt lãnh khốc từ trong xe bước xuống, chính là Vương Nhất. Lãnh Nhan lúc này đã thay một bộ lễ phục cúp ngực màu đen, bớt đi một chút sát khí dã tính, nhiều thêm một chút phong vị của phụ nữ hiếm thấy. Rất đẹp, Vương Nhất mỉm cười nói. Mặt của Lãnh Nhan đỏ ửng, ánh mắt tham lam lén nhìn Vương Nhất. Cô Lãnh Nhan, cô đến rồi. Lúc này, một người trung niên chạy tới đón, nở nụ cười nói, tôi đợi cô rất nhiều rồi rồi. Lãnh Nhan trở lại dáng vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt đáp lại. Người đàn ông trung niên đó đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên thấy Vương Nhất đứng ở bên cạnh Lãnh Nhan, bỗng chốc vẻ mặt kinh hãi, cậu chính là vị đại nhân kia nhỉ. Ông là ai? Vương Nhất không biết người trung niên này. Tôi tên Hồ Hoàng Việt, cậu gọi tôi là Tiểu Hồ là được. Người trung niên cười rồi nói, tôi đã trả tiền mua tòa nhà quốc tế, một chút quà mọn, thể hiện chút thành ý. Bây giờ may là không có ai, nếu như để người khác nhìn thấy, người giàu nhất Thiên An vậy mà khom lưng cúi người như vậy, tuyệt đối sẽ lên tin tức. Ồ! Vương Nhất lạnh nhạt gật đầu, hỏi, ông là môn hạ của ai? Nghe vậy, Hồ Hoàng Việt càng hạ thấp mình, là thành viên của Thương hội Hồng Ưng.
Thương hội Hồng Ưng. Vương Nhất cân nhắc một hồi, sau đó có chút ấn tượng, thương hội do Thương Si trong nước Hát Thất Si sáng lập. Nước Hát Thất Si, mỗi một người đều là ông trùm của từng lĩnh vực, nhưng không ai ngờ, bảy người này đều từng chịu ơn của một người. Người này, chính là Vương Nhất. Cậu Vương, tôi đã đặt phòng bao tiêu chuẩn cao nhất cho cậu, ngoài ra, nếu cậu nhìn chúng cái gì thì cứ nói với lão Hồ tôi. Hồ Hoàng Việt vỗ ngực nói. Không cần, ông thấy tôi giống người thiếu tiền sao? Vương Nhất lạnh nhạt nói, ông chỉ cần giúp tôi gọi số là được. Hồ Hoàng Việt nghe xong cũng cười ngại ngùng, được. Một nhóm người đến tới một phòng bao kín phía trên hội trường đấu giá, người bên trong có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài lại không nhìn được bên trong. Có thể nhìn thấy, rất nhiều bảo vật có giá trị liên thành được đưa lên bục đấu giá, các phú thương lũ lượt cạnh tranh giá, vô cùng náo nhiệt. Nhưng Vương Nhất vẫn không nhúc nhích, bởi vì đồ anh muốn chưa tới. Sau đây, vật phẩm sẽ đấu giá là một chiếc nhẫn kim cương nặng 5 carat với viên kim cương Nam Phi được gọi là Thượng Đế Quỷ Bảo, nước mắt của thần Venus, giá đấu giá là 300 tỷ. Tiếng búa gõ vang lên, Vương Nhất ngay lập tức mở mắt ra, liếc nhìn Hồ Hoàng Việt, giơ hai ngón tay. Hồ Hoàng Việt lập tức hiểu ý, nhập giá. Vị khách phòng số không trả 600 tỷ. Giá này vừa ra, bên dưới yên lặng như tờ. Ngay lập tức nâng giá lên gấp đôi. Là kiểu buộc phải có được sao? Vào lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. 750 tỷ. Vị khách số phòng 8 trả 750 tỷ. Vương Nhất giơ ba ngón tay. Hồ Hoàng Việt gọi giá, 900 tỷ. 1050 tỷ. Vẫn là giọng nói đó. Thần sắc của Vương Nhất hơi trở lạnh, hỏi, người ở phòng số 8 là ai? Anh buộc phải có được nước mắt của thần Venus, đâu thể để cho người khác tranh với anh được. Hồ Hoàng Việt cân nhắc một hồi, nói, hình như là cậu cả Kim Thành Vũ của nhà họ Kim, cũng có hứng thú với chiếc nhẫn kim cương này, phải đấu giá rồi tặng cho người phụ nữ trong lòng. Sắc mặt của Vương Nhất vẫn lạnh nhạt, liếc nhìn Lãnh Nhan. Lãnh Nhan gật đầu, sau đó nhập 13 con số. Bỗng chốc, người đấu giá ở bên dưới trở nên điên cuồng. Trời ạ, vị khách ở phòng số không trả 3.000 tỷ, còn có thể có cái giá cao hơn 3.000 tỷ nữa không? Lần này, giọng nói đó không vang lên nữa. 3.000 tỷ lần thứ nhất, 3.000 tỷ lần thứ hai, 3.000 tỷ lần thứ ba. Người bán đấu giá gõ búa, chúc mừng nước mắt của thần Venus thuộc về vị khách ở phòng số 0. Chúng ta đi. Đấu giá được kim cương máu, Vương Nhất không tiếp tục nán lại nữa, trực tiếp rời khỏi phòng bao. Nói thật, ngoài nước mắt của thần Venus ra, những thứ khác, anh thật sự không nhìn chúng. Phòng bao số 8. Sắc mặt của Kim Thành Vũ u ám đến mức có thể vắt ra nước. Ở địa bàn của mình bị người khác cướp mất đồ anh ta nhìn chúng, điều này đối với anh ta mà nói là một loại sỉ nhục. Vị khách trong phòng bao số không đó là ai? Kim Thành Vũ hỏi với giọng điệu bất thiện. Ông chủ của Tân Giang hội toát mồ hôi lạnh, cậu cả, là người giàu nhất Thiên An, Hồ Hoàng Việt. Soạt! Trong nháy mắt, trong mắt Kim Thành Vũ nổi lên sát cơ mãnh liệt, Hồ Hoàng Việt, giỏi lắm Hồ Hoàng Việt. Vậy mà dám đối đầu với tôi. Trong một đêm, tin tức một vị phú hào thần bí ở trong buổi đấu giá Tân Giang đã dùng 3.000 tỷ đấu giá được nước mắt của thần Venus đã truyền khắp cả Thiên An. Tất cả mọi người đều muốn tìm được vị phú hào thần bí đó, tùy tiện ném ra 3.000 tỷ, khiến người khác kinh ngạc và cảm thán. Tại Hồ Hoàng Việt làm hỏng chuyện tốt của tôi. Tập đoàn Kim Thị, Kim Thành Vũ đập mạnh xuống bàn, tức giận nói. Đối diện của anh ta có một người phụ nữ trầm tĩnh giống như trích tiên, tuy mặc vest công sở, nhưng vẫn không che đậy được khí chất cổ điển trên người, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Chỉ có mình Hồ Hoàng Việt thì sẽ không dám tranh với anh. Sắc mặt của Kim Thành Vũ hơi thay đổi, em út, ý của em là. Kim Thúy như mỉm cười mà không nói, chỉ rút ra một tấm thiệp cưới được làm rất kỹ lưỡng, đưa đến trước mặt Kim Thành Vũ. Đám cưới nặc danh này, anh đại diện nhà họ Kim đi. Thời gian 3 ngày, càng lúc càng có nhiều gia tộc ở Thiên An nhận được thiệp mời cưới nặc danh. Điều khiến người ta sửng sốt, nhà họ Lý vậy mà cũng được mời. Khi nhận được thiệp mời, tất cả mọi người đều có một loại trạng thái sửng sốt. Đây là đám cưới của ai, ngay cả tên cũng không viết một chữ. Lý Thiên Hạo cầm thiệp mời, đọc đi đọc lại. Không biết đám cưới của ai, nhưng địa điểm đám cưới là ở Thiên An Nhất Hào, đó là nhà hàng du thuyền xa hoa bậc nhất Thiên An.
một bàn đã 300 triệu. Hai mắt Châu Mỹ Ngọc sáng quắc nhìn tấm thiệp mời này, nói, cặp đôi này hẳn là phú hào khiêm nhường nào đó nên đã tổ chức tiệc ở nhà hàng du thuyền. Hừ, theo tôi thấy, bà đúng là có cái nhìn của đàn bà. Lý Thiên Dương lại hừ lạnh một tiếng, quả thật, thân phận của cặp này không bình thường, nhưng bọn họ tại sao lại mời chúng ta? Nhà họ Lý chúng ta đã sắp không xong rồi. Lời của Lý Thiên Dương khiến mọi người bình tĩnh trở lại. Quả thật, muốn mời cũng phải mời hào môn của Thiên An, nhà họ Lý dựa vào đâu được mời chứ? Bỗng nhiên, Lý Mộng Đình dường như nhớ ra điều gì đó, lấy tờ báo 3 ngày trước ra, nói, mọi người có biết chuyện 3 ngày trước có người đã bỏ ra 3.000 tỷ mua nước mắt của thần Venus Thượng Đế Quỷ Bảo không? Mọi người lũ lượt gật đầu. Đương nhiên biết, phung 3.000 tỷ mua kim cương máu, tin tức đã truyền khắp Thiên An rồi. Con cảm thấy, người kết hôn chắc chính là vị phú hào thần bí đã dùng 3.000 tỷ mua nước mắt của thần Venus này. Lý Mộng Đình nghiêm túc, còn lý do mời chúng ta, có phải là vì nhà họ Lý có chút liên quan tới người đó không? Lời này vừa dứt, mọi người ngẩn người một lúc, đồng loạt trở nên kích động. Nếu là như vậy, vậy nhà họ Lý chúng ta có hy vọng quật khởi rồi. Bác cả Lý Sung kích động nói, nếu có thể quen biết vị đại phú hào này, cộng thêm cuộc hợp tác với tập đoàn Lệ Tinh, nguy cơ của nhà họ Lý chúng ta đương nhiên sẽ biến mất. Lý Thiên Dương cũng gật đầu, nói, nếu thật sự giống như những gì Mộng Đình nói, vậy là tốt nhất. Vậy đám cưới này, chúng ta có đi không? Đi, không những phải đi, còn phải móc nối quan hệ với cặp đôi này. Ánh mắt của Lý Thiên Dương trở nên kiên định, chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát, đến Thiên An Nhất Hào. Mọi người của nhà họ Lý đồng loạt động thân. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc cũng xoay người trở về phòng định trang điểm sửa soạn. Hai người đợi một chút. Lý Thiên Dương bỗng gọi Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc lại, chuyện tôi bảo hai người xin lỗi tiểu nhất, như thế nào rồi? Nụ cười trên mặt Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình lập tức đông cứng. Con và mẹ là muốn đi xin lỗi, nhưng anh ta không nghe điện thoại của mẹ con. Lý Mộng Đình nói không tự nhiên. Mặt mày của Lý Thiên Dương cũng trở nên khó coi. Xem ra tiểu nhất là thật sự giận chúng ta rồi, lần sau gặp, nhất định phải xin lỗi cho tôi. Được. Sắc mặt của hai mẹ con khó coi khó tả. Thiệp mời gửi cho nhà họ Lý tổng cộng chỉ có 3 tấm, cho nên sẽ do gia đình Lý Thiên Dương tham gia đám cưới này. Ngày hôm đó, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền chạy trên con đường dẫn tới bến tàu Thiên An, một buổi đấu giá với giá cao ngất trời, gần như đã thu hút tất cả hào môn của Thiên An tới. Cùng lúc này, Vương Nhất đứng ở bên bến tàu Thiên An, đằng sau anh là một chiếc du thuyền xa hoa cực lớn. Nhìn thời gian, Vương Nhất rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Alo. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Khinh Hồng, đang làm gì vậy? Ánh mắt của Vương Nhất trở nên vô cùng dịu dàng. Lý Khinh Hồng trầm mặc một lúc, nói, vừa đón Tử Lam tan học. Vậy vừa hay, hai người không cần về nhà. Đến Thiên An Nhất Hào đi. Vương Nhất nói. Đến Thiên An Nhất Hào làm cái gì? Lý Khinh Hồng nghi hoặc nói. Dường như nhớ ra điều gì đó, giọng điệu của cô có hơi lạnh. Vương Nhất, nếu anh muốn mời tôi ăn cơm, không cần đến Thiên An Nhất Hào, anh có biết một bàn của Thiên An Nhất Hào phải mấy chục triệu không? Đừng hỏi nữa, đến là được rồi. Vương Nhất vẫn không có giải thích nhiều. Cân nhắc một hồi, Lý Khinh Hồng cuối cùng cũng đồng ý, 20 phút sau sẽ tới. Cúp máy, trên gương mặt Vương Nhất có vài phần âm trầm. Vương Nhất, anh ở nơi như này làm cái gì? Bỗng nhiên, đằng sau truyền đến một tiếng sửng sốt. Vương Nhất quay đầu nhìn, Lý Thiên Dương dẫn mẹ con Lý Mộng Đình từ trong xe bước xuống, đi về phía bên này. Người nói chuyện là Lý Mộng Đình. Tiểu Nhất, con sao lại ở đây? Lý Thiên Dương lại rất vui mừng, thậm chí có chút bất ngờ nhìn Vương Nhất. Bỗng như nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt chợt đanh lại, quay đầu ra lệnh cho hai mẹ con Lý Mộng Đình, còn không mau xin lỗi. Sắc mặt của Lý Mộng Đình trở nên rất khó coi, trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng vẫn gắng mà nói, xin lỗi. Tiểu Nhất, con vẫn là trở về đi. Châu Mỹ Ngọc ngược lại thì nở nụ cười, mẹ làm như vậy cũng là vì tốt cho nhà họ Lý, bây giờ nguy hiểm của nhà họ Lý đã giải trừ, con cũng có thể trở về rồi. Tuy nhiên, Vương Nhất vẫn mang vẻ mặt bình thản, Thể diện của mẹ con Lý Mộng Đình mất sạch. Một tiếng ừm, là có ý gì?
chấp nhận hay không chấp nhận? Vương Nhất lại nhìn sang Lý Thiên Dương, nói, ba, khoảng thời gian này con phải lo cho sự nghiệp của con, nhưng con sẽ thường xuyên đến thăm ba. Ẩn ý rất rõ ràng, tôi không trở về. Lý Thiên Dương có chút thất vọng, nhưng vẫn vỗ vai của Vương Nhất, người có chí sẽ thành công, đây là chuyện tốt, nhưng đừng quên thường xuyên về thăm nhà. Đó là đương nhiên. Thích đến thì đến, ai thèm chứ? Thấy Vương Nhất vậy mà dám từ chối mình, Lý Mộng Đình bỗng có hơi cáu kỉnh. Châu Mỹ Ngọc vội vàng kéo cô ta lại, rút ra một tấm thiệp cưới được làm rất kỹ lưỡng, đưa cho Vương Nhất xem, nhìn thấy không, chúng tôi là đến Thiên An Nhất Hào tham dự đám cưới, anh thì sao? Không biết, tôi chỉ là đợi người ở đây. Vương Nhất khẽ mỉm cười. Đợi người ở Thiên An Nhất Hào, anh biết đây là nơi nào không? Lý Mộng Đình cũng tìm lại được cảm giác ưu việt, bật cười mỉa mai, đây không phải nơi tùy tiện bất cứ ai cũng có thể bước vào, ăn một bữa cơm anh có biết phải tốn bao nhiêu không, 90,120 triệu là thấp nhất. Rất rõ ràng, cô ta coi Vương Nhất thành một kẻ nghèo mơ tưởng muốn bước vào Thiên An Nhất Hào. Các người quen cặp đôi sắp kết hôn ngày hôm sau? Vương Nhất bỗng hỏi. Câu hỏi này trực tiếp khiến mẹ con Lý Mộng Đình sững người, bọn họ sao biết được chứ? Mặc kệ có quen biết hay không, cũng không phải là nơi cậu có thể bước vào, không về nhà họ Lý, cậu cứ đợi uống gió Tây Bắc đi. Mẹ, đừng quan tâm tên phế vật này, chúng ta đi. Nói xong, Lý Mộng Đình vênh váo cùng với Châu Mỹ Ngọc đi lên du thuyền của Thiên An Nhất Hào. Vương Nhất tiếp tục chờ đợi. 10 phút sau, một chiếc xe thương vụ dừng ở bến tàu. Một mỹ nữ băng lãnh mặc đồ công sở màu đen bế một cô bé như tượng tạc xuống xe. Ba. Vừa nhìn thấy Vương Nhất, cô bé lập tức tụt xuống chạy về phía Vương Nhất. Chạy chậm thôi, cẩn thận ngã. Lý Khinh Hồng gọi ở đằng sau. Ánh nắng chiều màu vàng chiếu lên góc nghiêng gương mặt hoàn mỹ của cô ta, lạnh lùng cao quý, lại tràn ngập ánh sáng của tình mẹ. Nhìn cặp mẹ con này, trái tim của Vương Nhất cũng sắp bị hòa tan. Ba. Bế. Vương Tử Lam giang hai tay ra. Lý Mộng Đình bế Vương Tử Lam lên, Lý Khinh Hồng đi tới, hỏi, nói đi, gọi chúng tôi đến Thiên An Nhất Hào làm cái gì? Vương Nhất mỉm cười nói, đây là một bí mật. Bí mật sao? Lông mày của Lý Khinh Hồng nhướn lên, sau đó nhíu chặt lại, anh có phải ở bên ngoài gây ra phiền phức gì rồi không? Vương Nhất lắc đầu, nhìn vào đôi mắt to lạnh lùng của Lý Khinh Hồng, nghiêm túc nói, anh muốn bảo đảm với em một chuyện. Anh rất yêu em. Lý Khinh Hồng không quen được một người đàn ông dùng loại ánh mắt này nhìn ở khoảng cách gần, cô lập tức khẽ đẩy Vương Nhất ra, đây là nơi công cộng. Lúc này, một người đàn ông đeo kính dáng vẻ như giám đốc đi tới trước mặt Lý Khinh Hồng, lịch sự hỏi, xin hỏi là cô Lý Khinh Hồng sao? Là tôi, anh là. Lý Khinh Hồng quay đầu lại, hỏi. Khi nhìn thấy dung mạo của Lý Khinh Hồng, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, rất hạ mình. Tôi là Tổng Giám Đốc của Thiên An Nhất Hào, cô gọi tôi là Tiểu Đồng là được. Có chuyện gì sao? Trong mắt Lý Khinh Hồng xẹt qua một tia kinh ngạc. Giám Đốc Đồng cũng không nói, chỉ lịch sự mời, cô Lý, mời đi theo tôi. Giám Đốc Đồng dẫn Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam đến lối đi dành cho khách quý. Lý Khinh Hồng quay đầu liếc nhìn Vương Nhất, dường như đang dùng ánh mắt hỏi anh. Vương Nhất cho cô một ánh mắt yên tâm. Lý Khinh Hồng lúc này mới bế Vương Tử Lam đi vào Thiên An Nhất Hào. Dưới sự dẫn dắt của một nữ phục vụ mặc sườn xám màu xanh, đi vào một căn phòng xa hoa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Lý Khinh Hồng bỗng ngây người. Váy cưới, trang sức, cả căn phòng đầy váy cưới và trang sức. Đủ các kiểu dáng mẫu mã. Mỗi một mẫu đều là đặt làm riêng, phiên bản giới hạn, nhìn thoáng qua là biết nó được bàn ra từ tay của các nghệ nhân nổi tiếng. Ngoài những cái này ra, còn có 2-3 chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc, đã đợi nhiều giờ. Bọn họ đứng dậy, khẽ cúi người trước Lý Khinh Hồng, cô Lý, chúng ta bắt đầu thôi. Lý Khinh Hồng mãi không thể hoàn hồn, vô thức dùng tay bịt miệng của mình lại. Cô nhớ tới lời hứa mà Vương Nhất đã hứa với cô trước đó. Anh sẽ tặng cho một đám cưới muộn 5 năm. Giám đốc Đồng đi tới trước mặt Vương Nhất, khẽ cúi người, cậu Vương. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vương Nhất hờ hững gật đầu, sau đó nhìn chiếc du thuyền xa hoa cực lớn của Thiên An Nhất Hào, khóe miệng khẽ cong lên. 5 năm trước, em vào lúc anh tồi tệ nhất không có rời xa. 5 năm sau, anh trả cho một đám cưới thế kỷ, bảo vệ em một đời bình an.
hôn lễ được cử hành ở tầng lộ thiên của du thuyền. Gió sông bạt ngàn, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh sắc rực rỡ của Thiên An lúc về đêm. Nếu trong lòng còn ôm vài mỹ nhân tuyệt sắc thì nhân sinh còn gì tuyệt vời hơn. Đây chính là điểm hút khách của Thiên An nhất hào. Ba người nhà Lý Thiên Dương bước vào khu vực lộ thiên. Nơi nơi toàn là nam thanh nữ tú quần là áo lượt, họ tụ tập thành từng nhóm để trò chuyện. Ai trong số này mà không phải là cậu ấm hay cô chiêu của các gia đình quyền quý, bình thường muốn gặp cũng không được. Lý Thiên Dương tìm thấy chỗ ngồi của nhà họ Lý, ngạc nhiên là chỗ của bọn họ lại ở phía trước, thuộc vị trí trung tâm. Điều này khiến không ít gia tộc bất mãn, dựa vào cái gì mà một gia tộc sắp phá sản lại được ngồi ở vị trí trung tâm. Cũng không còn sớm nữa, mẹ, con đi dạo một vòng trước nhé. Lý Mộng Đình háo hức nhìn quanh. Ừ, Châu Mỹ Ngọc đồng ý. Nhưng rồi bà ta đột nhiên nhớ gì đó, liền nghiêm túc dặn dò cô ta, Mộng Đình, con phải nắm chắc cơ hội này đó. Ở đây toàn là cậu ấm nhà giàu và con của quan lại quyền quý. Nếu con có thể làm thân với vài người thì càng tốt. Lý Mộng Đình cười ngọt ngào, mẹ cứ yên tâm, con đã sửa soạn kỹ lưỡng rồi mà. Hừ, không biết ai mang tới một con sói mắt trắng biết người biết mặt nhưng không biết lòng nữa. Lý Thiên Dương hừ lạnh. Châu Mỹ Ngọc biết Lý Thiên Dương đang nói đến chuyện Trần Cảnh, bà ta không nhịn được, ở đây nhiều người như thế, đương nhiên sẽ có lúc nhìn nhầm thôi. Hơn nữa, tiểu nhất mà ông lúc nào cũng xem trọng đó, 5 năm trước cũng đảo hôn đấy thôi. Bây giờ quay lại cũng chỉ là đồ phế vật. Nói tới cuối, giọng điệu của Châu Mỹ Ngọc có mang chút mỉa mai. Sắc mặt của Lý Thiên Dương cũng không tốt, chỉ hừ một tiếng. Nói tới thằng phế vật đó, không biết lại đi đâu rồi. Châu Mỹ Ngọc được đằng chân lên đằng đầu, tiếp tục luyên thuyên, nó mà muốn bước chân vào Thiên An nhất hào thì đúng là không biết lượng sức. Reng reng reng. Lúc này, chuông điện thoại của Lý Thiên Dương vang lên. Nhìn thấy tên trên màn hình, Lý Thiên Dương liền trở nên trịnh trọng, ngữ kính cũng có phần tôn kính, alo, thư ký Tiêu à. Ngài Lý, thay mặt tập đoàn Lệ Tinh, chúng tôi có vài yêu cầu cần nhà họ Lý tuân thủ. Một giọng nữ lạnh nhạt truyền qua ống nghe. Vâng vâng vâng, nhất định tôi sẽ tuân thủ. Lý Thiên Dương liên tục gật đầu. Ai vậy? Châu Mỹ Ngọc ngạc nhiên. Thư ký Tiêu của Lệ Tinh, bên đó muốn đưa ra vài yêu cầu cho chúng ta. Lý Thiên Dương nói tiếp, trong vòng 3 ngày, chúng ta phải sửa xong phương án thiết kế bao bì cho thiên sứ. Trong vòng nửa tháng phải tìm được một nữ diễn viên phù hợp để làm người đại diện. Điều cuối cùng là người hợp tác đại diện nhà họ Lý phải là tiểu nhất, những người khác đều không được. Cái gì? Hai điều đầu tiên còn có thể chấp nhận, nhưng nghe tới yêu cầu cuối cùng, Lý Mộng Đình không nhịn được mà hét lên, tại sao? Đã thống nhất là hạng mục này sẽ do ba chúng ta phụ trách rồi cơ mà. Sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc cũng rất tệ, hạng mục này có rất nhiều lợi ích có thể chia chác, nếu như vậy, chẳng lẽ họ không ăn được chút gì sao? Cũng không còn cách nào khác, ai bảo Lệ Tinh là người cầm trịch. Lý Thiên Dương nói tiếp. Tôi sẽ nói chuyện với tiểu nhất để thằng bé giúp đỡ, ấy. Nếu biết sớm thì đã thêm thằng bé vào rồi, chỉ tại hai người tham lam. Nghe thế, Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình đều xấu hổ, trong lòng có chút hối hận. Cậu cả Kim đến. Lúc này, một người đàn ông cao to tuấn tú bước vào, hắn như mặt trăng giữa trời sao, vừa vào liền bị rất nhiều cậu ấm và cô chiêu vây quanh. Thiên An có tứ đại hào môn, Kim, Thẩm, Nhan, Lương. Ba nhà còn lại đều không tới, chỉ có mỗi nhà họ Kim tới. Vậy nên Kim Thành Vũ nghiễm nhiên trở thành ngôi sao sáng nhất của bữa tiệc. Gần như tất cả mọi người đều muốn tạo quan hệ tốt với Kim Thành Vũ. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên hơn cả là Kim Thành Vũ lại được xếp chung bàn với nhà họ Lý. Khoảnh khắc ánh mắt hai bên giao nhau, mọi người đều sững sờ. Kim Thành Vũ là người đầu tiên phản ứng lại, hắn nheo mắt nhìn Lý Thiên Dương. Ông nói xem đây có phải là oan gia ngõ hẹp không nhỉ? Hừ, Lý Thiên Dương lạnh mặt, không thèm đáp lời. Nghe nói nhà họ Lý mấy người vừa cướp một hạng mục đấu thầu từ miệng chúng tôi. Giỏi lắm. Trong mắt Kim Thành Vũ lóe lên một tia sắc bén, hắn lạnh lùng nói, có tôi ở đây, nhà họ Lý mấy người đừng hòng hoàn thành xong hạng mục. Lời vừa dứt, vẻ mặt của ba người Lý Thiên Dương liền tái hẳn đi. Chuyện đấu thầu vẫn khiến nhà họ Kim tức giận sao? Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình bước ra sân khấu,
không ngờ đó lại là giám đốc Đồng của Thiên An Nhất Hào. Anh ta nhìn tất cả mọi người rồi mỉm cười, tôi rất vui khi được đảm nhận trọng trách chủ hôn cho hai vị cô dâu chú rể, đây là một trong những ngày đáng tự hào nhất trong cuộc đời tôi, và tôi sẽ không bao giờ quên. Điều đáng tiếc nhất trên đời là bỏ lỡ vận mệnh, nhưng điều đáng nhớ nhất trên đời cũng chính là tái hợp vận mệnh. Giám đốc Đồng tự biên tự diễn, chất giọng ấm áp cộng với tiếng nhạc dịu êm khiến bầu không khí trở nên nổi bật. 5 năm trước, khi đang ở dưới vực thẳm cuộc đời thì anh gặp được em đã giao cho anh tất cả. 5 năm sau, anh huy hoàng trở về với ước nguyện biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Sau đây, mời cô dâu và chú rể tiến vào lễ đường. Âm nhạc liền thay đổi thành bản hành khúc hôn lễ trang nghiêm. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc cũng vỗ tay nhưng nét mặt của họ hơi kỳ lạ. Mẹ, sao con thấy câu chuyện này giống câu chuyện Vương Nhất kể trong buổi đấu thầu thế? Mẹ cũng thấy như vậy. Châu Mỹ Ngọc gật đầu nhưng với vẻ mặt thoải mái, theo mẹ thấy, thằng nhãi Vương Nhất chắc là nghe lỏm đâu đó rồi dùng trộm thôi. Cũng đúng. Sắc mắt Lý Mộng Đình trở lại bình thường, cô ta tiếp tục vỗ tay kịch liệt. Tối nay, chắc chắn cô ta phải làm thân với chú rể mới được. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số ánh chớp bắn thẳng về phía trước. Nơi ánh sáng hội tụ, một bóng người xinh đẹp từ từ bước ra. Cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng lấp lánh, đuôi váy dài quét trên mặt đất, giống như một tiên nữ thuần khiết vừa hạ phàm. Trên đầu là một chiếc vương miện kim cương, khiến cô trở thành cô gái rực rỡ nhất nơi này. Trong tay cô còn ôm một cô bé như được chạm khắc bằng ngọc hồng. Cô bé mặc một chiếc váy do Pronovius thiết kế riêng, chân mang một đôi giày công chúa màu trắng, còn đội cả vòng hoa tươi trên đầu. Trông cô bé như một thiên thần nhỏ. Đó chính là Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam. Lý Khinh Hồng nhìn thẳng về phía trước, còn cô bé cũng không sợ người lạ, mở to mắt nhìn xung quanh, dù đây là lần đầu trên bé tham dự hôn lễ. Lúc này, tất cả mọi người đều dồn mắt về phía mẹ con Lý Khinh Hồng. Lý Tổng, thì ra cô dâu là Lý Tổng của tập đoàn Lệ Tinh. Lý Thiên Dương sững sờ, hoài nghi nhìn cô gái xinh đẹp giữa ánh đèn lộng lẫy kia. Mẹ con Lý Mộng Đình như vừa gặp quỷ, không ngờ cô dâu lại là Lý Khinh Hồng. Tất cả mọi người có mặt đều vỗ tay, trừ Kim Thành Vũ trán nổi đầy gân xanh, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Giám đốc Đồng cười với Lý Khinh Hồng, cô Lý, mời cô bước lên đài quan sát, chú rể đang ở đó đợi cô. Được, Lý Khinh Hồng mỉm cười gật đầu, cô bước lên đài quan sát trong vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ. Tiệc tối lộ thiên của Thiên An Nhất Hào, ngoài hội trường làm tiệc ra thì còn có cả đài quan sát, cách mặt đất tầm 10 mét. Đứng cao nhìn xa, ở trên đài quan sát, bạn có thể thu toàn bộ cảnh đêm của Thiên An vào mắt. Lý Khinh Hồng bước vào thang máy đi lên đỉnh của đài quan sát. Mặt đất được trải một tấm thảm đỏ đắt tiền và trải đầy hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu. Một bóng người cao lớn mặc quân phục đang khoanh tay đứng nhìn khung cảnh thành phố Thiên An lúc về đêm. Lý Khinh Hồng đang định gọi tên Vương Nhất thì phía sông Thiên An lại vang lên một tiếng động lớn. Bùm! Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một chiếc tàu chiến hạm to lớn băng qua sông, vượt sóng vượt gió tiến về phía này. Nếu so sánh với chiếc tàu kia, Thiên An Nhất Hào chỉ nhỏ như một con kiến. Khách khứa trong bữa tiệc còn chưa hết kinh ngạc thì bị một âm thanh khác làm giật mình. Không chỉ có một chiếc tàu chiến, có người hô lên. Bùm bùm! Cả dòng Thiên An như bị đảo lộn, mặt sông rung chuyển dữ dội, 50 tàu chiến hạng sang cỡ hơn 100 mét bao vây Thiên An Nhất Hào. Những sợi xích sắt nối liền con thuyền chiếm đóng toàn bộ sông Thiên An. Trên chiến hạm là một mảng đen kịt, những quân nhân huyết chiến đứng kín bong tàu. Họ vác những khẩu súng lạnh lẽo, mặc quân phục màu xanh đậm tượng trưng cho biển cả mênh mông, lưng giữa thẳng tắp, khuôn mặt sắc lạnh. Họ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trên đỉnh của Thiên An Nhất Hào. Tất cả chờ lệnh. Một luồng sát khí tựa như thiên binh vạn mã, như cơn cuồng phong quét ngang qua dòng Thiên An, khiến Thiên An Nhất Hào nhỏ bé phải rùng mình. Vù vù vù. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, sau tàu chiến là tiếng trực thăng xuyên thẳng tầng mây. 100 chiếc trực thăng xếp thành hình vuông ngay ngắn, bay lượn trên bầu trời. Mỗi chiếc trực thăng đều chở đầy quân nhân. Họ cũng vác súng trên vai, mặc quân phục màu trắng tượng trưng cho bầu trời. Cuối cùng, trên bờ. Không biết từ lúc nào, trên bờ đầy những cỗ xe thiết giáp khổng lồ, cùng hơn chục chiếc xe tăng, tạo thành một dòng thác kim loại,
mang theo sức mạnh áp đảo, chỉ cần dừng trên bờ đã khiến người ta phải lui 100 mét. Từng quân nhân mặc quân phục màu xanh lá cây lần lượt nhảy ra khỏi xe, xếp thành đội hình hình vuông. Mỗi người đều mang khuôn mặt sắc lạnh, khí thế hung hãn. Hải, lục, không quân đều tập hợp. Mỗi đội đều có 10 vị chỉ huy bước ra, nghiêm túc nhìn bóng dáng của người đàn ông bên dưới rồi đồng thanh, chuẩn bị, bắn lên trời. Lời vừa dứt, 50 tàu chiến, 100 trực thăng, 50 thiết giáp và 20 xe tăng đồng loạt chĩa súng lên trời. Đoàng đoàng đoàng. Tất cả binh chủng hải quân, lục quân và không quân cũng chĩa súng lên trời. Nghi thức như thế khiến da đầu tê dại, khiến mọi người hưng phấn không thôi, cũng khiến mọi người không khỏi kêu trời. Hôn lễ của ẩn chủ, hải quân, lục quân, không quân xả súng 3 phút, trời đất cùng chúc mừng. Tên chỉ huy đứng đầu giống lên. Bắn. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, vô số quả đạn pháo bắn thẳng lên bầu trời, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong phút chốc, họ như quay lại thời kỳ mưa bom bão đạn. Trong phút chốc, họ như nghe thấy tiếng chém giết kinh thiên động địa. Trong phút chốc, máu trong người đều sôi sùng sục. 3 phút sau, tiếng súng ngừng lại, pháo hoa đầy màu sắc lập tức bắn lên không trung. Giây tiếp theo, tất cả quân nhân đều hạ súng xuống, đồng loạt hành quân lễ. Lục quân, không quân, hải quân đều đồng thanh hét lớn, chúc mừng ẩn chủ, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Tiếng hét đanh thép không ngừng vang lên hết đợt này sang đợt khác, tạo thành một đợt vang vọng không ngừng. Mắt Lý Khinh Hồng đỏ lên, cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, giọng nói có chút run run. Anh đã làm những điều này vì em à? Ba ơi! Vương Tử Lam lon ton chạy tới. Vương Nhất ôm bé lên, sau đó quay người. Soạt! Lúc này, ánh đèn liền chiếu lên người Vương Nhất. Nhưng khoảng cách quá xa nên mọi người đều không nhìn rõ mặt chú rể. Giờ phút này, trong mắt Lý Khinh Hồng, vóc dáng của Vương Nhất so với bình thường còn hiên ngang hơn rất nhiều, ánh mắt cũng sâu hơn. Anh mặc quân phục, mang đôi giày màu đen. Trên ngực đầy những huy chương màu vàng lấp lánh. Anh dịu dàng cười rồi gật đầu. Anh đã nói rồi, anh sẽ tặng em một hôn lễ khó quên. 5 năm trước, anh đã hứa là sẽ cưới em, bây giờ đã muộn mất 5 năm, xin em hãy tha thứ cho anh. Trong tiếng xì sầm không dứt, Vương Nhất quỳ một chân xuống, tay cầm một chiếc hộp ngọc xinh đẹp. Mở hộp ra, bên trong mà một viên kim cương hồng lấp lánh. Là nước mắt của thần Venus. Trong sảnh. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Vương Nhất nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ của Lý Khinh Hồng, trầm giọng, "Khinh Hồng, gả cho anh nhé." Bùm bùm bùm, tiếng pháo hoa vang lên không dứt. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn lên, pháo hoa nở rồi hợp lại thành một nhóm, xếp thành tên của cô. Lý Khinh Hồng. Oa! Không khí ở hội trường hôn lễ liền sôi trào, mọi người đều muốn nhìn mặt chú rể. Nhưng tiếc là đài quan sát quá cao quá xa. Không ai nhìn rõ được. Pháo hoa khắp thành, lại còn chiếc nhẫn nước mắt của thần Venus trị giá 3.000 tỷ, quá lãng mạn rồi đó. Mấy người phụ nữ quyền quý ngưỡng mộ không thôi. Chỉ riêng nước mắt của thần Venus cũng đủ chiếm được trái tim của mọi cô gái ở đây rồi. Bao gồm cả Lý Mộng Đình. Cô ta nhìn bóng người trên đài quan sát, cả người sắp tan chảy rồi. Cô ta còn ảo tưởng, nếu mình là cô dâu thì tốt biết bao. Chưa kể còn có 3 binh đoàn đến chúc mừng. Lý Thiên Dương nhìn lên rồi lẩm bẩm, có vẻ người đàn ông cùng Lý Tổng kết hôn là dân quân đội. Kinh động cả hải lục không quân, chắc chắn là một nhân vật không tầm thường. Kim Thành Vũ cau mày, rõ ràng hắn ta cũng đoán được chuyện này nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lóe lên một tia hận ý. Ở Thiên An này, nhà họ Kim chẳng sợ ai. Ở một góc Thiên An nhất hào, nơi ánh đèn không chiếu đến có một người phụ nữ mảnh mai đang đứng nhìn. Cô ấy mặc một bộ đồ màu đen ôm sát, như thể hòa vào bóng tối xung quanh, và nếu không nhìn kỹ, bạn sẽ không thể phát hiện ra cô ấy đâu. Lúc này, cô ấy nhìn người đàn ông trên đài quan sát với ánh mắt phức tạp, cô lặng lẽ lau nước mắt. Tâm nguyện của thiếu chủ cuối cùng cũng được hoàn thành rồi. Tách tách, pháo hoa kéo dài thật dài, Vương Nhất vẫn quỳ trước mặt Lý Khinh Hồng. 1 phút, 2 phút, Lý Khinh Hồng vẫn không nói lời nào. Chỉ là, mặt cô đã đẫm nước mắt, lớp trang điểm cũng muốn trôi sạch luôn. Mẹ ơi, gả cho ba đi ạ. Bé đứng cạnh cười tít mắt, liên tục vỗ tay. Lý Khinh Hồng đã khóc tới hoa lê đái vũ rồi.
Đây là đám cưới trong mơ của cô, đủ lộng lẫy, đủ hoành tráng, nghi thức cũng rất lớn. Cô phức tạp nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, là người đàn ông 5 năm trước đã biến mất, là người cô vừa yêu vừa hận. Có vui mừng, có cảm động, cũng có chút kháng cự. Cô lắc đầu cự tuyệt, em xin lỗi. Pháo hoa vẫn đang bắn, trực thăng vẫn đang lượn vòng nhưng đài quan sát lại chìm trong im lặng. Vương Nhất sững sờ, sau đó thất vọng hạ tay xuống, tại sao? Lúc này, toàn thân anh lạnh toát, như rơi vào động băng. Cô bé cũng ngơ ngác nhìn Lý Khinh Hồng, rồi đột nhiên bật khóc. Mẹ không cần ba nữa, mẹ cũng không cần Tử Lam nữa rồi. Nghe vậy, Lý Khinh Hồng lập tức hoảng hốt, cô bế Vương Tử Lam lên rồi đỡ Vương Nhất lên, áy náy giải thích, anh đừng hiểu lầm, là do em vẫn chưa chuẩn bị tốt, chuyện này quá đột ngột rồi. Hiện giờ, anh quá lạ lẫm với em, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Vương Nhất nghe xong liền đứng dậy nắm lấy tay Lý Khinh Hồng. Được, anh đợi em. Vẻ mặt của Lý Khinh Hồng có chút mất tự nhiên, nhưng từ góc độ của những người phía dưới đài quan sát, đây giống như một màn cầu hôn thành công. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mọi người đều nhiệt liệt chúc mừng. Không khó để đoán rằng sau khi danh tính của cô dâu được phơi bày, thị trường kinh doanh của tập đoàn Lệ Tinh sẽ còn được mở rộng hơn nữa. Tôi không đồng ý. Đột nhiên, một giọng nói âm trầm vang lên. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Ánh mắt đồn dồn vào Kim Thành Vũ. Lời này có uy lực khá lớn, mẹ con Lý Mộng Đình ngồi cùng cũng giật cả mình. Những người của gia tộc khác thấy cảnh này cũng nhớ ra gì đó, vội vàng an ủi. Cậu Kim, trên đời muôn hoa cỏ lạ, cần gì phải cứ đơn phương một bông hoa. Đúng vậy cậu Kim, với điều kiện của cậu, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được, cô Lý cũng đã gả cho người khác rồi. Chuyện Kim Thành Vũ thích Lý Khinh Hồng là bí mật người người đều biết. Nhưng Lý Tổng lại bất ngờ kết hôn khiến mọi người không kịp trở tay. Câm miệng hết cho tôi. Kim Thành Vũ đen mặt, tức giận nhìn chằm chằm hai người trên đài quan sát, hắn quát, Lý Khinh Hồng em giỏi lắm, vì muốn gạt tôi mà làm cả hôn lễ giả. Nghi thức hoành tráng thế này, chắc em bỏ cũng không ít tiền nhỉ. Đây là một đám cưới không chút dự báo nào, Kim Thành Vũ không tin không có trò quỷ. Dựa vào năng lực kinh tế của Lý Khinh Hồng, muốn làm một màn hoành tráng như thế cũng không phải là không thể. Lại cùng tỷ phú Thiên An Hồ Nhất Sơn bàn bạc một chút liền mua được nước mắt của thần Venus thôi. Còn chú rể hả, tìm đại ai đó là được, vậy nên mới không lộ mặt. Tất cả cũng chỉ để hoàn thiện một lời nói dối, đó là người đàn ông đã cướp đi sự trong trắng của cô vào 5 năm trước đã trở lại. Nghĩ đến đây, trên trán Kim Thành Vũ nổi lên gân xanh, trong lòng lại hừng hực lửa giận. Giỏi lắm! Hôm nay em muốn kết hôn nhưng tôi cứ không cho em kết hôn đây. Đập cho tôi. Ồ. Kim Thành Vũ vừa nói xong, một nhóm vệ sĩ áo đen được đào tạo bài bản liền xông lên thuyền. Ai dám? Giám đốc Đồng nhìn cảnh này, sắc mặt liền trầm xuống. Người của Kim Thành Vũ còn chưa kịp ra tay, bảo vệ trên Thiên An Nhất Hảo đã lao tới. Hai bên lâm vào thế bế tắc. Có chuyện gì vậy? Lý Khinh Hồng đứng trên đài quan sát nhìn xuống bữa tiệc, cô cau mày hỏi. Có người làm loạn thôi. Vương Nhất bình tĩnh. Vậy có cần báo cảnh sát không? Lý Khinh Hồng sốt ruột. Đừng vội, em đưa Tử Lam vào phòng đi. Vương Nhất dịu dàng nhìn Lý Khinh Hồng, anh đi giải quyết. Không biết vì sao, Lý Khinh Hồng lại tìm được cảm giác an toàn từ người đàn ông xa lạ này. Nhưng cô vẫn lo lắng hỏi, thật sự là không sao chứ? Không sao đâu. Vương Nhất lạnh lùng liếc nhìn Kim Thành Vũ bên dưới, đột nhiên hỏi, hắn là người đã luôn quấy rầy em sao? Lý Khinh Hồng do dự một chút rồi gật đầu. Nhìn mẹ con Lý Khinh Hồng rời đi, Vương Nhất cũng từ cửa sau của đài quan sát đi ra. Lúc này anh vẫn mặc quân phục và đeo trương, sau đó anh đổi thành một bộ vest đen, vô cùng lạnh lùng. Hôn lễ đã xong, tiếp theo là phải giải quyết nợ nần. Phía sau. Lãnh Nhan khoác một thân áo da đã đứng chờ lệnh, kính cẩn cúi đầu với anh. Thiếu chủ, hay là tôi? Giết gà mà cần dao mổ trâu sao? Vương Nhất cười nhạt, gọi Thiết Tân đến là được. Vâng. Lãnh Nhan tuân lệnh rồi lập tức biến mất. Nếu để người thứ ba nghe được đoạn đối thoại này, nhất định sẽ gây ra sóng gió rất lớn. Thiết Tân chính là người đứng đầu khu Thiên An đó. Đồng phục của bảo vệ trên Thiên An Nhất Hào là màu trắng. Hoàn toàn đối lập với những người mặc đồ đen đứng sau Kim Thành Vũ.
giám đốc Đồng đang muốn cản tôi sao? Kim Thành Vũ chậm rãi bước tới, lạnh lùng nhìn giám đốc Đồng, Thiên An Nhất Hào, ông có còn muốn ở đất Thiên An này làm ăn không? Giám đốc Đồng cũng đang chịu áp lực rất lớn, nhưng ông ta vẫn tươi cười, cậu cả Tống, thà phá 10 ngôi miếu còn hơn phá một cuộc hôn nhân. Cậu làm thế có vô lý quá không? Vô lý. Nghe giám đốc Đồng nói thế, Kim Thành Vũ càng thêm giễu cợt, ông đi hỏi con ả Lý Khinh Hồng đó, kết hôn giả để dẫm đạp tình cảm của tôi, thế thì có lý chắc. Mấy người đều bị khuôn mặt của cô ta lừa rồi, mấy người nghĩ cô ta tốt đẹp lắm sao? Cậu cả Kim, có một số chuyện đừng nên nói bừa, nếu không cậu sẽ phải trả giá đó. Thấy Kim Thành Vũ nhục mạ Lý Khinh Hồng, sắc mặt của giám đốc Đồng liền trầm xuống. Đích thân ông ta đón tiếp Vương Nhất, đây là người mà ông ta nhìn mãi không thấu, sao có thể góp vui lấy lệ được. Tóm lại, Lý Khinh Hồng chỉ có thể gả cho tôi, người khác đừng hòng. Kim Thành Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm giám đốc Đồng, nói, biết điều chút đi, đừng tưởng điều hành một cái Thiên An Nhất Hào là ghê gớm lắm, ông có tin ngay ngày mai, tôi sẽ khiến ông phải đóng cửa không? Cậu Kim, cần gì phải ép người như thế? Sắc mặt của giám đốc Đồng rất tệ. Nhà họ Kim muốn làm Thiên An Nhất Hào đóng cửa quả thật là một việc rất dễ dàng. Tôi cứ ép ông đấy, thì sao? Kim Thành Vũ nhìn những người trong gia tộc xung quanh nói, mấy người cũng thấy chỉ có tôi mới xứng với cô Lý đúng không? Sau một khoảng im lặng, người từ các gia tộc khác cũng đầu hàng Kim Thành Vũ. Cậu Kim và cô Lý là tiên đồng ngọc nữ, một cặp trời sinh. Hai người mà không bên nhau thì đúng là vô lý. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc cũng định mở miệng thì bị Lý Thiên Dương chừng một cái, chỉ có thể ngậm miệng. Thấy vậy, Kim Thành Vũ chừng mắt nhìn Lý Thiên Dương, lại là nhà họ Lý mấy người, đây là chán sống rồi sao? Lý Thiên Dương nghiêm nghị, ăn không được thì đạp đổ, loại người như cậu chẳng xứng với Lý Tổng. Nghe Lý Thiên Dương nói xong, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc như kiến bò trên chảo. Những người khác đều nhìn ông như kẻ ngốc. Lông hổ nên vuốt xuôi nhưng nhà họ Lý lại dám vuốt ngược. Xem ra, nhà họ Lý sẽ sớm tiêu tùng rồi. Giám đốc Đồng, uống với tôi một ly nào. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong đám đông. Mọi người quay lại nhìn thì thấy một thanh niên mặc vest đen đi, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Vương Nhất, nhìn thấy người đang đi tới, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc như vừa gặp quỷ, sao cậu lại vào được đây? Bà nghĩ nát óc cũng không ra làm sao thằng nhãi này lại vào được. Vương Nhất làm lơ bọn họ, đi thẳng đến vị trí bên cạnh Lý Thiên Dương rồi ngồi xuống. Ngài Vương, ngạc nhiên là, tổng quản lý của Thiên An Nhất Hào lại kính cẩn ngồi cạnh Vương Nhất. Vương Nhất đưa cho giám đốc Đồng một lý rượu rồi nói, giới thiệu với ông, đây là ba tôi. Giám đốc Đồng vội kính rượu Lý Thiên Dương, ngài Lý, xin ngài lượng thứ vì đón tiếp không chu toàn. Không đâu không đâu. Lý Thiên Dương cũng vội nâng ly, thụ sủng ngược kinh. Một bên khác, thấy giám đốc Đồng quyết không nhường đường, nhưng lại đi đón tiếp người khác, sắc mắt của Kim Thành Vũ đen thêm vài phần. Giám đốc Đồng, thằng nhãi này là ai? Rượu không tệ. Vương Nhất nhấp một ngầm rượu vang rồi nói. Ngài Vương, đây là rượu nho yêu quý của tôi, được sản xuất vào năm 88 đấy. Giám đốc Đồng mặc kệ Kim Thành Vũ. Đồng Vũ. Tôi đang nói chuyện với ông điếc à? Ào! Kim Thành Vũ còn chưa nói dứt câu, Vương Nhất đã đổ cả ly rượu vang lên mặt hắn. Trong phút chốc, rượu vang liền làm ướt đẫm quần áo và tóc của Kim Thành Vũ, vài giọt còn chảy xuống má của hắn. Im lặng! Cả hiện trường đều im lặng. Tất cả mọi người đều trợn mắt không dám tin. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc cũng sững sờ, miệng há to tới mức có thể nhét vừa hai quả trứng. Thằng phế vật này! Dám chọc Kim Thành Vũ. Chưa hết, sau khi đổ rượu, Vương Nhất đã đi thẳng đến chỗ Kim Thành Vũ và tát thẳng vào má anh ta. Bốp! Cái tát kêu vang, má Kim Thành Vũ lập tức sưng lên, năm ngón tay hiện lên rõ ràng. Mở mắt nhìn cho kỹ, tôi là ai? Vương Nhất từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Trước đây, Vương Nhất và hắn luôn đối nghịch nhau, cộng thêm cái tát này nữa, cuối cùng hắn cũng đã nhìn rõ mặt Vương Nhất. Vừa nhìn, Kim Thành Vũ đã lùi lại một bước, cậu là Vương Nhất. Lời vừa dứt, không chỉ mỗi Kim Thành Vũ giật mình mà những người khác cũng rất kinh ngạc. Vương Nhất suýt nữa bước vào nhà họ Kim hồi 5 năm trước đó sao? Tuy nhiên,
không rõ vì lý do gì mà anh đã mất tích một cách bí ẩn ngay trong đêm tân hôn. Không phải cậu ta chết rồi sao? Sao vẫn còn sống vậy? Cậu ta còn dám quay lại Thiên An, dám xuất hiện trước mặt người nhà họ Kim. Tiếng xì xào vang lên tứ phía. Mẹ con Lý Mộng Đình lo lắng tới sắc mặt vặn vẹo, thằng phế vật này, chỉ biết liên lụy chúng ta. Câm miệng. Lý Thiên Dương trừng mắt nhìn hai mẹ con, rồi quay sang Vương Nhất. Ông lờ mờ cảm thấy, người thanh niên non nớt thừa ấy đã thay đổi rất nhiều. Là tôi. Vương Nhất không quan tâm những lời xì xầm, lạnh lùng nói, anh thử nói lại mấy lời nhục mạ Lý Tổng vừa nãy đi. Kim Thành Vũ cũng tỉnh táo lại, hắn đột nhiên cười lớn, thằng nhãi Vương Nhất nhà cậu, giỏi đấy, còn dám quay về Thiên An. Sao, cậu muốn thay ả Lý Khinh Hồng ra mặt à? Ánh mặt Vương Nhất càng thêm lạnh lẽo, anh thử nói lại lần nữa đi. Sau khi bị tát vào mặt, sắc mặt Kim Thành Vũ xanh mét, tôi nói, chỉ có tôi mới xứng với Lý Khinh Hồng, những người khác đều không xứng. Nói xong, ánh mắt của Vương Nhất liền lạnh đi, anh dùng một tay tóm lấy cổ Kim Thành Vũ rồi nhấc hắn lên. Cảnh tượng này khiến mọi người đều sững sờ. Kim Thành Vũ cao tận 1m85, thế mà Vương Nhất chỉ cần dùng một tay đã có thể nhấc lên. Sức mạnh này đáng sợ tới mức nào chứ? Cổ bị bóp nghẹt. Kim Thành Vũ giống như con cá mắc cạn, sắc mặt hắn đỏ bừng. Hắn ta nhìn xuống, chỉ thấy một đôi mắt sửng dưng không chút cảm xúc, giống như đang nhìn vào một cái xác. Giây tiếp theo, Vương Nhất đi đến bên lan can rồi vứt Kim Thành Vũ xuống sông. Một đợt sóng lớn dâng lên, Kim Thành Vũ hét lên như lợn bị cắt tiết. Cứu, với, tôi không biết bơi. Hắn còn chưa nói xong đã chìm xuống. Mẹ ơi! Có mỹ nhân ngư kìa. Trong căn phòng hoa lệ, một cặp mẹ con đang đứng bên cửa sổ, cô bé trong lòng mẹ ngây thơ nói. Mỹ nhân ngư là nữ, còn hắn ta là nam mà. Người mẹ trẻ dịu dàng nói. Mọi người sửng sốt, sau đó giám đốc Đồng phản ứng lại, mau cứu người. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, dù là đội bảo vệ Thiên An Nhất Hào hay là vệ sĩ riêng của Kim Thành Vũ cũng đều vội vàng nhảy xuống sông cứu người. Lý Mộng Đình đi tới trước mặt Vương Nhất, sắc mặt đỏ bừng, tiêu rồi, anh ném Kim Thành Vũ của nhà họ Kim xuống sông Thiên An, nhà họ Kim sẽ không bỏ qua cho chúng ta, anh đúng là con quỷ hại người. Sắc mặt Lý Thiên Dương cũng trở nên lo lắng, nói, đúng vậy, Tiểu Nhất, con vẫn mau mau rời khỏi Thiên An thì hơn, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người. Vương Nhất bình tĩnh cười, ba, cứ yên tâm, con sẽ không sao đâu. Vệ sĩ của Kim Thành Vũ hành động rất nhanh, chưa tới 5 phút đã vớt được Kim Thành Vũ lên bờ. Chỉ có điều, anh ta đã ướt sũng như chuột lột. Lúc được người khác nâng dậy, anh ta thở hổn hà hổn hển, mặt mày tái mét tím bầm. Sông Thiên An vào đêm đông lạnh như băng, suýt chút nữa anh ta đã bị chết cóng. Cậu cả Kim, cậu thấy thế nào? Cậu có muốn tới bệnh viện không? Theo phép lịch sự, giám đốc Đồng vẫn nên quan tâm hỏi thăm một câu. Đến bệnh viện cái rắm ấy. Kim Thành Vũ đẩy giám đốc Đồng sang một bên, chửi ầm lên, Đồng Vũ, ông toi rồi, ngày mai, Thiên An Nhất Hào chuẩn bị đóng cửa đi. Anh ta lại nhìn về phía Vương Nhất, ánh mắt vô cùng oán hận, cậu dám ném tôi xuống ư. Vương Nhất ngồi trên ghế, khẽ lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, cười ha hả nói, xem ra nước sông Thiên An vẫn chưa rửa sạch được miệng anh nhỉ. Tốt, tốt lắm. Không hổ danh là người đàn ông suýt chút nữa cưới được em họ của tôi, quả nhiên rất khác. Kim Thành Vũ bỗng cười phá lên. Toàn trường chìm vào im lặng, chỉ có mình Kim Thành Vũ đứng đó cười lớn, khiến mọi người run rẩy vì sợ. Nhưng còn lâu cậu mới xứng làm đối thủ của em họ tôi. Tiếng cười bỗng nhiên im bặt, nếu không phải em họ khuyên tôi nhớ mang theo nhiều người, nói không chừng đêm nay tôi đã rơi vào tay cậu rồi. Nghe vậy. Nụ cười trên khuôn mặt Vương Nhất cũng tắt dần. Kim Thúy Như, một trong hai vị long phượng của nhà họ Kim, được tôn xưng là nữ gia cát lượng, ngọa long trên thương trường, nhưng đêm nay lại không tới. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là cô ta đã nhìn thấu bản chất của hôn lễ này. Thế nên cô ta mới tùy tiện tìm một người đến thay, người này chính là Kim Thành Vũ. Anh ta nở nụ cười, cậu có thể đánh, nhưng liệu có thể chống lại cả một đám người không? Nói rồi anh ta nhấc điện thoại lên gọi một cuộc. Vương Nhất khẽ lắc đầu, nhìn Kim Thành Vũ bằng ánh mắt thương hại. Thật là một người đáng thương,
đã bị người phụ nữ kia bán lại còn ngốc nghếch đếm tiền dùm cô ta. Kim Thành Vũ như tìm được chỗ dựa, mở miệng khiêu khích, tôi có quen biết với chuẩn úy Tiết Bình ở quân khu, tôi vừa gọi anh ấy đến đây, cậu xong đời rồi. Vương Nhất vừa nghe thấy vậy thì lập tức bật cười, anh nói ai cơ? Kim Thành Vũ còn tưởng Vương Nhất biết sợ, càng thêm phần tự tin, chuẩn úy Tiết, cậu biết sợ rồi sao? Nhưng đã quá muộn rồi. Nụ cười trên môi Vương Nhất càng sâu hơn, trực tiếp ngớ lơ anh ta, một mình nhấm nháp ly rượu vang của bản thân. Lý Thiên Dương đứng bên cạnh sốt ruột không thôi, ông ta tới Thiên An này cũng đã 20 năm, biết rõ ràng người gì không thể đụng vào. Một kiểu là những ông lớn nắm quyền to trong tay, kiểu còn lại chính là người của quân đội. Tiểu Nhất, con vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây đi, tuyệt đối không thể đụng vào người của quân khu đâu. Vương Nhất rót một ly rượu vang đỏ cho Lý Thiên Dương, trấn an nói, nào, hai ba con chúng ta cạn một ly. Lúc này một chuỗi tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau. Một người đàn ông mặc thường phục, mặt mày lạnh lùng dẫn theo một đám người đi tới. Kim Thành Vũ lập tức chạy đến bên người đàn ông lạnh lùng đó, đại ca Tiết, cuối cùng anh cũng tới rồi. Tiết Bình hừ lạnh một tiếng, quát to, ai là Vương Nhất? Chính là tôi, Vương Nhất lười biếng đứng dậy. Chính cậu đã đẩy cậu ấy xuống sông, ánh mắt sắc bén của Tiết Bình nhìn chằm chằm vào Vương Nhất, như muốn xuyên thủng lục phủ ngũ tạng của anh. Đúng vậy, cậu có biết là cậu ấy không biết bơi không? Ánh mắt của Tiết Bình trở nên lạnh lẽo như băng, nói lớn giọng, tôi bắt cậu với tội danh cố ý giết người, cậu có quyền giữ im lặng. Lời này vừa được thốt ra, tất cả mọi người ở đây đều im như hến. Đặc biệt là Lý Thiên Dương, sắc mặt ông ta ngày càng khó coi. Loại tranh chấp dân sự này, gọi cảnh sát tới thì tốt rồi, nhưng cuối cùng lại đao to búa lớn mời người từ quân đội tới, chẳng phải đang lợi dụng quyền lực để trục lợi sao? Kim Thành Vũ nở nụ cười khinh khỉnh, chờ Vương Nhất bị còng tay lên đồn. Đây chính là kết cục của việc chống đối lại anh ta. Nhưng đang lúc Tiết Bình chuẩn bị bắt Vương Nhất, dưới cầu thang bỗng vang lên tiếng cãi lộn ồn ào. Mấy tên đàn ông vạm vỡ say khướt một tay cầm bình rượu, tay kia khoác lấy nhau, thất tha thất thểu đi tới nơi này. Trong số bọn họ, có người khoe rằng năm 18 tuổi đã ngủ quên không đi thi đại học, có người than thở mấy hôm trước tính tìm một cô gái để chơi đùa lại suýt chút nữa bị bắt được, có người anh em còn lợi hại hơn, rượu xông lên não, lớn tiếng ồn ào, chuyện của các người chưa là gì. Hôn lễ năm đó suýt chút nữa là tôi ngủ được với cô dâu rồi, tôi không phải chú rể, nhưng tôi lại ngủ được với cô dâu, ha 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 ha. Giọng nói rất lớn, ngoại trừ Vương Nhất, tất cả mọi người đều cau mày, ngay cả Tiết Bình cũng khẽ nhíu mày. Nhưng anh ta cũng không quan tâm mấy, tiếp tục đi tới chỗ Vương Nhất. Ba người gặp nhau, đám đàn ông vạm vỡ này bỗng đẩy mạnh Tiết Bình sang một bên. Cút qua một bên, đừng chắn đường của ông đây. Vì quá bất ngờ không kịp đề phòng nên Tiết Bình bị đẩy ngã lăn ra trên mặt đất. Còn những gã kia thì hình như không hề nhận ra mình vừa đẩy ngã người khác, cứ thế ngồi bệt xuống đất. Nên đấm nhau thì đấm, nên uống rượu thì uống rượu, còn nếu say thì chỉ việc ngồi lăn ra đất ngủ. Cực kỳ kiêu ngạo, Tiết Bình phẫn nộ bò dậy từ dưới đất, trong mắt chợt lóe sự tàn độc ám, một chân đá mạnh vào mông người đàn ông đang ngủ khò khò kia. Mau đứng dậy. Mày vừa đụng phải tao đấy biết không? Một cú này trực tiếp đá người đàn ông kia lăn một đoạn dài. Đám đàn ông vạm vỡ uống rượu rồi vung tay múa chân kia bỗng trở nên im lặng, chỉ lát sau lại như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục uống rượu và múa máy. Nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được, không khí lập tức trở nên căng thẳng và đầy sát khí. Người đàn ông vạm vỡ kia khẽ dụi đôi mắt ngái ngủ, hùng hùng hổ hổ bò dậy, FCK, sắp hôn được người đẹp rồi. Thằng nào đánh thức tao đấy? Là tao đánh thức mày đây. Tiết Bình cúi đầu nhìn người đàn ông vạm vỡ kia từ trên cao, lạnh lùng nói. Mày! Ánh mắt mờ đục của gã đàn ông dần trở nên rõ ràng, tìm cho mình một điểm tựa, nhìn chằm chằm vào Tiết Bình nói, eo tao hơi đau đấy, là mày đá hả? Là tao đá đấy. Tiết Bình lạnh lùng nói, cho mày 3 giây, mau dập đầu xin lỗi tao, nếu không, bọn mày chuẩn bị lết ra ngoài đi. Gã đàn ông nghe vậy, không chỉ không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười, quay đầu nhìn đám bạn của chính mình, chúng mày nghe thấy không? Tên đó muốn đuổi bọn mình đi đấy. Ha ha, vừa nãy tao còn thấy gã đá mày cơ. Có người cười nói.
Người đàn ông ngăm đen cao lớn ở chính giữa cũng cười nói, không biết là ai huênh hoang với bọn này ngàn ly không say, kết quả còn chưa được ba ly đã không chịu nổi. Gần đây người tao không được khỏe, hích hích. Gã đàn ông khẽ gãi đầu, xấu hổ nở nụ cười. Không khí hòa thuận vui vẻ, cực kỳ náo nhiệt, những người khác ngồi trong sân dự tiệc cưới còn không hiểu sao nhưng cõi lòng dần bị sự sợ hãi lấp đầy. Đám người này bị làm sao vậy? Vương Nhất chậm chậm rót rượu, Lãnh Nhan mặc một bộ quần áo da bó sát đi từ phía sau Vương Nhất như một bóng ma. Không phải đã nói Thiết Tân kiềm chế một chút rồi sao? Vương Nhất hỏi. Thiết Tân nói, hôm nay là ngày vui của cậu chủ, nên gọi mấy kẻ không có mắt để giúp vui một chút. Lãnh Nhan nét mặt không cảm xúc nói, nhìn về phía Tiết Bình và Kim Thành Vũ như thể đang nhìn hai người chết. Vương Nhất khẽ gật đầu, hỏi tiếp, người tên Tiết Bình kia có chức vụ gì? Là một tên chuẩn úy mà thôi, còn chưa được gặp mặt Thiết Tân lần nào. Lãnh Nhan cười lạnh. Vương Nhất không nói chuyện nữa, thưởng thức trò hay vừa mới ra lò. Vậy tiếp theo anh định làm gì? Chỉ thấy vẻ mặt tươi cười của người đàn ông da ngăm đen tắt dần, khi nói xong lời cuối cùng, cả người đã nồng nặc sát khí. Thì lấy lại danh dự chứ sao? Gã đàn ông một giây trước vẫn còn say khướt, giây sau sắc mặt đã trở nên lạnh lùng tàn khốc, thuận tay cầm một bình rượu Mao Đài 56 độ đưa cho Tiết Bình. Hôm nay là ngày vui của ẩn chủ, tâm trạng của anh đây rất tốt, không muốn so đo với mày. Nếu mày uống cạn chai rượu này, anh đây sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, còn kết bạn với mày nữa, thấy thế nào? Nghe những gì mới được thốt ra, sắc mặt của tất cả mọi người ở tiệc cưới đều thay đổi nhanh chóng, nhưng Thiết Bình với Kim Thành Vũ lại bật cười đầy khinh thường. Một chai Mao Đài 56 độ thì coi như là có tửu lượng khá cũng không thể nào uống hết một hơi được. Huống hồ đại ca Tiết đây đã quen uống rượu vang đỏ rồi, uống hết chai Mao Đài này vào có khi nào thủng ruột tại chỗ luôn không? Đây là muốn giết người không giao. Đại ca Tiết, đừng để ý tới đám bọn họ, trước tiên cứ khảo nghiệm tên nhóc con kia. Đúng là Kim Thành Vũ đang muốn tìm cho Vương Nhất chút phiền toái, nhưng mà Tiết Bình thân là chuẩn úy, ở bên ngoài lại bị bắt nạt đến độ này thì sao có thể nuốt trôi được đây? Mày còn 30 giây. Ánh mắt Tiết Bình lạnh lùng như con rắn độc ở trong hang, anh ta quay sang nhìn đám đàn ông thô bỉ kia rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất. Anh ta đang truyền tín hiệu giết gà dọa khỉ. Ý rằng anh ta sẽ thu thập đám đàn ông thô bỉ này thế nào thì cũng sẽ thu thập anh như thế. Mẹ nó, cho thể diện rồi mà còn không cần. Không ngờ sắc mặt gã đàn ông kia trầm hẳn xuống, quăng luôn chai rượu trong tay, hung hăng đập về phía đầu của Tiết Bình. Rắc rắc. Nhưng Tiết Bình còn chưa động tay, là gã vệ sĩ đứng bên cạnh Tiết Bình lanh tay lẹ mắt, một cước đá vỡ chai rượu. Rượu cùng với các mảnh thủy tinh vụn rơi đầy đất. Còn có cả vệ sĩ cơ à? Gã đàn ông thấy vậy, nhất thời hai mắt sáng lên, bước một bước dài tới gần người vừa rồi, đầu gối nhấc lên, ra chiêu lên gối đầy mạnh mẽ. Đòn tấn công này khá tàn nhẫn, khiến cho người chịu đòn cong thành con tôm luộc. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều lùi về sau một bước, ra đầu tê dại. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía đám người vạm vỡ lại càng mang vẻ sợ sệt hơn trước. Bọn họ có vẻ, căn bản là không thèm coi chuẩn úy Tiết của quân khu Thiên An này ra cái gì hết. Cậu nữa, cùng lên đi. Tiết Bình điểm danh hai người nọ lập tức vò tới chỗ gã đàn ông kia. Mắt thấy chuyện càng ngày càng trở nên ầm ĩ, mẹ con Lý Mộng Đình sắc mặt trắng bệch bệch lui về đằng sau, chỉ sợ mình sẽ bị liên lụy, giám đốc Đồng cũng không biết nên làm cái gì cho phải. Giám đốc Đồng đang tính hỏi Vương Nhất thì thấy Vương Nhất vẫn vô cùng bình tĩnh thưởng thức rượu, mỉm cười nhìn những gì xảy ra trước mắt. Ha ha, các người đoán xem gấu lớn sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để nghiền nát hai cái người kia. Đang lúc không khí đánh nhau căng thẳng thì có tiếng cười lớn vang lên, chỉ thấy một người trong đám đàn ông kia hứng thú bừng bừng nói, tôi làm nhà cái cho, các người cứ tùy ý đặt đi. Còn tỉnh thì nửa phút, giờ đang lâng lâng thế này thì ít cũng phải 2 phút rưỡi. Nói nhảm ít thôi, đặt bao nhiêu? 1,5 triệu. Tôi đặt 900, 2 phút. 2,4 triệu, 2 phút rưỡi. Gã đàn ông tên gấu lớn kia còn chưa đánh nhau với hai người nọ thì đám đàn ông ngồi trên chiếu đã hò nhau đặt tiền cược bạc, nhìn qua chẳng có chút nghĩa khí gì cả. Anh Thiết Tân, bày tỏ quan điểm chút nào. Bỗng, người nhận làm nhà cái quay sang nhìn người đàn ông da ngăm đen, thân hình cao lớn cười cợt hỏi. 1 phút thôi. Người đàn ông da ngăm đen bình tĩnh uống rượu,
ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài lan can, như thể không hề thấy hứng thú chút nào với cuộc chiến này vậy. Tựa như đây là cuộc chiến đã biết trước kết quả ra sao. Mẹ mấy cái thằng này, ông mày đang bị bắt nạt ở đây còn mấy đứa mày thì lại lấy ông mày ra đặt cược. Ông đây không thể để mấy đứa mày thua đến độ không còn cái quần lót được. Nghe đám bạn nói từ nãy tới giờ, gấu lớn gầm lên giận dữ rồi bắt đầu công kích mãnh liệt, không cho đối phương cơ hội đánh trả. Bụp bụp bụp, gấu lớn đánh nhau mà như đánh bao cát vậy. Chẳng ai thấy rõ gấu lớn ra tay như thế nào nhưng chớp mắt thôi hai người kia đã nằm vật ra đất. 59 giây, còn thừa ra hẳn một giây cơ à? Người đàn ông ngăm đen tên Thiết Tân phì cười. Nào nào nào, đưa tiền đây nào, không bán chịu đâu nhá. Vì thế, gã đàn ông làm nhà cái cao hứng ầm ĩ cả lên. Mẹ nó, cái tên đó cũng thật là chẳng có chút tiền đồ gì cả, hại chúng ta cược thua tiền rồi. Đám đàn ông cược thua kia ỉu xìu như mấy con gà trống đánh nhau thua vậy, mắng to là thằng chết tiệt kia chẳng có tiền đồ gì cả nhưng vẫn cứ cống tiền lên đều đều. Hê hê, nhìn tiền giấy xanh xanh đỏ đỏ trước mắt, gã đàn ông làm nhà cái vô cùng mừng rỡ, cười nói, tiền của đại bảo kiếm hồi tối cứ tính cho tôi. Tiết Bình thấy những gì xảy ra trước mắt cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng anh ta phản ứng lại rất nhanh, mặt mày âm trầm mở miệng, mày có biết hậu quả khi dám ra tay đánh người ở đây là gì không? Có hậu quả gì nè? Gấu lớn không thèm để tâm đến lời Tiết Bình mới nói. Tự mình quay đầu lại nhìn đi. Trong giây lát, đám người mặc quần áo đen đằng sau Tiết Bình tiến tới vây quanh đám người, nhìn chằm chằm vào họ. Kim Thành Vũ không để cho người của mình tùy tiện ra tay, bởi vì anh ta luôn cảm thấy chuyện này có gì đó là lạ. Mắt thấy mọi chuyện càng lúc càng nháo lớn, Lý Thiên Dương tê dại cả da đầu, quay sang nói với Vương Nhất, Tiểu Nhất. Hay là chúng ta đi đi thôi? Đi, tại sao? Vương Nhất vẫn cười nhạt, chờ xem hết kịch hay rồi đi cũng không muộn mà. Không biết sống chết, lát nữa mà bị bắt về thì đừng làm liên lụy tới mẹ con chúng ta. Sắc mặt hai mẹ con Lý Mộng Đình vô cùng mất tự nhiên. Vẫn còn nhiều người mà. Ở bên kia, gấu lớn thấy thế trận bày ra trước mắt cũng không hề hoảng hốt mà ngược lại, sắc mặt anh ta trầm xuống, nói, nhưng mà ông đây cứ muốn đánh người đấy. Cho dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế có xuống thì cũng không ngăn được ông đây đâu. Này, gấu lớn! Ngay lúc gấu lớn chuẩn bị ra tay, giọng nói trầm thấp vang lên, về đây. Trong giây lát, sắc mặt gấu lớn thay đổi tức thời, quay đầu nhìn về phía người đàn ông da ngăm đen, nhưng mà, anh Thiết Tân. Về đây, Thiết Tân vẫn mặt không cảm xúc lặp lại một lần nữa. Được rồi! Lời Thiết Tân nói vẫn khá có uy lực, gấu lớn chán chường quay lại bên cạnh Thiết Tân. Tiết Bình còn tưởng Thiết Tân, thân là thủ lĩnh của đám này đã chịu thua, ánh mắt anh ta nhìn bọn họ lập tức hiện vẻ khinh miệt, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Nhất, ý bảo xem cho kỹ. Vương Nhất khẽ mỉm cười, tay phất nhẹ. Tiết Bình đi tới trước mặt Thiết Tân, nhìn từ trên cao xuống, tao châm trước cho bọn mày, mau cút khỏi nơi này trong vòng một phút. Thiết Tân cười nhạt lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Tiết Bình còn tưởng là gã ngoan ngoãn đứng dậy rời khỏi đây. Ai ngờ gã lại đi thẳng tới trước mặt anh ta, nhả ra một vòng khói xinh đẹp, tôi cảm thấy cậu tốt nhất vẫn nên rút câu nói vừa nãy về đi. Tiết Bình mới nghe thấy thế, ánh mắt cũng trở nên âm trầm hơn hẳn, đối chọi tương đối gay gắt, nếu như tôi nói không thì sao? Thế là, Thiết Tân cũng không nói thêm gì nữa mà quay đầu nhìn tất cả mọi người. Giọng điệu của gã lạnh lùng mà bình thản, anh em của chúng ta ở ngoài bị người ta khi dễ phải làm thế nào đây? Thiết Tân vừa dứt lời, khí chất của đám người vốn dĩ lười biếng uể oải như người không xương thay đổi trong nháy mắt. Lười biếng, men say bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại khí thế của những người đã từng lên chiến trường, từng cầm đao súng máu tanh cùng với sự cương nghị. Ái chà chà! Một giây sau, trong ánh mắt kinh hoàng và soi mói của mọi người trong bọn họ móc ra một cây súng lục màu đen. Họng súng đen ngòm tựa rắn hổ mang chứa đầy kịch độc, chỉ về phía đám người Tiết Bình. Đứa nào dám động đậy, ông đây một phát bắn chết mẹ luôn này. Ngay lúc đám người rút súng ra, Thiết Tân cũng lập tức hét lên. Giọng nói như là tiếng sấm vang lên giữa trời, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không một ai dám hé miệng xì xào, chỉ có độc mỗi tiếng giống giận của Thiết Tân. Hiện trường bị bao trùm bởi không khí chết chóc, ngưng trọng đến nghẹt thở. Những nhân vật có máu mặt bị dọa đến độ sắc mặt trắng bệch, không dám động đậy.
duy chỉ có mỗi Vương Nhất là vẫn cứ mỉm cười bình thản như nước từ đầu tới cuối. Một tiếng giống của Thiết Tân như tiếng sấm vang vọng khắp không trung, khiến màng nhĩ của mọi người rung ầm ầm. Không chỉ Tiết Bình sửng sốt, Kim Thành Vũ sững người, mà cả Lý Mộng Đình, Chu Mỹ Vân, Lý Thiên Dương, cùng với tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây ra như phỗng. Trên trán Kim Thành Vũ chảy đầy mồ hôi to như hạt đậu, mặt mày lúc đỏ lúc trắng, cảm giác sợ hãi như vỡ đê hồng thủy đánh sụp sự tự tin, kiêu ngạo vốn có của anh ta. Đám người cao to vạm vỡ kia là ai? Sao trên tay người nào cũng cầm một khẩu súng? Từ khi nào mà súng lại phổ biến ở thời đại này như vậy? Chẳng lẽ, bọn họ cũng giống như đại ca Tiết, cũng là quân đội? Hai chân Kim Thành Vũ run lên bần bật, thời điểm đám người vạm vỡ kia vừa xuất hiện, anh ta đã cảm thấy bất an. Chỉ là cụ thể bất an ở chỗ nào, anh ta lại không nói ra được. Tận đến lúc này, anh ta mới nhận ra mình đã chọc phải người không nên chọc. Dù là ai, đã dám lôi súng ra trước mặt công chúng, chứng tỏ chỗ dựa phía sau phải cực lớn. Còn câu nói kia nữa. Ai dám cử động, mẹ kiếp, ông đây sẽ bắn chết tươi ngay. Trực giác báo cho Kim Thành Vũ biết đây không phải lời hù dọa, đám người này dám nổ súng thật đấy. Rốt cuộc bọn họ là thần tiên từ đâu tới thế? Hai cái đùi Kim Thành Vũ run lên không ngừng, nỗi sợ trong lòng bị phóng đại tới vô cùng. Mặt mày Tiết Bình cũng trắng bệch hết cả, bị nhiều người chĩa súng vào đầu như vậy, nói không sợ chắc chắn là gạt người. Không còn cách nào, anh ta cũng chỉ đành móc khẩu súng ra, nhắm thẳng vào người Thiết Tân. Nhưng Thiết Tân như không nhìn thấy, vẫn dương ánh mắt lạnh lùng bước tới. Cộp cộp, cộp cộp. Chiến ủng đặc chế dẫm lên mặt đất, phát ra âm thanh lạ lùng. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, trái tim Tiết Bình đập thình thịch, thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết. Đừng tới đây. Anh ta chĩa súng vào đầu Thiết Tân đầu, hét lớn. Thiết Tân ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục bước tới. Không chỉ mình Thiết Tân ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả đám người vạm vỡ phía sau cũng làm như không thấy, thậm chí khóe miệng còn khẽ nhếch, nở nụ cười khinh khỉnh. Như thể khẩu súng trong tay Tiết Bình chẳng phải đồ thật, chỉ là một khẩu súng đồ chơi nực cười mà thôi. Tôi nói, đừng tới đây. Tiết Bình vừa ngạc nhiên vừa giận dữ hét lớn, cuối cùng, anh ta móc ra một tấm thẻ, tôi là người của quân đội, tôi có quyền nổ súng. Cậu bắn thử xem. Thiết Tân đi tới trước mặt Tiết Bình, lạnh lùng nhìn Tiết Bình. Chỉ một cái liếc mắt, Tiết Bình như rớt xuống hố băng, ném vào một khoảng không tĩnh lặng, cảm giác tuyệt vọng trào dâng dưới đáy lòng. Vương Nhất nhấp một ngụm rượu vang đỏ, lại gắp một lát cá, trông vô cùng sảng khoái.